Chuyện ngắn hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1, bộ truyện mới của tác giả Hà Đoàn qua giọng đọc Chu Hạ. Lượm một cô từ nhỏ, cô được bà Hoa là một người họ hàng nhận nuôi. Đến khi trưởng thành, một bước ngoặt lớn đến với Lượm khi cô được ngỏ ý làm con dâu nhà giàu. Bà Hoa dù rất thương Lượm nhưng bị đưa vào thế ép buộc nên không còn cách nào ngoài đồng ý. Cuộc sống của Lượm lại chẳng hề dễ dàng gì khi đối mặt với gia đình chồng tệ bạc. Lợm rời đi và xin làm giúp việc và nhận nhiệm vụ chăm sóc cho cậu chủ tên Sa Huy. Gặp đúng giày sẽ không đau chân, gặp đúng người sẽ được hạnh phúc. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bố mẹ ơi, con muốn lấy vợ. Mới mấy tuổi lấy vợ cái gì? Chờ thêm ít bữa nữa, bố mẹ cho đi du học. Học với hành chán lắm, con không đi đâu. Nhà mình giàu, học chi cho lắm. Bố mẹ cưới cho con cô vợ, rồi con sẽ tu trí làm ăn, có phải tốt hơn không? Khổ, mà mày muốn lấy ai? Con lượm ở làng mình đó, nó đẹp như tiên nữ dáng trần ấy mẹ. Mẹ không đồng ý, hết đứa để lấy rồi hay sao, mà đi lấy cái con không cha không mẹ đó về làm vợ. Nhưng mà cô ấy đẹp, con rất thích. Thích cái gì mà thích, thiếu gì đứa để lấy. Mày có biết con đó, nó xui xẻo thế nào không? Cả làng này ai cũng khiếp, mày rước nó về, chỉ báo hại gia đình thôi. Mẹ không cho con lấy lượm, có sẽ bỏ nhà ra đi cho bố mẹ không tìm được luôn Hừ, cái đổ mất dậy chứ gì mà đã hăm dọa bố mẹ rồi được rồi ông đừng có to tiếng với con để từ từ tôi chỉ dạy nó bà suốt ngày cưng chiều nó giờ nó leo lên đầu lên cổ bà ngồi không thấy sao thôi ông đừng nói nữa mình nuôi con mình biết tính con lỡ nó bỏ đi thật thì làm sao chứ kệ nó cho nó đi coi thử sống nổi một ngày không con đi thật, bố mẹ đừng có thách con. Được rồi, con đừng giận nữa. Con thích lấy con lượm thì để bố mẹ sang hỏi cho. Mẹ nói thật không? Thật. Giờ con vào cất đồ trước đã nhé. Mấy ngày sau, lượm vừa mới đi làm cỏ ngoài đồng về. Thấy trong nhà đông người. Nó lấy làm lạ, vòng ra sau rửa chân tay. Một lúc sau bà Hoa chạy ra gọi. Trời đất ơi, sao còn ngồi đây hả à, cháu? mau vào nhà, mọi người đang đợi. Ai ở trong nhà mình vậy cô? Họ đợi cháu làm gì thế ạ? À? Có gia đình cậu Tuấn đi sang hỏi cưới con. Tại sao lại hỏi cưới cháu? Anh ấy là người yêu của chị Dung mà. Cô không biết, cứ vào nhà xem sao đã. Lợm nghe lời bà Hoa đi vào trong, vào đến nơi cô lễ phép cúi đầu xuống chào. Cháu chào mọi người ạ. À. Bà Cúc nhìn Lợm với ánh mắt khó chịu. Nếu không vì thằng con quý tử thì chắc bà ta cả đời không đặt chân đến nhà Lượm đâu. Hôm nay tôi đến đây là muốn xin anh chị cho tôi hỏi cưới cháu Lượm về cho thằng Tuấn. Không biết ý anh chị và cháu thế nào. Cháu xin lỗi hai bác, cháu chưa lấy chồng đâu ạ. À? Cháu thấy anh Tuấn và chị Dung yêu nhau, sao bác không hỏi chị ấy đi? Tùy cháu là mồ côi, nhưng cháu có lòng tự trọng, không phải là món hàng ngoài chợ muốn có là được đâu. Cây Dung đứng ở một góc nhìn Lượm với con mắt hình viên đạn vì lượm mà cô ta tuột mất một mối ngon, ước mơ trở thành con sâu nhà giàu cũng tan biến. Này nghe Lượm nói không muốn lấy Tuấn, cô ta mừng rỡ. "Dạ, em Lượm không muốn lấy anh Tuấn thì để cháu thay cho cũng được ạ." Bà Hoa đứng bên cạnh quát con gái. Dùng đi vào trong. Đây là chuyện người lớn, con không được xen vào." Bà Hoa quay sang nói với vợ chồng bà Cúc. "Ờ dạ, anh chị cũng thấy rồi đó." con lượm nhà tôi nó không đồng ý lấy con trai của anh chị mong anh chị thông cảm trước khi đến đây vợ chồng bà cúc đã chuẩn bị hết bởi vì ngày trước bà hoa vay nợ là tiền của em gái bà cúc giờ chuyển giấy nợ sang cho gia đình bà cúc đi đòi dùm vậy nó không đồng ý thì mời gia đình anh chị trả cho em gái tôi số tiền ba chục triệu anh chị đã đi vay đi bà hoa lúng túng không biết phải trả lời sao ừ, dạ chị chị thư thư cho tôi ít bữa nữa tôi sẽ cố gắng trả cho gia đình anh chị sau ạ à? không được lấy ngay bây giờ luôn lợm thấy cô hoa như muốn khóc đến nơi cô thường lắm dù nhà cô ấy nghèo nhưng từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đối xử tệ với lượm công ơn này lượm chẳng bao giờ quên lượm nghĩ đây có lẽ là cơ hội để cho cô trả ơn gia đình đã kêu mang mình như vậy nếu cháu đồng ý lấy anh tuấn gia đình bác có xoán nợ cho cô của cháu không ạ à? Mẹ nói gì đi... Cô ấy đã đồng ý rồi kìa... Bố mẹ đã hứa gì với con... Là phải giữ lời hứa đó nha... Bà Cúc quay lại nhìn con trai... Mẹ biết rồi... Cứ nói mãi... Nói xong bà ta quay sang nói với Lượng... Bác sẽ xóa nợ cho cô của cháu... Coi như đó là số tiền sinh lễ được không? Dạ... Cháu đồng ý... Tôi đến... Bà Hoa đi vào nói chuyện với Lượng... Cô xin lỗi cháu rất nhiều vì cô mà cháu phải lấy một người mình không yêu cô đừng nói vậy gia đình anh tuấn giàu nhất cái làng này cháu phải làm dâu lại sướng tấm thân cháu đi lấy chồng rồi cô nhớ giữ gìn sức khỏe làm ít thôi cô nhé ừ cô biết rồi cháu phải sống tốt hạnh phúc đó nha lượm dạ còn cách dung thì cứ nhìn thấy lượm ở đâu lại nói bóng nói gió cô ta tức anh ách vì lượm đã cướp mất người yêu của mình mày cũng ghê gớm quá lượm mày dùng cách nào mà cướp mất anh tuấn của tao vậy em có làm gì đâu tự nhiên anh ấy dẫn ba mẹ sang hỏi cưới em em cũng ngạc nhiên lắm mày đừng có đóng kịch ở đây tao nhìn rõ cái bản chất xấu xa của mày đó lượm không vì bố mẹ của tao thì mày no đòn nhất định tao sẽ cướp anh tuấn từ tay của mày mày hiểu không mặc kệ cho chị ta nói lượm trùm chăn ngủ ngon lành Nhoáng một cái, ngày lượm lắm cô dâu cũng đến gần. Người ta bảo, ngày cưới sẽ hồi hộp và hạnh phúc lắm. Chu riêng lượm không có cảm giác gì. Có lẽ do lượm không yêu, không mong đợi gì ở đám cưới này. Mặc dù ghét lượm, nhưng vợ chồng bà Cúc vẫn đàng hoàng, thuê xe hoa sang sức lượm. Cả làng ai cũng dì xào to nhỏ, bảo rằng lượm tốt số, lấy được chồng giàu. Lượm nghe chỉ cười chua chát, rồi bước lên xe ngồi bên cạnh Tuấn, Nhìn thấy lượm xinh đẹp trong chiếc váy cô dâu Tuấn đứng hình vài giây Lượm đẹp lắm Lượm nghe nhưng chẳng phản ứng gì Đến chiều tối Lễ cưới kết thúc Lượm mệt dã rời người luôn Vì gia đình bà Cúc thuê người về nhà nấu Nên chén bát ngổn ngang chất đầy sân Thay bộ đồ cô dâu ra Lượm chỉ muốn lên phòng nằm nghỉ cho đỡ mệt Nhưng vừa mới có suy nghĩ như vậy Thì tiếng bà Cúc lanh lành ở phía sau Lượm ra rửa chén bát để cho khô Mai mẹ cắt nhé Chứ giờ mọi người về hết rồi Không có ai rửa nữa Dạ, con rửa được từng nào thì rửa Còn lại ngày mai con rửa cũng được nha mẹ Không được Rửa khi nào bằng hết thì thôi Ngày xưa mẹ về làm dâu buổi đầu tiên Làm đủ thứ việc Đâu có phải mình rửa chén Dạ, vậy để con rửa à Ừ, rửa xong tắt đèn đi ngủ Chắc thằng Tuấn xe mềm ở trên rồi Để mẹ lên xem nó thế nào một mình lượm ngồi bơi với đống chén bát. Trời cũng đã 12 giờ đêm. Lên đến phòng đi ngủ, thấy Tuấn say ói thủm lung tùm la hết ra giữa nhà. Lượm bất lực chỉ đành ngồi khóc. Cái ngày về làm sâu đầu tiên, thật sự rất tồi tệ đối với Lượm. Không thể chịu nổi với cái mùi nôn ói, Lượm lọ mọ dậy dọn cả đêm. Đến khi gần sáng, vừa mới chợp mắt, thì tiếng mẹ chồng đập cửa rầm rầm. Lượm ơi! Dậy! Dậy! Ngủ gì mà lắm thế? Nhà này từ trước tới giờ, chẳng có ai ngủ quá 6 giờ. Lượm mắt nhắm mắt mở, Với lấy cái dây buộc tóc ở đầu giường. Đưa tay vén mấy lọn tóc buộc lại gọn gàng, rồi ra mở cửa. Dạ, con dậy đây rồi mẹ. Thằng Tuấn đâu rồi? Hồi tối nó có say lắm không? Dạ có mẹ. Anh ấy ói ra cả chăn cả gối, con phải dọn cả đêm ạ. À? Đàn ông say là chuyện thường, con phải tập làm quen dần mới được. Dạ con biết rồi mẹ Giờ vào nấu bữa sáng đi nhé Có đồ ăn bữa qua đám cưới đang còn Hâm lại mà ăn Nhà Tuấn giàu Chủ yếu là nhờ có đất nhiều và buôn bán Bà Cúc đến mùa nào là buôn mùa đó Nên trong nhà lúc nào cũng có tiền Việc cưới lượm về là bất đắc sĩ Vì thế bà ta rất ghét lượm Nên chỉ muốn hành cô mà thôi Mới có hai tuần về làm sâu Mà khuôn mặt lượm hốc hác trông thấy tuấn trồng lượm chỉ được cây mã con nhà giàu thôi chứ ngoài ra chẳng biết làm việc gì ăn xong rồi tụ tập bạn bè uống rượu đánh bài anh tuấn về vụ em khiêng mấy bì lạc lên xe với bố mẹ đi hết rồi em khiêng không nổi em không thấy anh đang uống rượu với bạn sao từ xưa đến nay anh có bao giờ đụng tay đụng chân về việc gì đâu em biết vậy nhưng mẹ bảo phải khiêng lên xe để chiều họ đến chở đi luôn mà một mình em sao làm được mày về giúp vợ mày tí rồi sang uống tiếp giờ có vợ nó phải khác chứ không nghe lời vợ thì sao bọn mày nhỉ lượn tự làm đi tao không rảnh anh là đàn ông con trai gì mà không chịu làm việc gì cả suốt ngày tụ tập nhộn nhẹt mày còn có bố mẹ chứ mà không có lấy gì mà ăn thấy lượng trả treo hắn ta đứng dậy giơ tay tắt lượn một cái đau đớn vào má tại sao anh lại đánh tôi tôi nói sai chỗ nào hắn giơ chai bia lên May mà đám bạn của hắn ngăn lại. Thôi, vợ chồng có gì về nhà nói. Lượm về đi, để bọn anh khuyên nhủ thằng Tuấn cho. Lượm mở mức chạy về. Cô cứ ngồi góc nhà khóc thút thít. Đến chiều vợ chồng bà Cúc đi công chuyện về. Thấy mấy bỉ lạc đang nằm ngổn ngang ở sân. Bà ta tức giận hét ầm lên. Lượm ơi, sao con không khiêng lên xe? Giờ người ta đến lấy thì làm sao bây giờ? Một mình con làm sao khiêng nổi? Vậy thằng Tuấn đâu? anh ấy uống rượu ở quán con ra kêu về thì anh ấy đánh con nữa chắc con già mồm nó mới đánh chứ gì thằng tuấn con mẹ nên mẹ biết nó hiền khô cả đời biết đánh ai đâu lượm biết là con bà ấy thì bà ấy sẽ bênh còn cô chỉ là người dưng nước lã có bị đánh nhiều hơn thế nữa cũng là bình thường với họ mà thôi chuyện lượm bị đánh cả làng ai cũng biết đi ra đường gặp ai họ cũng hỏi nên lượm rất xấu hổ hôm nay đi chợ tiện đường lượm ghé vào nhà bà hoa chơi lượm mới về hả cháu dạ cháu đi chợ mua được miếng thịt ngon hồi nữa cô kho cho cả nhà ăn nhé thôi cháu đem về đi lỡ nhà chồng cháu biết được họ lại là làm khó dễ có nhiều nhạn gì đâu cô cô cứ cất đi cho cháu vui ạ à? ờ vậy cô cảm ơn nhé mà bữa hôm cháu bị thằng tuấn nó đánh phải không vợ chồng với nhau thì không tránh khỏi va chạm cháu ở bên đó đừng đôi co với họ mà thiệt thân dạ không có gì đâu cô anh ấy chỉ nóng giận đánh cháu cái mà cả làng đồn ầm lên vậy đó ngồi được một lúc nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nấu cơm trưa lượm xin phép cô hoa ra về cháu về đã cô nhé khi nào dành cháu sang chơi ạ à? ừ cháu về mà nấu cơm cho cả nhà mới vừa về đến cổng thấy bà mẹ chồng đang ngồi chém trẻ chế ở cửa cây loại đem của nhà chồng đi cho người khác thì không bền lâu đâu. Tiền nhà này không phải lá mít, muốn cho ai thì cho đâu nhé. Mẹ nói vậy là có ý gì ạ? À? Ý gì sao? Cô đi chợ mà còn mang thịt vào nhà cho cô của cô. Tiền cô làm ra được cách nào không mà tự ý như vậy? Có nhiều nhận gì đâu mẹ. có mấy lạng thịt con gửi cho cô Hoa ăn lấy thảo ạ. À? <laughs> hay quá nhỉ. Mấy lạng thịt cô ra chợ xin hay họ cho. Hay là cô lấy tiền của tôi để mua. Lượm đứng như trời trồng Cô chẳng biết nói gì, đành cúi mặt xin lỗi cho xong chuyện. Con xin lỗi mẹ, lần sau con có cho cũng về hỏi mẹ trước đã à? <laughs> Đừng mơ mà có lần sau. Đi vào nấu cơm để ăn mà lựa lạc nữa. Dạ, con biết rồi ạ. À? Liệm không ngờ bà ta lại ghê gớm như vậy. Tự nhiên cô cảm thấy rất buồn. Không biết là cô đang sống vì ai và vì cái gì nữa đây. Dạo này Tuấn thường hay đi sớm về khuya lúc nào trên người cũng mùi rượu nồng nặc. Lượm chán lắm, nói ra thì hắn lại đè cổ mà đánh tới tấp. Lấy chồng giống như đánh bạc, thắng thì sướng, còn thua thì phải chấp nhận số phận. Nước, nước. Nghe Tuấn gọi, lượm lật đật chạy đi lấy nước. Vừa mới vào đến nơi, thì Tuấn đã xả ra một đống hôi tanh, khiến lượm cũng muốn ói theo. Cô chẳng buồn dọn, đóng cửa lại, rồi đi ra cửa ngồi. Sao ngồi đây? Thằng Tuấn nó say, xuống dưới nhà pha miếng nước chanh đường cho nó uống đi. Còn chịu hết nổi rồi. Anh ấy say xỉn suốt ngày, lúc nào về cũng nôn ói, cho ngập phòng, lúc nào cũng bắt con dọn. Mẹ coi sao lựa lời mà nói cho anh ấy hiểu dùng con. Vợ chăm lo cho chồng là điều tất nhiên, nó có phải là thằng nghiện rượu đâu. Lâu lâu mới say một bữa, mà con làm giống như là sập nhà sập cửa đến nơi ấy. Thì mẹ mở cửa, xem anh ấy sống chết thế nào. Bà Cúc lo lắng cho con trai, vội vàng đi lại mở cửa. Nhìn con trai cả người bẩn thỉu hôi rình, bà ta hét lên. Trời đất, con làm cái gì vậy lượm? Sao để cho nó ra nông nỗi này? Nó là đứa con vàng con ngọc của mẹ, mà con nỡ đối xử với nó như vậy sao? Mẹ nhìn thì biết, con vất vả ra sao rồi. Hôm nay con không dọn, mẹ dọn dùng con với. Nói xong lượm đi ra ngoài hóng gió, để lại cho mẹ chồng một cục kim cương hôi rình ở trong phòng. Từ bữa đó trở đi, bà ta kết lượng nhiều hơn, cứ xúi dục con trai về đánh lượm. Vừa làm việc vất vả, vừa bị tra tấn tinh thần, lượm gần như phát điên. Ăn uống thì không đến nơi đến chốn, khiến cho lượm gầy trơ xương, không xinh đẹp giống như thời con gái nữa. Điều này khiến cho Tuấn chán nản, thường xuyên gặp bồ ở bên ngoài. Dạo gần đây lượm thấy trong người không được khỏe, cứ nhìn thấy cơm là ói. Cô đưa chuyện này nói cho bố mẹ chồng. Bố mẹ ơi, dạo này con thấy không được khỏe lắm, Ngày mai cho con nghỉ làm một ngày, con đi khám nhé. Ôi dào, khám cái gì? Do thời tiết thay đổi nên mới mệt. Chứ có ai làm việc mà chết đâu. Đừng có viện lý do mà trốn việc. Sao mẹ lại nói thế? Con mệt thật mà. Ông Hoàng thì cũng không đến nỗi ghê gớm lắm. Nhìn thấy lượm dạo này ốm yếu, ông cũng thương. Thì bà cho nó đi khám thử xem. Thế nó dạo này gầy quá. Ông chỉ được cái tẻ lanh tài lẻ. Vợ con ông cũng gầy, Sao ông không quan tâm? Hết nói nổi với bà vợ tranh chua Nên ông Hoàng cũng đành ngậm miệng Không nói gì thêm nữa Đến tối Lượm cứ ngồi chờ cửa Tuấn Mà không thấy hắn ta đâu Cô tính vào đóng cửa đi ngủ Thì bà mẹ chồng lại gọi Thằng Tuấn nó chưa về sao? Dạ anh ấy chưa về mẹ Con cầm cái đèn pin Đi tìm nó đi Trời tối thế này Con biết tìm anh ấy ở đâu ạ? À? ơ ờ, hay làm vợ thì phải biết lo cho chồng thấy chồng chưa về thì cũng phải sốt ruột mà đi tìm ai cứ ngồi ở nhà chờ như thế giờ khuya rồi con đi một mình sợ lắm hay bố mẹ đi tìm anh ấy về dùng con với cô làm vợ làm con dâu cái kiểu gì vậy bố mẹ chồng tuổi cao sức yếu đi ra đường lỡ có chuyện gì ai chịu trách nhiệm cho máu vào lấy cái đèn pin đi nhanh lên nếu thẳng tuấn có chuyện gì về tôi lột xa cô ra đó lượm chẳng biết phải nói gì đành vào nhà lấy chiếc đèn pin, lật đật chạy đi. Trời khuya không có người nên vắng như chùa bà đanh, khiến cho lượm nổi xa gà. Đi một đoạn, lượm lại quay về phía sau để nhìn. Chợt nghe có tiếng nói cười khúc khích ở bụi cây, lượm sợ hãi đứng yên tại chỗ. Có khi nào ở đây có ma không? Suy nghĩ trong đầu như vậy, cả người lượm run lên bẩn bật. Mặc dù sợ, nhưng lượm vẫn cố gắng đi lại gần để xem thử đập vào mắt lượng là hình ảnh Dung và chồng cô, người trần như nhộng. Hai người thật là bị ổi, hết chuyện để làm rồi hay sao mà kéo nhau ra đây làm điều xấu hổ như vậy? Mặc quần áo xong xuôi, cả Dung và Tuấn đưa cái mặt lì lợm ra nói chuyện với lượng. Mày không ngủ, đi dính mò tao làm cái gì? Tao chán mày nên tao phải đi tìm người khác chứ. Anh là loại đàn ông bị ổi, tôi đây không có điên mà đi dính mò anh làm gì? Chẳng qua bố mẹ anh bắt tôi đi tìm anh về thôi. Lợm nói xong quay sang cách dung Chị thật sự rất xấu xa Hết người đàn ông để nằm dưới sao Mà đi dụ dỗ chồng của em Mày nên nhớ rằng Tao và anh ấy yêu nhau trước Tại có mày xen vô Nên tao mới mất anh ấy đó Lượng tức quá Lấy cái đèn pin trọi thẳng vào mặt của hai người đó Vì đau nên Tuấn tức giận Tùng lấy tóc lượm mà đánh tới thấp Lượm đau quá Nằm sóng xoài dưới đất ôm bụng Cô cảm nhận có một thứ gì đó đang chạy ra Cây dung nhặt đèn pin lên, thấy lượm máu chảy linh láng, liền hét lớn: Anh, anh, anh Tuấn ơi, con, con lượm đó, nó bị làm sao mà chảy máu ấy? Tuấn hốt hoảng đi lại xem thử. Một lúc sau, lầm được hai người họ đưa đi bệnh viện cấp cứu trong đêm. Biết chuyện, bà Hoa cùng vợ chồng bà Cúc cũng có mặt tại bệnh viện. Còn lượm nó bị làm sao thế? Ờ, dạ, dạ, con cũng không biết. Thấy máu chảy đầy hai chân của nó nên con và anh tuấn đưa nó vô bệnh viện biết là có chuyện không hay đã xảy ra với lượng bà hoa ngồi sụp xuống thu mình ở một góc một lát sau cánh cửa phòng cấp cứu mở bác sĩ đi ra thông báo ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới đưa vào đây con dâu tôi sao rồi bác sĩ cô ấy bị xảy thai mất máu rất nhiều giờ cần một lượng máu rất lớn để truyền cho cô ấy nó nó có bầu lúc nào mà xảy chứ giờ truyền máu hết nhiều tiền không bác sĩ cũng không đắt lắm đâu. Giờ cứu người mới là quan trọng. Người nhà phải nhanh chóng, không là cô ấy sẽ mất mạng. Bà Hoa đi lại nói với bác sĩ. Bác sĩ, bác sĩ cứ cứu cháu tôi trước. Hết bao nhiêu tiền tôi sẽ chịu trách nhiệm trả. Bà Cúc đứng bên cạnh lên tiếng. Đó là bà tự nói đó nha. Chứ gia đình chúng tôi không bắt ép. Vâng, anh chị cứ yên tâm. Tôi sẽ trả cho cháu lượm. Qua sự việc lần này, bà Hoa mới hiểu rõ cuộc sống làm dâu của Lượng. Gặp thằng chồng không ra gì, lại gặp phải bố mẹ chồng keo kiệt buồn xỉn. Ngay cả khi tính mạng ngắn cân treo sợi tóc mà họ còn trả giá nữa thì không biết phải nói sao. Nhìn Lượng ngày càng gầy đi, bà Hoa thương đứt ruột gan. Đừng suy nghĩ nhiều mà mẹ cháu hả? Coi như đứa bé không có duyên ở với vợ chồng cháu. Giờ ngồi dậy ăn miếng cháu cho khỏe. Người ta nói một lần xài bằng bảy lần đẻ đó cháu. Cố gắng ăn uống cho nhiều Mai mốt còn có sức mà sống tiếp Nước mắt chảy đầy hai má lượng Cô không thiết tha ăn uống gì Mấy ngày cô nằm viện Bóng dáng chồng và bố mẹ chồng không thấy đâu Họ biện lý do so là vào mùa bận Đi thu mua lúa khảo Lượm biết vậy Cô cũng chẳng buồn chẳng trách Họ đối xử bạc bẽo với cô Thì sau này ông trời sẽ trừng phạt họ May ở bên cạnh cô còn rất nhiều người tốt Bác Mai cùng với mấy người hồi trước ở gần nhà cô nghe tin cũng chạy vào an ủi động viên lượm lượm ơi bác thương mày lắm hay là ly hôn thằng tuấn đi về sửa sang lại nhà cửa mà ở cho thoải mái cũng được lượm cũng đã nghĩ đến điều đó trong đầu giờ cô lớn rồi có thể tự đi làm kiếm ăn được cửa mãi trong nhà chồng có ngày cũng trầm cảm mà thắt cổ tự tử mất dạ để cháu ra viện rồi về cháu tính ừ cứ sống cho bản thân mình đừng có sợ ai chê cửa nha lượm nếu như hồi trước bác đủ điều kiện để nuôi mày thì cuộc đời mày đâu đến nỗi khổ như thế này cơ chứ lượng không cầm được nước mắt liền khóc òa lên thôi đừng khóc nữa mà ảnh hưởng sức khỏe đời còn dài tương lai còn ở phía trước hãy vui vẻ lạc quan lên dạ cháu cảm ơn các bác nhiều còn về phần dung cô ta khó chịu khi thấy mẹ mình dành trả viện phí cho lượng mẹ làm như nhà mình nhiều tiền lắm ấy nằm viện thì kệ nó Để cho bố mẹ chồng nó lo Mắc mớ gì mà mẹ phải dành trả Lời Dung vừa dứt Một cái bạt tay đau đớn vào má Còn ý miệng cho mẹ Vì ai mà con lượm mới ra nông nỗi như vậy Trên đời này hết đàn ông rồi hay sao Mà con lại chọn chồng của em mình chứ Nó đâu phải là em con Nó là đứa con hoang Do cậu mợ nhặt về Vì nó mà con mất anh Tuấn Giờ con giành lại thì có gì sai Con nói chuyện mà không suy nghĩ như vậy Con nhìn con lượm đi nó về nhà thằng Tuấn làm dâu, họ đối xử có ra gì đâu. May mà con không lấy, chứ mà lấy chắc về được 3 ngày bị đuổi ra khỏi nhà. Mệt với mẹ quá, suốt ngày đem con ra so sánh với con lượm. Con không biết con là con của mẹ hay là nó nữa đây. Con bỏ cái thói đành hành nó đi. Ngày mai vào viện mà xin lỗi nó đi, không là đừng có trách mẹ. Con không đi đâu, mẹ trả tiền viện phí cho nó, coi như là xin lỗi nó rồi. Bà Hoa lắc đầu ngao ngán vì đứa con của mình nhiều khi bà ước chỉ cần kết xung được một góc của lượng là bà mừng lắm rồi về phần lượng hôm nay cô đã khỏe lại và bác sĩ cho ra viện chỉ có mỗi mình bà hoa vào đưa lượng về còn chồng và gia đình chồng không thấy đâu cả về thôi cháu dạ cô cô bảo con dung hôm nay vào xin lỗi cháu mà nó không chịu cháu hãy bỏ qua cho nó nhé tính nó xưa nay cứng đầu cô cũng không biết phải làm sao dạ không sao đâu cô còn cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa Giờ chúng ta về nha cô Ừ Về đến cổng thấy không có ai ở nhà Lượm lại không có chìa khóa vào nhà Nên phải đứng ở ngoài chờ Cô được ra viện rồi sao Tôi được ra viện rồi Cả nhà đi đâu hết vậy Đi làm chứ đi đâu Tôi nằm viện mấy ngày chơi Mãi không nỡ vào thăm tôi được một lần Sao con người anh vô tâm dữ vậy Nằm viện thì có gì đâu mà ghê gớm Tôi ở nhà còn phải làm việc để lấy tiền mà ăn nữa. Lợm nhìn hắn với ánh mắt căm thù, rồi xách giỏ đồ đi vào trong. Đến tối, vợ chồng bà Cúc về nhìn thấy Lượm, bà ta lầm ngược lầm xuôi. Sao không về bên nhà cô Hoa mà ở ít tháng đã? Chứ gia đình này làm ăn buôn bán, con mới bị xảy thai, người ta biết được họ lại kiêng cữ, không chịu mua hàng nữa thì sao? Lượm bỗng thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Vì ai mà cô ra nông nỗi này cơ chứ? Nỗi đau mất con chưa nguôi, Tại sao họ lại không có một lời động viên an ủi đến cô, mà còn dùng những lời lẽ khó nghe như vậy chứ? Mẹ yên tâm, hôm nay con về đây là muốn anh Tuấn ký vào đơn ly hôn, còn chúc bố mẹ sau này sẽ kiếm được một nàng dâu tốt hơn con, về mọi mặt à. Nói xong, lượm đi vào phòng lấy tờ đơn ra cho Tuấn ký. Thời gian lấy chồng chưa được là bao, nhưng nỗi đau cô chịu đựng là quá lớn. Thà mang tiếng bỏ chồng còn hơn là ở lại để chịu sự giày vò khinh bỉ của gia đình họ. Một thời gian sau mọi thủ tục ly hôn đã hoàn tất. Lượm được người quen giới thiệu đi vào Sài Gòn làm giúp việc nhà. Nghe nói gia đình đó rất giàu có. Họ thuê giúp việc với số tiền cao ngất ngưỡng. Cảm thấy đây là cơ hội tốt nên Lượm đã đồng ý mà không do sự gì. Trước khi đi bác Mai cùng với mọi người dặn dò Lượm đủ điều. Cháu đi giữ gìn sức khỏe nha Lượm. Nhà cửa ở nhà đã có các bác lo hết rồi. Cháu cứ yên tâm mà đi nhé. Dạ cháu cảm ơn các bác nhiều. Giờ cháu đi đây, Mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe. Cháu đi Tết cháu lại về ạ. À? Lượm ngoảnh lại, nhìn mọi người thêm một lần nữa, rồi leo lên xe ngồi. Xe chạy đúng một ngày một đêm cũng đã đến nơi. Lượm được người quen đưa đến nhà mà cô chuẩn bị vào làm giúp việc. Ngôi biệt thự nguy nga trắng lại hiện ra trước mặt, khiến cho Lượm choáng váng. Cô đứng đây để tôi lại bấm chuông. Dạ. Một lúc sau cánh cửa biệt thự mở ra, chị giúp việc đi ra hỏi một số chuyện. Cô có phải là lượm ở quê mới vào không? Dạ phải ạ. Vậy mời hai người vào. Ông bà chủ đang đợi ở trong. Lượm vừa đi vừa nhìn xung quanh. Căn biệt thự quá đẹp và quá rộng, làm cho lượm cảm giác như mình đang lạc vào hoàng cung của thời vua chúa. Vào đến cửa, lượm không dám bước vào vì nhà họ quá sạch sẽ. Cô nhìn xuống dưới chân mà cảm thấy xấu hổ vì đôi xếp lào của mình đang đi. Biết lượm đang căng thẳng nên chị đi cùng quay sang trấn an tinh thần của Lượng Cô cứ vào đi Ông bà chủ đang đợi chúng ta đó Tập làm quen đi Mai mốt để cho dễ làm việc Lượng lấy hết căn đảm đi vào Chủ của căn biệt thự này là vợ chồng ông Doãn Khang Và bà Lệ Thủy làm chủ Dạ, dạ con cháu ông bà à? Cháu đến rồi sao Đi xe vào có mệt không cháu Dạ, cũng không mệt lắm ạ à? Vậy mau đi lại ghế ngồi lượm bẽn lẽn xách túi đồ đi lại, ngồi gần bọn họ. Đúng là nhà giàu có khác, cốt cách nói chuyện của họ cũng thoát lên vẻ sang trọng hiếm có. Cháu tên là Lượm đúng không? Dạ đúng ạ. À. Ta nghe nói cháu mồ côi cả bố lẫn mẹ phải không? Nhắc đến bố mẹ, đôi mắt Lượm chật buồn. Dạ, bố mẹ cháu mất khi cháu đang còn nhỏ. Vậy à, giờ ta sẽ nói sơ qua về công việc mà cháu chuẩn bị làm nhé. Dạ. Công việc ở đây không có gì là khó khăn cả. Cháu chỉ cần chăm sóc cậu chủ là được. Mỗi tháng gia đình ta sẽ trả cho cháu 15 triệu. Nếu làm tốt còn có thưởng nữa. Lượm tưởng mình đang nghe nhầm. Dạ, dạ, ông bà trả cho con 15 triệu sao? Đúng vậy. Chỉ cần cháu chịu khó và đáp ứng mọi yêu cầu của cậu chủ là được. Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Dạ, cháu đồng ý ạ. À. Cháu sẽ cố gắng hết mình để làm việc. Mong ông bà chủ chỉ dạy thêm cho cháu nữa. Tất nhiên rồi. Giờ cháu đi theo chị giúp việc lên lầu cất đồ đạc tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé. Dạ ông bà. Qua ngày hôm sau, Lượm được họ dặn dậy sớm để bàn giao công việc. Vì nhà quá rộng và quá nhiều phòng nên Lượm không biết phòng cậu chủ ở đâu và cũng không biết mặt mũi cậu ta thế nào. Lượm cứ nghĩ chắc cậu ta cũng đang còn nhỏ vì nhìn ông bà chủ vẫn còn đang rất trẻ. Lần này dẫn lượm đi là một người khác. Nghe bà chủ gọi đó là Vú Tuyết. "Dạ, Vú ơi, cậu chủ là người thế nào vậy?" Vú Tuyết im lặng không nói gì, khiến cho Lượm sợ. Đi một đoạn, Lượm lại mở lời để làm quen. ừ, um, Vú ơi, đã gần đến phòng cậu chủ chưa ạ? À? Cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao hôm qua cháu không thấy cậu ấy đâu?" Cô hỏi nhiều quá, khi nào đến nơi thì biết. Đã nhận lời vào đây làm phải cố gắng không được nản trí Ít bữa lại xin nghỉ là không có được đâu nhé Dạ Ở đây ông bà chủ trả lương cao Nên con nhất định sẽ làm hết mình Ừ vậy thì tốt Phòng của cậu chủ nằm ở tầng 3 Đến nơi vui tuyết quay sang dặn dò lượm Cô phải thật nhẹ nhàng Và nghe lời cậu ấy nghe chưa Dạ vú Giờ để tôi gõ cửa xem Cậu ấy đã dậy hay còn đang ngủ Cậu chủ ơi Cậu đã dậy chưa ở bên trong phát ra một tiếng động rất mạnh Khiến cho lượm giật mình Cậu ấy dậy rồi Cô mở cửa vào đi Sao sao không thấy cậu ấy nói gì vậy Vũ Cô đừng có thắc mắc gì cả Tôi nói vào được là vào Dạ con biết rồi Vũ Mới mở cửa bước vào Bất ngờ có ai đó trong phòng ném một vật gì đó vào cánh cửa Khiến cho lượm hết hồn hết vía Cả căn phòng tối om Lượm sợ hãi hết lên Ai vậy? cả căn phòng im ắng đến đáng sợ lượm tính chạy ra khỏi phòng nhưng ở ngoài bố tuyết đã khóa cửa từ lúc nào mặc dù rất sợ nhưng lượm vẫn lấy hết can đảm để bước tiếp vào trong bỗng ngửa đâu một khuôn mặt với chiếc mặt nạ ngồi trên một chiếc xe lăn đứng lù lù trước mặt lượm trời ơi ma ma có, có ai cứu tôi với lượm sợ quá ngất xỉu ra giữa nhà đến khi tỉnh dậy lượm vẫn chưa hoàn hồn định ngồi dậy chạy tiếp Cô chạy đi đâu được nữa? Một giọng nói để nam tính được cất lên. Lượm đưa con mắt nhìn ngó xung quanh căn phòng. Thấy một người đàn ông ngồi trên một chiếc xe lăn, đang quay mặt về phía trong tường. Anh... anh là người hay là ma? Cô đoán thử xem. Cậu ta vừa nói vừa quay mặt lại. Có chút ánh sáng lên lòi vào cửa sổ, đủ cho lượm thấy một khuôn mặt đen xỉ, đang ngồi nhìn chăm chăm vào mình. Cả người lượm run lên bẩn bật, cô thu mình ngồi nép vào một góc cô đang sợ đúng không sợ thì thu xếp quần áo rời khỏi đây nhanh lượng không dám nói gì tính đi xuống giường để ra mở cửa bỗng anh ta nở một nụ cười man sợ các người thật là xấu xa các người chỉ vì tiền mới chấp nhận vào đây chứ gì tôi khinh các người lượng không hiểu gì hết cô cảm nhận được sự buồn bã và bất mãn trong từng lời nói của anh ta anh anh là ai thấy lượng mở lời anh ta cảm thấy ngạc nhiên nên trừng mắt lên nhìn lượm. Cô đến đây làm mà không tìm hiểu gì hết sao? Lượm lắc đầu, anh ta lại tiếp tục lên tiếng. Tôi chính là cậu chủ của nhà này. Lượm tá hỏa, cô không ngờ người mà mình đến để chăm sóc lại là một tên quái dị xấu xí như thế này. Cậu chủ ấy tên là Gia Huy, con trai cả của ông Doãn Khang và người vợ đầu. Mẹ mất từ khi cậu lên 10 tuổi và được vú tuyết chăm sóc cho đến tận bây giờ. hồi trước anh ta là một người thông minh xuất chúng. đam mê chính của anh ta là môn đua xe. không hiểu vì sao mà trong một lần anh ta tham gia đua xe thì sẽ bị mất thắng và bị tai nạn. từ khi anh ta bị tai nạn tính tình bỗng nhiên thay đổi, luôn gào thét chửi với mọi người trong nhà. lợm có lẽ là người thứ hai mấy trong đội hình giúp việc của anh ta. cô nhanh cút khỏi đây trước khi tôi nổi giận. tôi không đi. Tôi xin vào đây làm, cốt để kiếm tiền. Nên mong anh đừng làm khó làm dễ gì tôi. Cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi bảo cút là cút, cô không nghe thấy sao? Anh ta hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng lợ vẫn ngồi đó, đưa con mắt nhìn anh ta. Anh cần gì để tôi giúp cho? Tiếng lợm nhỏ nhẹ, làm cho anh ta phải ngạc nhiên. Tôi không cần gì cả. Cô đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Tôi, tôi có nhiệm vụ vào đây chăm sóc cho anh. Tôi không cần. Nhưng tôi lại cần. Nhà tôi nghèo lắm. Mong anh làm ơn làm phước, đừng có đuổi tôi đi. Tôi phải làm mới có tiền mà ăn. Mặc kệ cô, đừng đưa khó khăn của mình vào đây kể lễ. Nói xong anh ta lấy một cái ly, ném thẳng vào tường để tung tóe Mặc dù trong lòng đang rất sợ, nhưng Lượm vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đi xuống giường thu dọn mọi thứ. Anh ta thấy Lượm vẫn chưa chịu đi ra, bèn lấy tiếp một cái nữa, ném bụp vào tường, May mà lợm tránh kịp, không thì đã vào đầu rồi. Lần này lượm đã thật sự rất sợ. Hai tay run lẩy bẩy, miệng mức máy nói không nên lời. Được, được, tôi sẽ đi ra. Lượm nói xong lồm cồm bò dậy, đi ra cửa. Thấy cửa mở, cô vội vàng đi ra ngoài. Vú Tuyết thấy mặt lượm tái mét, bà đã hiểu ra vấn đề. Cô về luôn đúng không? Thấy bà ấy đứng canh ở cửa, lượm ngạc nhiên. Sao bố lại đứng đây? Tôi đứng đây để bảo vệ cô Giờ cô muốn ra khỏi đây Xuống nói với ông bà chủ nhé Tại sao Vũ lại khẳng định tôi sẽ bỏ chạy Vũ cười chua chát Chẳng ai có thể ở với cậu ấy nổi hai ngày Và cô cũng không ngoại lệ Lượm nhíu mày suy nghĩ Từ nhỏ tới lớn Cô chưa từng biết khó khăn là gì Anh ta là người như thế nào Mà khiến cho ai cũng khiếp sợ như vậy Có thể những hành động kỳ quặc của anh ta Lúc nãy chỉ là về bề ngoài mà thôi con sẽ không rời đi, con sẽ ở lại chăm sóc cậu chủ." Vũ Tuyết mở to mắt ra nhìn cô. "Cô nói muốn ở lại đây, tôi nghe có nhầm không?" "Dạ, vú không nghe nhầm đâu ạ. À. Con muốn làm kiếm tiền chưa giờ đi khỏi đây, con cũng không biết phải làm sao." Nghe Lượm nói, Vũ Tuyết bỗng thay đổi thái độ với cô. Bà ấy nhìn cô với ánh mắt khâm phục. "Cô không sợ cậu ấy sao?" Lượm gật đầu. "Dạ, sợ Vậy tại sao cô lại muốn ở lại? Ai cũng bỏ chạy hết, thì lấy người đâu làm giúp việc cho cậu ta? Mà sao khuôn mặt của cậu ấy lại đen xì vậy Vũ? Cậu ấy bôi lên để hù cô đó, chứ cậu ấy hồi trước là đẹp trai có tiếng đó. Lượm rất tò mò về người đàn ông này, tại sao một người như vậy lại có tính kỳ quặc như thế? Có khi nào cuộc sống của anh ta có ẩn khúc ở đằng sau? Giờ con phải làm gì tiếp theo vậy Vũ? vốn nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ ăn sáng, liền nói với Lượng. Cậu ấy thử ăn sáng vào lúc 8 giờ sáng, giờ cô xuống bưng đồ ăn lên đây cho tôi. Dạ, để con đi ạ. À. Đồ ăn của anh ta được xuất việc chuẩn bị riêng cho một mâm. Lượm đi lại bưng lấy, rồi đi lên lầu. Cô đưa lại đây. Nghe lời vú tuyết, Lượm đi lại gần. Thấy món nào vú ấy cũng thử qua, Lượm mới ngạc nhiên hỏi. Sao vú lại thử hết đồ ăn của cậu chủ vậy? Vũ không nói gì, ra hiệu cho cô theo sau. Vũ cẩn thận, không mảnh vỡ thủy tinh đó. Tiếng anh ta vang lên khi nghe bước chân của Vũ. Vũ Tuyết nhẹ nhàng đi lại bật điện lên. Lượng cảm thấy làm lạ, tại sao anh ta hung dữ với tất cả mọi người, nhưng lại nhẹ nhàng với bà ấy? Căn phòng có ánh điện nên Lượng mới nhìn rõ hết tất cả. Tất cả mọi thứ trong phòng đều mang một màu đen huyền bí. Nhìn sơ qua. Lượm biết anh ta là một người đàn ông to cao. Anh ta vẫn đang quay mặt vào tường, nên không biết Lượm đứng ở đằng sau. Tôi lấy khăn, lau mặt cho cậu nhé. Dạ vú. Lượm tranh thủ cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh, đang vương vãi trên sàn nhà. Nghe tiếng động anh ta quay người lại. Cô ta chưa đi sao vú? Đúng vậy thưa cậu. Cô ta bảo muốn ở lại để giúp việc cho cậu. Bỗng anh ta hét lên. Tôi ghét cô ta, Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ta. Vũ biết ý nên lấy tay ra hiệu cho lượm ra ngoài. Chỉ còn lại hai người ở trong phòng, Vũ Tuyết mới đi lại dỗ dành anh ta. Tôi đuổi cô ấy đi rồi. Cậu ngồi yên tôi lau mặt cho cậu, rồi ăn sáng để uống thuốc nhé. Anh ta gật đầu đồng ý. Vũ vào lấy khăn lau mặt cho tôi đi. Thế lượm chịu đựng được một ngày dòng rã, Tất cả mọi người ai cũng lấy làm lạ. Mấy chị giúp việc thì thầm to nhỏ, cái còn bé này gan dạ quá trời Vẫn chưa ôm đồ bọn đi là giỏi lắm rồi đấy Một người trong số đó nói xen vào Trước sau gì rồi cũng ra đi thôi Các chị thấy có ai đến đây Mà ở quá ba ngày đâu Ừ ha Chắc rồi cũng bỏ chạy như mấy người kia thôi Lợm nghe họ xì xào sau lưng Nhưng cô cũng không dám lại gần để nói chuyện Mấy người nhiều chuyện quá Lo đi làm việc đi Tiếng vui tuyết cất lên Đám đông bỗng giải tán lượm cô đi vào phòng ông bà chủ họ có chuyện muốn nói dạ họ gặp con có chuyện gì không Vũ? tôi không biết cô đi theo tôi lượm hơi lo trong lòng nhưng vẫn đi theo vú tuyết đến nơi vũ gõ cửa phòng họ ông bà chủ cô lượm đến rồi ạ à? cho cô ta vào đúng là nhà giàu chỉ là cái phòng ngủ thôi mà còn rộng hơn cả nhà cô ở quê lượm mau lại đây ngồi tiếng ông doãn khang gọi lượm dạ con cảm ơn ông bà cháu đã gặp mặt cậu chủ rồi chứ dạ con gặp rồi ạ à? vậy thấy cậu chủ thế nào lượm ấp á ấp úng dạ con con thấy tiếng bù tuyết ở bên cạnh nói xen vào thấy thế nào thì cứ nói như thế đó cho ông bà biết lượm sợ họ sẽ bảo cô rời đi nên nhanh nhau đáp dạ cậu chủ bình thường đối xử tốt với con ạ." À? Bà Lệ Thủy nhìn lượm với con mắt hiếu kỳ. Có thật là cậu chủ đối xử tốt với cháu không?" "Dạ thật ạ, à. nếu không thì con đã đi rồi." Ông Doãn Khang tỏ về hài lòng. "Vậy gia đình ta cảm ơn cháu rất nhiều. Đây là một ít tiền ta thưởng trước cho cháu." Vừa nói, ông Doãn Khang vừa rút trong ngăn bàn ra mấy tờ tiền đưa cho Lượng. "Cháu cầm lấy, nếu làm tốt ta sẽ thưởng tiếp." Lợm xua tay Dạ, ông chủ cất đi con không lấy đâu Khi nào con làm đủ tháng Con lấy sau cũng được Không sao, cứ cầm cho ta vui Vui tuyết nhìn cô ra hiệu Bảo cô đồng ý ừ, Vậy cháu cảm ơn ông bà nhiều Mới qua được có một ngày Còn chặng đường phía trước Lợm phải cố gắng hết mình mới vượt qua được Cứ nghĩ đến cái cảnh Anh ta nổi giận ném hết đồ đạc, Cô lại nổi hết da gà Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay bởi vì cô ngủ chung phòng với vú tuyết nên vú dậy là cô cũng dậy theo luôn vú dậy sớm thế ạ à? ta dậy để sang coi cậu chủ thế nào cô cũng dậy chuẩn bị sang dọn dẹp phòng cậu chủ đi nhé dạ con biết rồi vú nhìn theo bóng vú tuyết cô cảm nhận được một điều vú ấy rất thương anh ta cứ mỗi lần cô hỏi về anh ta là vú ấy lại im lặng hình như vú không muốn nhắc đến quá khứ hay nỗi đau của anh ta đang phải chịu đựng mỗi ngày. Cô chuẩn bị xong chưa? Cậu chủ dậy rồi đấy. Dạ, con xong rồi thưa Vũ. Đến cửa phòng, cô sợ hãi không dám mở cửa. Vũ tuyết lên tiếng. Đã chấp nhận làm thì phải cố gắng lên. Dạ, mà sao cậu chủ cứ nhốt mình trong phòng, không ra ngoài cho thoáng vậy Vũ? Tại cậu ấy không thích, cô cũng đừng thắc mắc gì cả, cứ làm đúng việc của mình là được dạ con biết rồi vu lượm lấy hết can đảm để cửa bước vào vẫn là cái cảm giác sợ hãi ấy đang len lỏi khắp người cô cả căn phòng lạnh lẽo bao trùm lên một màu đen khó chịu mặc dù anh ta quay mặt vào phía trong nhưng vẫn nhận ra tiếng bước chân của lượm cô chưa đi sao dạ dạ tôi vẫn ở lại cô không sợ tôi sẽ làm khó dễ cho cô sao tôi sợ nhưng tôi chịu đựng được anh ta im lặng một lát, rồi lên tiếng tiếp. Tôi cảnh báo rồi đấy, lỡ xảy ra chuyện gì, đừng có trách nghe chưa. Mặc dù trong lòng đang rất sợ, nhưng lượm vẫn trả lời dứt khoát. Dạ, cậu chú yên tâm. Hôm nay thấy anh ta dễ chịu hơn hôm qua, lượm thấy đỡ lo hơn. Cô đi lại giường thu dọn ca nệm để đưa đi giặt. Thấy phòng tối, cô tính buông rèm lên cho thoáng, thì anh ta hét lên ai cho phép cô buông dẹp lên lượm hơi ngạc nhiên thì thì tôi thấy phòng tối quá nên buông rèm lên cho sáng anh ta tức giận quay mặt lại lần này anh ta không bôi mặt đen xỉ nữa nhìn thoáng qua lượm không thấy rõ mấy nhưng vẫn cảm nhận được khuôn mặt anh ta rất đẹp trai sáng sủa vậy tôi không buông rèm nữa tôi lấy khăn lau mặt cho anh nhé cô thay đổi cho tôi nữa lượm ngại đỏ hết mặt mũi anh không tự thay được sao tôi thay áo cho anh rồi quần anh tự thay đi nhé cô làm giúp việc cái kiểu gì vậy thay hết luôn mà tôi tôi không quen làm mấy việc này ba tôi trả lương cao cho cô để làm gì lượm miễn cưỡng đi lại tủ quần áo tìm đồ cho anh ta thay nói thì nói vậy thôi cho anh ta rất khó tính không cho người khác động vào người cô dìu tôi đi vệ sinh trước rồi đồ tôi tự thay sau lượm thở phào nhẹ nhõm Cô ngại nhất là cái khoản thay đổi cho người khác. Dạ được. Thấy tính tình anh ta dịu đi đôi phần, lượm thấy rất vui. Làm xong mọi việc, cô đi xuống dưới bưng cơm lên cho anh ta. Thầy vua tuyết đứng ở cửa phòng chờ sẵn. Đưa mâm cơm lại đây, tôi thử trước. Dạ thưa vú. Lượm thật không hiểu vì sao vú tuyết lại làm như vậy nữa. Vú sợ cơm không ngon hay là sợ có độc. Nghĩ như vậy, lượm thấy lạnh tóc gáy, Uhm, vú ơi tại sao bữa nào vú cũng phải thử cơm của cậu chủ trước như vậy vú đưa tay lên ra hiệu cho cô im lặng sự việc diễn ra đã vô tình lọt vào mắt của bà lệ thủy đang đứng nép ở một góc bà ta nhìn vú thuyết bằng con mắt lạnh lùng rồi quay mặt bước đi Ngắn một cái lượng cũng đã ở bên cạnh cậu chủ gia huy được ba ngày mọi người trong nhà nhìn cô với ánh mắt đầy không phục mấy chị giúp việc nhiều chuyện lân la đi lại hỏi lượng em em gái làm cách nào mà cậu chủ không nổi điên vậy giờ nói anh ta không nổi điên thì cũng không đúng lắm chỉ là anh ta có bớt chút ít lại thôi tại vì tính lượm chịu đựng giỏi nên mới cố gắng em thấy cậu chủ cũng bình thường thôi đi làm thuê làm mướn bắt buộc phải chịu số phận cậu ấy bình thường bọn chị có nghe nhầm không lượm hơi thắc mắc trong lòng uhm, vậy từ trước tới nay cậu chủ không bình thường sao các chị mấy người đó sợ nên trả lời qua loa à à thì à, cậu ấy có hơi bất ổn một chút mà bọn chị đi làm việc đây mọi người đi hết chỉ còn lại mình lượm đứng ngay người ra suy nghĩ lượm không có việc gì để làm cô cứ đứng loay hoay nhìn mọi thứ ở trong nhà này có tận ba bốn người giúp việc nên lượm chỉ có trách nhiệm chăm sóc cậu chủ chứ ngoài ra không phải làm việc gì hay là mình lên phòng cậu chủ trò chuyện với cậu ta xem sao nghĩ như vậy Lượm nhanh chân đi lên phòng gõ cửa. Cũng giống như vú tuyết, Lượm cũng nhận ra tiếng đập mạnh vào cửa là anh ta đã đồng ý cho cô vào. Cô vào đây làm gì? Tiếng Giao Huy vang lên ở góc giường, làm Lượm giật trái người. Ừ, tôi, tôi ở dưới nhà không có việc gì làm, nên lên đây trò chuyện với cậu chủ cho vui ạ. Anh ta im lặng một lát, rồi bắt đầu lên tiếng. Tên gì? Lượm mở to đôi mắt tròn xoe của mình khi nghe anh ta hỏi dạ dạ cậu hỏi tôi tên sao không hỏi cô chẳng lẽ hỏi cái giường dạ tôi tên lượm họ tên đầy đủ dạ thưa cậu là nguyễn thị lượm ạ à? đi lại buông rèm sáng lên một chút cho tôi lượm mừng rỡ cô nhanh chân đi lại buông rèm lên có ánh sáng soi vào Gia huy thấy trói cứ lấy hai tay trên mặt mình lại cậu chủ sợ ánh sáng sao câu hỏi ngây thơ của lượng khiến cho cậu chủ ngại ngùng lợm nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta cô phải đứng hình vài giây vì vẻ đẹp trai nam tính ấy khuôn mặt góc cạnh sống mũi cao đôi mắt to và đen tất cả tạo nên một sự hài hòa trên gương mặt của anh ta ôi cậu chủ đẹp trai quá à sa huy cũng nhìn lượng với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên căn phòng tự nhiên không có cảm giác u ám đáng sợ như thường ngày nữa mà thay vào đó là chút ánh sáng cho một ngày mới bắt đầu lượm không cảm thấy sợ như lần trước nữa mà vô tư nói chuyện với anh ta cậu chủ thấy không chỉ cần có một chút ánh sáng cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp đúng không từ nay trở đi tôi sẽ buông rèm sáng lên cho cậu chủ ăn cơm nhé như vậy mới ăn được nhiều cơm bản thân mới khỏe lại được cô thật sự là không sợ tôi sao mới đầu vào tôi rất sợ cậu nhưng sau đó quen và giờ không thấy sợ nữa có lẽ đây là người đầu tiên dám nói ra những lời thật lòng như vậy Gia huy bị nhốt trong căn phòng này đúng ba năm trời ròng rã tất cả mọi hoạt động bên ngoài của ba năm trời ấy anh ta không hề biết gì anh ta lấy tay đẩy bánh xe lăn đi lại cửa sổ nhìn xuống phía dưới thấy những chú chim nhảy nhót ở trong vườn Gia huy cứ đưa con mắt ngắm nhìn mãi như vậy lượm đi lại đứng bên cạnh cậu chủ thấy ở ngoài có đẹp không để khi nào tôi xin phép ông bà chủ đưa cậu ra ngoài đi dạo nhé lông mày giao huy bỗng nhíu lại tỏ vẻ khó chịu tôi không đi mà cô có xin ba tôi cũng không cho lợm thắc mắc sao kỳ vậy cậu chủ đi ra ngoài dạo sẽ thoáng mát tinh thần phấn chấn hơn tôi nghĩ ông bà chủ thấy cậu như vậy sẽ vui hơn chứ cô nhiều chuyện quá tốt nhất cô đừng làm mấy việc vô bổ sẽ mang họa vào thân khi đó đừng trách sao lại do số phận lợm nghe anh ta nói như vậy cũng chẳng bận tâm lắm Cô chỉ nghĩ đơn giản là anh ta không thích đi ra ngoài nên mới biện lý do. Cô thấy vợ chồng ông bà chủ còn cho cô tiền để làm tốt nhiệm vụ của mình thì chẳng có lý do gì để họ cấm cản việc nhỏ nhặt như thế. Cô buông rèm xuống rồi đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Đang suy nghĩ vẩn vơ, nghe Gia Huy lên tiếng, lượm quay về với thực tại. Dạ, cậu chủ nghe mệt rồi sao? Để tôi bóp chân cho cậu chủ một lát cho dễ ngủ nhé. Không cần, đi ra ngoài Dạ, tôi biết rồi ạ. Kết thúc một ngày làm việc không xảy ra vấn đề gì, là lượm cảm thấy mãn nguyện. Cô tính leo lên giường ngủ, thì vú tuyết hỏi một số chuyện. Cậu chủ dạo này như thế nào rồi? Dạ, cậu ấy bình thường thôi vú. Hôm nay cậu ấy còn bảo con buông rèm lên, cho cậu ấy ngắm nhìn ở bên ngoài nữa. Giọng vú tuyết lộ rõ vẻ vui mừng. Cậu ấy bảo cô buông rèm thật sao? Dạ, mà có mỗi chuyện buông rèm thôi, mà con thấy vú mừng dữ vậy? Không có gì. Ừ, cứ lâu lâu tìm cho cậu ấy chút ánh sáng, để cậu ấy cảm thấy yêu đời hơn. Dạ, vú cứ yên tâm. Con tuy nhà quê nghèo khổ, nhưng cuộc sống luôn phải vui vẻ hạnh phúc, dù ở ngoài kia bão tố phong ba vùi dập. Nói thì nói vậy thôi, chứ cứ mỗi lần đặt lưng xuống là nước mắt của lượm lại trào ra. Cuộc đời cô chưa bao giờ được sống đúng nghĩa. Cô hận người mẹ đã vứt bỏ cô, Cô hận người chồng vô tâm đã làm mất đứa con chưa kịp chào đời. Dù đau khổ là thế, nhưng trước mặt người khác, Lâm không muốn trở thành một người yếu đuối. Cô muốn chuyển năng lượng tích cực cho người khác để họ cảm nhận được cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp hơn. Lâm cứ lấy tay lau nước mắt chảy đầy hai má của mình rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lượm, nhanh dậy. Tiếng vú tuyết sát gần bên tai, làm tiêu tan bao nhiêu giấc mộng đẹp của Lượm. Cô từ từ mở mắt, vội vàng trả lời trong vô thức. Dạ, con con dậy đây rồi vú. Hôm nay là ngày cậu Gia Hào về nước. Nhiệm vụ của cô là không được cho cậu chủ Gia Huy biết. Cô phải để mắt tới cậu ấy 24 trên 24 nhé. Cậu Gia Hào là ai vậy vú? Là em cùng cha khác mẹ với cậu Gia Huy. Y vu nói, cậu ấy là con của bà chủ và ông chủ. Đúng vậy. Mà cậu Gia Hào về nước là một chuyện vui, cớ sao lại phải phải giấu cậu sao Huy ạ? À? Đoạn này con thấy khó hiểu một chút A à, Vũ. Khuôn mặt vú tuyết bỗng giãn ra, tỏ vẻ nghiêm nghị. Cô thắc mắc hơn nhiều rồi đó. Cô giờ nghe lời tôi hay là bị đuổi ra khỏi nhà? Đang ngái ngủ mà nghe vô ấy xọa, là lượm tỉnh hết cả ngủ. Dạ, dạ, con nghe lời vũ. Con sẽ không hỏi bất cứ cái gì ngoài công việc nữa. Vũ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi bước đi ra ngoài, ở dưới nhà bà lệ thủy cùng với ông doãn khang trang hoàng nhà cửa giống như một cung điện để chào đón con trai trở về người vào người ra tấp nập nhộn nhịp giống như nhà có đám cưới vì nghe lời vú tuyết nên cả ngày hôm đó lượm chỉ dám ở trong phòng cùng với gia huy cô cũng không biết mặt mũi cậu chủ gia hào như thế nào mặc dù rất thắc mắc nhưng không thể nào mở miệng hỏi cậu chủ gia huy được sao hôm nay cô cứ ở lì trong phòng tôi vậy nghe gia huy hỏi Lượm không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý tôi tôi ở đây để chăm sóc cho cậu cậu không thích sao không thích ừ, chỉ hôm nay thôi ngày mai mọi chuyện sẽ trở về bình thường vốn là một người thông minh gia huy đoán được trong nhà đang có chuyện có ai trở về trong căn nhà này phải không lượng hơi bối rối ừ, sao cậu lại hỏi như vậy tôi hỏi thì cô cứ trả lời ừ, dạ dạ tôi không biết một cái ly trên bàn được ném bụt vào tường, khiến cho lượm tái xanh mặt mũi. Anh ta bắt đầu quay về trạng thái ban đầu, làm cho lượm lo lắng trong lòng. Sao cậu lại ném lung tung như vậy? Tôi hỏi cô là có ai trở về trong ngôi nhà này phải không? Biết là không thể giấu được, lượm đành nói ra hết cho anh ta nghe. Tôi nghe vua tuyết nói, hôm nay là cậu ra hào về nước. Vua ấy bảo tôi phải ở đây canh chừng cậu. Tại cậu hỏi nên tôi mới nói, chưa thật ra Tôi cũng không phải là người nhiều chuyện Nghe đến hai từ xa hào Cả khuôn mặt của Gia Huy bỗng sắm xịt lại Tất cả đồ đạc trên bàn Anh ta ném xuống nhà hết Sao cậu vô lý vậy Cái gì cậu cũng ném hết là sao Cậu phải hiểu cảm giác của người bên cạnh cậu Họ đã sợ hãi như thế nào Khi chứng kiến những hành động điên rồ của cậu lượng càng nói Khuôn mặt của Gia Huy càng khó ưa Anh ta dùng hết sức mình hét lên Cút, cút ngay cho tôi Đừng có để tôi thấy mặt cô tôi sẽ đánh chết có mạnh miệng can đảm đến mấy nhưng khi chứng kiến cảnh này điều đầu tiên nghĩ đến đó là tìm cách thoát thân bảo vệ tính mạng của mình cậu bình tĩnh tôi sẽ ra ngoài lượm ba chân bốn cẳng bỏ ra ngoài mở cửa cánh cửa phòng vừa mở lượm đụng ngay ánh mắt giận dữ của vũ tuyết vũ vũ ơi cậu chủ lại bắt đầu nổi điên ở trong vũ tuyết lạnh lùng nhìn lượm lượm sợ hãi thanh minh cho việc làm của mình vú ơi con xin lỗi vì con không chịu nghe lời vú nên đã cho cậu ấy biết các cậu chủ gia hào vừa mới trở về vú vẫn lặng im tiến bước vào bên trong lượm cảm thấy gia huy cùng với vú tuyết hai người rất giống nhau giống như đang có một bí mật gì giấu kín lượm chẳng biết làm gì nên đành lang thang xuống dưới nhà xem như thế nào vừa mới bước chân xuống cầu thang cũng là lúc cậu chủ gia hào đi từ ngoài cửa vào nhìn về hạnh phúc của vợ chồng bà lệ thủy là biết được họ dành sự yêu thương cho gia hào nhiều đến nhường nào cuộc hội ngộ quá vui nên chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của lượng tiếng bà lệ thủy âu yếm con trai khiến người khác phải ghen tị con trai của mẹ nay đã trưởng thành rồi mẹ nhớ lắm bữa nay không được đi nữa đâu nhé gia hào nhìn mẹ rồi trả lời nay con về đây để phát triển sự nghiệp bà cho con vào công ty làm việc được không ông doãn khang nhìn con trai với ánh mắt đầy sự yêu thương tất nhiên rồi công ty sau này là của con hết giờ con cứ theo ba vào công ty làm cho quen việc sau này cho dễ dạ con cảm ơn ba nhiều Bà tình hình của anh gia huy dạo này thế nào ba mẹ ờ vẫn vậy thôi con dạ để lát nữa con lên xem anh ấy thế nào ánh mắt bà lệ thủy nhìn xa hào như muốn nhắc nhở con cứ lên nghỉ ngơi trước đã ở chung một nhà qua thăm lúc nào chẳng được Dạ con biết rồi mẹ Đến tối Thấy đèn phòng con trai đang sáng Bà Lệ Thủy đẩy cửa bước vào Con chưa ngủ sao Dạ con chưa quen giờ ở Việt Nam Nên hơi khó ngủ à Ờ Gia hào này Đợt này con về đây Phải làm sao lấy lòng được ba con nhiều vào Tranh thủ thằng Gia Huy đang ngồi xe lăn Mà thâu tóm hết Bây giờ cơ hội chiến thắng của chúng ta rất lớn Trước chủ tịch công ty Trước sau gì cũng về tay con Con cũng hy vọng là vậy Dạo này mẹ có cho anh ta uống thuốc Như bữa hôm con nói nữa không Không Bởi vì mụ ta đã biết Nên lúc nào cũng đề phòng Mẹ sợ mọi chuyện bại lộ Bà con biết được Thì công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết Mẹ tính sao thì tính Ba thì con không lo lắm Mà con chỉ lo anh ta thôi Ở trong nhà này Ngoài ba có cổ phần nhiều Còn có bà nội nữa bà ấy rất yêu thương gia huy nên sẽ nhường lại cổ phần lúc nào không hay con cứ yên tâm thời thế thay đổi mọi thứ là của chúng ta hết miễn sao ba con và mọi người trong công ty coi trọng con thì mọi chuyện ok hết còn bà ta bây giờ đang ở bên nước ngoài nên nhân cơ hội này chúng ta thâu tóm hết dạ con biết rồi mẹ giờ khuya rồi mẹ về phòng nghỉ ngơi đi nhé mà ngày mai có gia đình của tâm anh sang chơi có gì mẹ tiếp đón chú đáo dùng con Ai chứ gia đình của Tâm Anh thì con cứ yên tâm. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều. Quay trở lại với Lượm. Cả ngày hôm qua, Lượm không phải làm gì hết, vì bố thuyết ở trong phòng giao huy đến khuya mới về. Lượm cứ không hiểu là đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho anh ta thay đổi tính tình như vậy. Vú ơi, cậu chủ như thế nào rồi ạ? Vú trầm tư suy nghĩ một hồi, rồi cũng lên tiếng Cậu ấy tâm trạng rất tồi tệ. Hôm nay tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Tôi mong cô khi nghe xong, hãy đồng cảm giúp cậu ấy một chút. Tránh nói những lời không hay, sẽ khiến cho bệnh cậu ấy càng thêm nặng. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu chủ vậy Vũ? Vũ nhìn lượm, hai mắt của Vũ như muốn khóc. Tôi thấy cô là một người con gái tốt và có tâm, nên tôi mới kể, chứ người khác tôi chẳng bao giờ kể đâu. Dạ, Vũ cứ kể đi, con đang nghe ạ. À? Tôi làm ở đây ngót nghét cũng 30 năm rồi. Mẹ của cậu ấy cũng là một tiểu thư nhà giàu. Tôi theo hầu bà ấy từ khi còn tuổi đôi mươi. Đến khi mẹ cậu ấy gặp được ba của cậu ấy là ông Doãn Khang bây giờ và họ đã nên duyên vợ chồng. Rồi hạ sinh con trai đầu lòng là cậu chủ. Tôi vẫn không có ý định đi lấy chồng và muốn ở đây cùng với bà ấy nuôi dạy cậu Gia Huy. Đến năm cậu ấy lên 8 tuổi thì một biến cố xảy ra với gia đình họ trong một lần đi giải quyết công việc mẹ của cậu gia huy đã bị tai nạn thảm khốc và ra đi mãi mãi cú sốc mất mẹ đã khiến cho tinh thần cậu ấy hoảng loạn trong một thời gian dài mãi đến sau này lớn lên nỗi đau ấy qua đi cậu ấy mới mở lòng và sống vui vẻ hơn một tí nghe vua tuyết kể đến đâu lượm cảm thấy xót xa đến đó mỗi con người chúng ta sinh ra trên đời ai cũng đều mang một nỗi bất hạnh kể cả người giàu hay người nghèo Vậy cậu ấy bị sao mà phải ngồi xe lăn vậy Vũ? Vũ Tuyết đưa tay lên lau vội mấy giọt nước mắt đang chuẩn bị chảy xuống bờ môi của mình. Cậu ấy cũng bị tai nạn xe ô tô trong một lần đua xe cùng đám bạn. May phúc lớn mạng lớn nên cậu ấy vẫn giữ được tính mạng của mình. Vì như thế mà cậu ấy nuốt mình trong phòng không muốn tiếp xúc với ai. Lâu dần trở thành một thứ bệnh vô hình, giết chết tâm hồn của cậu ấy tôi thấy cô là người kiên trì ở lại bên cạnh cậu ấy lâu nhất nên tôi rất hy vọng cô có thể giúp cậu ấy tìm lại ánh sáng của cuộc đời con con không biết phải giúp cậu ấy như thế nào căn bệnh này con nghĩ muốn thành công là phải nhờ vào ý chí tinh thần của cậu ấy nữa cô nói đúng giờ chỉ có cách làm cho tinh thần cậu ấy phấn chấn là quan yêu đời may ra mới có hy vọng lượm suy nghĩ một hồi rồi nói Chúng ta đưa cậu ấy ra ngoài đi dạo được không Vũ? Chứ suốt ngày ngồi trong căn phòng ấy thì người bình thường cũng phát điên, chứ huống chi là người bị bệnh. <cười> <cười> việc này em là hơi khó. Có gì đâu mà khó hả Vũ? Chỉ là đưa cậu ấy đi ra ngoài đi dạo thôi mà. Ông bà chủ họ không cho phép đưa cậu chủ ra ngoài. Sao kỳ vậy? Họ làm cha làm mẹ nên họ phải biết cái gì tốt và cái gì không tốt đối với cậu ấy chứ. Vũ Tuyết lắc đầu, Cô mới đến nên chưa hiểu được. Nếu cô thuyết phục được cậu chủ đi ra ngoài dạo, thì tôi sẽ có cách xin ông bà chủ. Dạ, việc đó cứ để cho con. Cả đêm nằm ngủ, lượm cứ trằn chọc suy nghĩ mãi. Chỉ mong trời sáng để đi sang phòng của Gia Huy xem tình hình thế nào. Vừa mới bước chân ra phía cầu thang, thì đụng mặt ngay với một người đi từ dưới lên. Dạ, dạ chào cậu. Người đó là Gia Huy, anh ta đứng hình vài giây khi nhìn thấy Lượm. Cô là ai? Dạ, tôi tên là Lượm, người giúp việc cho cậu chủ Gia Huy ạ. À. Vậy à, cô làm ở đây lâu chưa? Dạ, tôi cũng mới làm thôi cậu à. Lượm trả lời xong, nhanh chân bước đi. Gia Hào cứ ngây người đứng nhìn theo bóng lưng của Lượm. Cô ta đẹp thật. Mặc dù đi khá xa một đoạn, nhưng Lượm vẫn nghe rõ tiếng của Gia Hào ở đằng sau. Cô chẳng quan tâm, Điều cô quan tâm ngay lúc này là làm sao bước chân vô căn phòng của cậu Gia Huy một cách an toàn nhất. Cậu Gia Huy ơi, cậu dậy chưa? Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Lượm lại tiếp tục gọi tiếp. Cậu mở cửa cho tôi với, tôi đang đứng chờ ở ngoài cửa. Nghe tiếng động mạnh, lượm thở phào nhẹ nhõm, từ từ đẩy cửa bước vào. Cô vào đây làm gì? Lượm giữ bình tĩnh, khuôn mặt tươi cười đáp lại lời của Gia Huy tôi thấy một buổi không được gặp cậu tôi buồn lắm nè chẳng có ai nói chuyện chán lắm luôn miệng thì nói nhưng tay lượm vẫn thu dọn mọi thứ ở trên giường nhìn khuôn mặt lạnh lùng của gia huy đang nhìn về phía xa xăm lượm lại tiếp tục lên tiếng tôi buông dẹp lên cho sáng nhé vẫn không thấy cậu ấy nói gì lượm đi lại phía cửa sổ tôi buông thật nha cậu cho dù cuộc đời có đối xử tàn nhẫn với ta thế nào thì ta cứ tận hưởng ánh sáng trời ban trước đi cậu Cô thì biết gì mà nói về cuộc đời Bày đặt dạy khôn người khác Cậu đánh giá tôi quá thấp rồi đó Cuộc đời tôi còn chịu nhiều cay đắng từ nhục gấp mấy lần cậu ấy chứ Nghe Lượm nói Gia Huy quay mặt sang nhìn Lượm Người như cô thì lấy gì đau buồn chứ Sống hời hợt nông cạn Miệng lúc nào cũng cười toe toét Lượm ngạc nhiên khi thấy anh ta nhận xét về mình như vậy Cô nở một nụ cười chua chát Cô cũng không muốn kể về cuộc đời đầy đau khổ của mình làm gì nhưng vì muốn kéo Gia Huy ra khỏi bóng tối Nên bắt buộc phải cho anh ta biết được Trên đời này Còn có người bất hạnh hơn anh ta nhiều Cứ cười là không đau khổ sao Nếu ai cũng đem nỗi buồn của mình ra cho người khác thấy Chắc thế giới này Chẳng bao giờ có nổi một nụ cười Ý cô đang nói về tôi Tôi không nói về cậu Tôi đang nói chung chung vậy thôi Vậy cuộc đời cô Có gì bất hạnh nói tôi nghe xem Như muốn chút hết nỗi lòng của mình Lượm không hề suy nghĩ gì mà bắt đầu kể cho anh ta nghe. Cậu có biết vì sao tôi tên là Lượm không? Không biết. Tên Lượm là do bố mẹ nuôi đặt cho tôi. Tôi bị mẹ đẻ của tôi đẻ ra, Ném vào bụi cây khi đang còn nguyên dây rốn đó cậu. Mà tôi sống dai lắm, kiến cắn thủng lum hết cả người mà tôi vẫn sống được. Lượm vừa nói vừa cười, nước mắt của cô rơi xuống, chảy đầy xuống miệng mặn chát. Lượm kể đến đây, cô cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, không thể tiếp tục câu chuyện của mình được nữa. Cô lại buông hết rèm lên cho sáng, tôi cảm thấy mình cần một chút ánh sáng để sống. Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng của Gia Huy, khiến cho Lượm ngỡ ngàng. Cô vội quên đi những đau buồn của mình, nhanh nhẹn đi lại buông hết tất cả rèm cửa lên. Căn phòng giờ đây sáng sủa, không u ám đen tối giống như hồi trước nữa. Ngày mai tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo cho mát mẹ nha. Ừ, mà chỉ sợ ba tôi không cho. Cậu đồng ý đi, thì ông bà làm sao mà ngăn cản được? Ừ, giờ cô đưa tôi xuống nhà để nói chuyện với ba tôi. Cậu, cậu nói thật sao? Lượng mừng quá, định đi lại ôm lấy cậu ấy, nhưng ngại quá vội thu tay lại. Ừ, tôi xin lỗi cậu, vì tôi mừng quá ấy mà. Sa Huy dừng đôi mắt của mình nhìn Lượng, ánh mắt của anh bây giờ khác trước rất nhiều. Đó là ánh mắt đồng cảm với số phận của Lượng Cậu ở đây một lát Để tôi đi gọi Vũ Tuyết Sau khi nghe Lượng thông báo kết quả Vũ Tuyết mừng muốn rơi nước mắt Cô giỏi lắm Giờ chúng ta đi lại Đưa cậu ấy xuống gặp ông bà chủ Đây có lẽ là lần đầu tiên Cậu ấy muốn rời khỏi căn phòng Sau 3 năm bị tai nạn đó Thật vậy A Vũ Tội nghiệp cậu ấy quá Ừ Vợ chồng bà Lệ Thủy cùng với Gia Hào đang ngồi ăn trái cây phòng khách, thì tiếng Gia Huy phát ra từ phía sau, khiến họ giật mình, làm rơi miếng trái cây trên tay. Con chào ba, chào gì? Sao em Gia Hào về lúc nào mà không thấy qua thăm anh? Dạ, Gia Huy, sao ạ, sao con lại xuống đây? Gia Huy cười vì sự ngạc nhiên của họ. Chắc mọi người bất ngờ lắm phải không? Con nghĩ đã đến lúc con phải đi tìm ánh sáng cho cuộc đời của mình không thể nhốt bản thân mãi trong căn phòng ấy được. Với khuôn mặt giả tạo của mình, Gia Hào đi lại bên cạnh, nói lời an ủi anh trai của mình. Anh suy nghĩ như vậy là rất đúng. Đi ra ngoài hít thở không khí cho cuộc sống yêu đời hơn. Em mới về mà công việc nhiều quá, nên chưa sang phòng thăm anh được. Gia Huy thấy chán ghét cái thái độ giả tạo ấy của Gia Hào. Ở chung một nhà mà không có thời gian sang thăm anh trai thì cũng vô lý thật. Nhưng anh chẳng bao giờ mong chờ điều ấy bởi vì từ nhỏ tới lớn, anh và Gia Hào chưa bao giờ là anh em tốt của nhau. Kể cả ông Doãn Khang cũng vậy. Mọi tình thương ông đổ dồn cho Gia Hào và lãng quên sự có mặt của anh trong căn nhà này. Họ chỉ chăm chăm vào khối tài sản mà ông bà ngoại của anh để lại mà thôi. Gia Huy biết điều đó, nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm đến. Từ ngày mai trở đi, con muốn đi ra ngoài dạo cho thoáng. Bà Lệ Thủy đứng không vững khi nghe Gia Huy nói như vậy. Con không được phép ra ngoài Thể trạng của con rất yếu Đi ra ngoài nguy hiểm lắm Lượm nói xen vào Không sao đâu bà chủ Có con chăm sóc cho cậu ấy Nên mọi người yên tâm Ông Doãn Khang tỏ vẻ không đồng ý Bà cũng không đồng ý cho con ra ngoài Lỡ có chuyện gì thì phải làm sao Không sao Con thấy người dạo này rất khỏe Nên con muốn ra ngoài Việc gia đình họ cấm hẳn Gia Huy ra ngoài Cũng có lý do cả dạo trước khi còn đang uống thuốc của bà lệ thủy đưa mỗi ngày cả người giao huy gầy tông teo thường xuyên lên cơn sốt và ngất xỉu may còn có vua tuyết nhận ra tác hại của thuốc nên đã thuyết phục ông doãn khang bỏ số thuốc ấy đi nên giao huy mới dần lấy lại được thể trạng bình thường như bây giờ vua tuyết nhìn sắc mặt của hai người họ không được vui cho lắm nhưng vẫn lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ của mình tôi thấy cậu chủ thích ra ngoài đó là một điều tốt chứng tỏ tinh thần của cậu ấy phấn chấn lên rất nhiều ông bà chủ có cho phép cậu ấy có tôi và cô lượm ở bên cạnh nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu ông doãn khang nhìn vú tuyết rồi cũng gật đầu nếu vú đã nói như vậy thì tôi yên tâm được phần nào cứ làm sao chăm sóc cho cậu chủ tốt lên mỗi ngày là được mặc dù không dành tình yêu thương vô bờ bến cho con trai nhưng khi nhìn thấy sa huy ngồi một chỗ ông doãn khang cũng có chút đau lòng này thấy anh thay đổi ông cũng bất ngờ và vui trong lòng Vậy từ nay con cứ đi ra ngoài cho thoải mái Bà sẽ cho bác sĩ về nhà làm vật lý trị liệu cho con Có lẽ đây là lần đầu tiên Ông Doãn Khang biết quan tâm đến con trai Dạ Con cảm ơn ba rất nhiều Không có gì Chỉ cần con mạnh khỏe là ba vui và hạnh phúc lắm rồi Trai với thái độ vui mừng của ông Doãn Khang Đó là sự khó chịu trong lòng của bà Lệ Thủy Bà ta nhìn lượm với con mắt không mấy thiện cảm Cứ ngỡ lượm vào đây Làm được vài bữa sẽ bỏ đi Ai dè lại là người giúp cho Giao Huy lấy lại tinh thần sau bao năm chôn vùi trong bóng tối như vậy. Qua ngày hôm sau, Lượm hấn hở dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Mấy người giúp việc trong nhà nhìn Lượm đầy vẻ khâm phục. Họ không nghĩ là Lượm lại làm được việc phi thường như vậy. À, chúc mừng Lượm nha. Chắc kỳ này Lượm được thường nhiều. Lượm nở một nụ cười hạnh phúc. Mấy chị lại trêu em. Giúp được cậu chủ cái gì thì em cố gắng thôi. Thấy cậu ấy suốt ngày thôi thủi trong phòng Tội nghiệp cậu ấy Vậy chúng tôi mới nói Lượm là người đặc biệt Cậu ấy tính tình khó chịu Chắc chỉ có cô mới giúp được cậu ấy thôi Em cũng giống như các chị Đi làm thuê làm mướn Có gì đâu mà đặc biệt Nói chuyện một lúc Lượm thấy đã đến giờ Nên xin phép mọi người đi về phòng của Gia Huy Ở trong phòng Gia Huy cũng đã dậy từ rất lâu Anh hồi hộp để được đi ra ngoài Cậu chủ ơi Chúng ta đi nhé Hôm nay thời tiết rất ủng hộ chúng ta Không mưa mà cũng không nắng Mặc cho lưỡng cứ luyên thuyên Nhưng Giao Huy không trả lời lại Chuyến đi dạo hôm nay gồm có lượm Giao Huy và Vú Tuyết Ngoài ra còn có anh tài xế đi theo Để phụ bế Giao Huy lên xuống Điểm đến đó là công viên Mới đầu nhìn thấy mấy người bọn họ Những con mắt hiếu kỳ cứ nhìn chăm chăm Khiến cho Giao Huy bực bội Đòi bỏ về mấy lần Cậu chủ cứ mặc kệ họ đi Họ có mắt thì họ nhìn thôi mình đi dạo chứ có làm gì đâu mà xấu hổ Nghe lời Lượm Gia Huy đã bình tĩnh trở lại Anh ngồi trên xe để cho Lượm đẩy đi quanh công viên Còn Vũ tuyết thì tuổi cao sức yếu Vũ đi được một đoạn đau chân Nên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi Cô Lượm đưa cậu chủ đi dạo nhé Tôi đau trần quá Dạ Vũ cứ ngồi nghỉ ngơi đi ạ Lượm cảm thấy rất vui Khi làm được một việc ý nghĩa Cái miệng lúc nào cũng nói như chim hót Đôi lúc nghe cô nói Gia Huy rất mắc cười nhưng vì sự tôn nghiêm của bản thân Nên phải kìm nén Cậu chủ ăn kem không? Lượm dừng lại chỉ tay về phía người bán kem Mới sáng sớm ăn kem cái gì chứ? Kệ Tôi rất thích ăn kem Tôi mua cho cậu một cây nha Nói xong Lượm chạy lại chỗ người bán kem Mua hai cây lại chia ra trước mặt Gia Huy Cậu ăn kem đi Kem này ngon lắm đó Tôi không ăn Kem này nhìn mất vệ sinh lắm Ăn vào coi chừng đau bụng cậu cứ hay lo người ta ăn đầy có sao đâu lượm đưa cây kem lên miệng cắn một miếng ngon lành lúc này nhìn lượm gia huy như bị thôi miên bởi vẻ đẹp ngọt ngào dễ thương của cô tại sao lúc nào cô cũng vui như vậy không vui chả nhẽ lại khóc hả à cậu cuộc đời không dành sự yêu ái cho ta thì bắt buộc ta phải tự yêu lấy bản thân mình thôi gia huy như ngộ ra nhiều điều khi tiếp xúc mỗi ngày với lượm hồi trước chưa gặp lượm anh lúc nào cũng cau có, khó chịu Cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng màu đen Nhưng nay ở bên lượm Tự nhiên trong lòng thoải mái hẳn lên Tôi thấy cô ăn kem ngon quá trời Kem có gì ngon chứ Lượm vẫn vô tư đưa cây kem lên Cắn liên tục Kem là món ăn tuổi thơ của những đứa nhà nghèo như tôi đó cậu Ngày xưa ở quê Cứ mỗi lần thấy chú bán kem đi qua Là đám con nít trong làng xuống lại Đứa nào cũng phải xin ba mẹ mua được cây kem Để ăn cho sướng cái miệng Thời đó nghèo mà vui, ăn cái gì cũng thấy ngon quá trời. Nhắc đến tuổi thơ, Giao Huy bỗng dưng rưng nước mắt. Nỗi đau mất mẹ, mất ông bà ngoại vẫn luôn in hẳn trong tâm trí. Lại gặp cảnh mẹ ghẻ con chồng, khiến cho tuổi thơ của anh là một chuỗi bất hạnh, là nỗi ám ảnh đến tận bây giờ. Sao cậu cứ nhìn tôi ăn thế? Cậu thử ăn một miếng đi, ngon lắm. Lợp đưa cây kem dí sát vào miệng của Giao Huy. Anh không thể nào từ chối, liền há miệng ra cắn một miếng, đã bao lâu rồi anh không được ăn kem cái vị ngọt mát lạnh lan tỏa khắp cơ miệng tự nhiên hôm nay anh thấy cây kem này có một vị ngon đến rất lạ kem ngon không cậu gia huy gật đầu ừ ngon lợm vui vẻ đưa cây kem cho gia huy cầm vậy cậu ăn hết đi nhé lát nữa tôi mua thêm một cây nữa cho vui tuyết ăn kết thúc buổi đi dạo cũng gần đến buổi trưa vui tuyết sợ gia huy mệt nên cứ giục về Thôi, chúng ta về nhé cậu chủ. Ngày mai lại ra chơi tiếp. Dạ. Về phần bà Lệ Thủy, bà ta cảm thấy bất an trong lòng khi nhìn Gia Huy thay đổi từng ngày. Bà đem chuyện này nói với con trai của mình. Gia Hào nè, mẹ thấy lo quá trời. Thằng Gia Huy bây giờ nó vui vẻ trở lại. Mẹ sợ nó sẽ khỏe lại và đi được thì chúng ta phải làm sao? Mẹ đừng lo quá. Anh ta ngồi xe lăn ba năm trời. Bác sĩ cũng bó tay thì cơ hội anh ta hồi phục là rất ít. Ai biết được, nó vui vẻ trở lại, khi đó dễ phục hồi hơn thì sao? Mà mọi chuyện đều do con lượm đáng ghét đó làm ra. Hồi đầu mới vào làm, mẹ cứ nghĩ được vài ngày là nó sẽ chạy mất dép. Ai rẻ nó kiên trì đeo bám đến giờ. Nhắc đến lượm, Gia Hào cảm thấy rất tò mò. Ấn tượng của anh ta đối với lượm rất tốt. Đàn bà đi qua cuộc đời anh ta rất là nhiều. Nhưng sau lần đầu tiên gặp lượm, Gia Hào cảm thấy cô rất khác ai giới thiệu cho mẹ con lượm đó vậy nhìn nó cũng đẹp gái thông minh chứ nhỉ bà lệ thủy lường con trai một cái con đừng có mà mê gái đẹp quên sự nghiệp đó nha có người quen dưới quê giới thiệu nên mẹ mới biết chứ cả đời có bao giờ gặp nó đâu con <laughs> mà đi mê cái đứa nhà quê như nó làm gì ừ mẹ chỉ dặn vậy thôi giờ con đi ngủ đi mai mà làm việc nhé dạ mẹ ngủ ngon một thời gian sau. Cậu chủ ơi, giỏi lắm, cố gắng lên tin nữa nào. Tôi tin cậu sẽ làm được. Tiếng kết lượm vang lên, giao hò cổ vũ khi nhìn Gia Huy đang cố gắng đứng dậy tập đi. Dạo này có sự giúp sức của lượm và của việc vật lý trị liệu thường xuyên, nên Gia Huy có sự thay đổi rất rõ rệt. Lượm ơi, tôi đau quá, tôi không tập nữa đâu. Chúng ta đi về nhé. Khuôn mặt Gia Huy đau đớn, mồ hôi nhễ nhại, khiến cho anh không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng vì không muốn làm cho lượm buồn Nên anh đã rất cố gắng Cậu chủ phải cố gắng lên Có công mài sắt có ngày nên kim Nghe tiếng cổ vũ của lượm bên tai Gia Huy như có thêm sức mạnh Anh lấy tay bám chặt vào thành xe lăn Để lấy lực đứng dậy Nhưng càng cố gắng Chân anh càng đau nhói Cuối cùng cả người và xe lăn ngã nhào dưới đất Lượm sợ hãi Nhanh tay đỡ cậu chủ của mình dậy Cậu ơi, cậu có sao không? Có đau chỗ nào không? nhìn lượm hốt hoảng lo cho mình gia huy cảm thấy rất ấm lòng anh đưa tay vuốt nhẹ vào má lượm rồi nhìn cô đắm đuối cậu không đau nữa sao có vậy để tôi đỡ cậu dậy hôm nay tôi không bắt cậu tập đi nữa đâu nhìn hai má lượm ửng hồng gia huy cảm thấy rất thích thú lượm đẹp lắm ừ, cậu cậu tự nhiên nói cái gì mà kỳ quá luôn Tôi nói là lượm đẹp và rất đẹp nữa. Lượm bối rối. Cậu mà nói nhảm nữa là tôi bỏ cậu ở đây luôn. Trần có điện thoại. Lượm đỡ Giao Huy ngồi dậy rồi thò tay vào túi móc điện thoại ra. Cậu ơi, tôi có điện thoại. Cậu ngồi đây, tôi nghe điện thoại chút nha. Ừ, cô cứ nghe đi. Lượm đi lại một góc ấn máy nghe. Alo, con nghe nè bác Mai lượm vậy không cháu cô hoa của cháu bị tai nạn vừa mới mất xong cháu thu xếp đi về quê một chuyến nhé lượm nghe xong như muốn ngã quỵ xuống đất tại sao lại xảy ra chuyện động trời như thế được cô hoa đang còn trẻ mấy ngày trước lượm còn gửi tiền về cho vậy mà giờ cô lại ra đi đột ngột như thế lượm không thể kiềm lòng nổi nên đã khóc òa lên gia huy thấy lượm khóc anh hốt hoảng hỏi dồn dập có chuyện gì vậy lượm sao cô lại khóc như vậy Lượm vừa nói vừa khóc Cô, cô của tôi mất rồi cậu ơi Tại sao lại như vậy được chứ Tôi định Tết này về thăm cô Bây giờ thì còn đâu nữa Giao Huy hiểu được nỗi đau mất người thân của Lượm Nên ra sức an ủi Cô đừng đau buồn quá Số cô ấy đến đó đã hết Giờ cô sắp xếp mọi thứ Về quê một chuyến xem sao nhé Lượm gật đầu đáp lại lời Giao Huy Được sự đồng ý của vợ chồng bà Lệ Thủy Lượm đi chuyến bay sớm nhất để về quê. Trước khi đi, Gia Huy cầm tay Lượm, dặn dò so đủ điều. Cô về nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ xong việc là vào với tôi. Đừng bỏ tôi ở đây một mình nha Lượm. Dạ, cậu cứ yên tâm. Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe. Tôi về ít ngày rồi tôi lại vào. Một tuần trôi qua mà bóng sáng Lượm vẫn chưa thấy đâu. Gia Huy buồn bã, không thiết tha gì ăn uống. Điện thoại của Lượm lúc nào cũng trong tình trạng thuê bao. Giao Huy cảm thấy rất hận bản thân Nếu anh có thể đi lại Sẽ không bao giờ để cho lượm về một mình như thế Cậu chủ đang nhớ lượm sao Nghe tiếng vũ tuyết từ đằng sau Giao Huy quay người lại nhìn ừ, Dạ đâu có Cậu không phải giấu tôi Đến cả tôi còn nhớ cô ấy Huống chi là cậu Bữa đi cô ấy bảo về một tuần Mà giờ chưa thấy mặt mũi đâu Điện thoại thì thuê bao Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa Nghe vua tuyết nói, Gia Huy cảm thấy rất sợ. Bao ngày qua giữa các mặt của Lượm như một thói quen. Nếu Lượm thật sự không quay trở lại, chắc Gia Huy sẽ không sống được. Vua ơi, hay cô ta không vào đây làm nữa? Chắc không phải vậy đâu. Cô ấy là người rất biết giữ lời. Chắc về quê nhiều việc nên chưa thể vào ngay được đó cậu. Dạ, tôi cũng hy vọng là vậy. Vua Tuyết cảm thấy rất lo khi Lượm chưa trở vào làm lại. Vũ biết cậu chủ của mình đã dành tình cảm cho cô gái giúp việc, mang tên là Lượm ấy. Vũ điện thoại bao nhiêu cuộc, nhưng đáp lại là thuê bao. Vũ tính chờ thêm ít ngày nữa, mà Lượm không vào là Vũ sẽ về quê tìm Lượm. Trận ở ngoài có tiếng chuông cửa, Giao Huy quay sang nói với Vũ. Vũ ơi, hình như là Lượm vào thì phải, Vũ đi ra mở cửa xem. Vũ nghe lời là đợt chạy ra, nhưng lại không phải, mà chỉ là khách của ông bà chủ có phải lượm không vú? Ờ, dạ, không phải đâu cậu. Khuôn mặt buồn bã của Gia Huy hiện rõ. Để ít bữa nữa tôi về quê tìm cô ấy xem sao. Vú đừng đi. Nếu cô ta muốn vào thì đã vào rồi. Chúng ta đi tìm cũng vô ích. Ở quê nhà, lượm lo hậu sự cho cô Hoa xong là vội vàng xếp hành lý để vào làm lại. Cô sợ ở trong đó Vú Tuyết và Gia Huy sẽ mong đang đứng chở xe ở đường lớn thì ở đâu tới có hai người đàn ông đi chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy đâm thẳng vào người lượm lượm ngã xuống đường bất tỉnh nhân sự không biết gì hết đến khi tỉnh dậy lượm thấy cả người mình băng bó khắp nơi định thần lại mới nhớ là mình bị tai nạn và được người dân ở đó đưa vào viện cấp cứu giống như có ai đỡ cho một mạng lượm chỉ bị gãy chân còn đầu cổ vẫn an toàn không ảnh hưởng gì đến tính mạng lượm thở phào nhẹ nhõm Chấp hai tay cảm tạ trời Phật có mỗi chiếc điện thoại để liên lạc Cũng bị bể rồi Khổ cho lượm là không nhớ số của Vũ Tuyết và Gia Huy Để gọi mà báo tin Chết rồi Giờ mình bị thế này phải một tháng mới lành lại được Ở trong đó Hai người họ chắc chắn sẽ nghĩ Mình không vào làm nữa cho mà coi Càng nghĩ thì lượm càng thấy dối Cô không hiểu sao Hai người đàn ông kia đường rộng thanh thang không đi Vậy mà còn dễ sang đâm vào người cô để giờ cô phải nằm một chỗ ở đây khổ sở Khoảng tầm một tháng sau Lượm có thể đi lại được Cô xuất ruột đi ra đặt xe để chuẩn bị vào Sài Gòn Ngồi trên xe mà cô cứ lo Mình sẽ bị đuổi việc Đến nơi cô đưa tay lên ấn chuông Một chị giúp việc ở trong nhà chạy ra mở cửa Ôi trời cô Lượm Cô chưa nghỉ việc sao Mấy hôm nay ông bà chủ đang ra sức tìm người giúp việc mới Vậy hả chị Em xảy ra một chút chuyện nên giờ mới vào lại được Thôi, cô vào nhà đi. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Lượm hai chân khập khiễng đi vào. Bà Lệ Thủy nhìn thấy Lượm thì vô cùng ngạc nhiên. "Lượm, cháu ạ, cháu vào làm lại sao? Tự nhiên nghỉ cả tháng trời không báo tin cho mọi người biết vậy?" Lượm ngại ngùng đáp lời lại. Ờ, "Dạ, con bị tai nạn nên phải nằm viện, mà khổ nỗi điện thoại bị mất nên không có số mà liên lạc." "Vậy thì cháu thông cảm cho gia đình chúng ta." Mấy bữa tưởng cháu nghỉ luôn, nên ta đã tìm được người giúp việc mới rồi. Lượm buồn bã trả lời lý nhí trong cổ. Ừ, vậy hả bà? Ừ, con... con... Lượm chưa nói dứt lời, thì Gia Huy cùng với Pui Tuyết đi xuống. Dì cứ để cô ấy ở lại làm việc, con sẽ không chịu bất cứ người nào khác ngoài Lượm đâu. Ờ, nhưng mà dì đã hẹn người ta hôm nay đến nhận việc rồi. Dì báo lại với họ và bồi thường cho họ ít tiền là được. Giao huy nói xong quay sang nhìn lượm cô nhanh đi lên lầu cất đồ đạc chuẩn bị làm việc cả tháng nay nghỉ việc không lý do tôi sẽ bảo ba tôi trừ hết tiền lương của cô lượm nghe anh ta nói như vậy chẳng thấy buồn chút nào mà ngược lại còn cảm thấy vui dù sao đi nữa cô vẫn còn có chút quan trọng trong lòng của anh ta ờ, cậu cậu cho tôi ở lại làm việc sao sao cô nói nhiều thế theo tôi đi lên lầu dạ thưa cậu lên đến phòng lượm ra sức thanh minh cậu chủ không phải là tôi nghỉ việc không lý do đâu mà do cái hôm tôi định bắt xe đi thì ở đâu tới có chiếc xe đi lại đâm thẳng vào người kết quả là tôi phải nằm viện gần một tháng trời điện thoại cũng không có mà gọi vào báo tin cho cậu trần có đau nữa không đi đứng phải cẩn thận chứ lượm mừng rỡ kéo quần lên khoe um, cậu xem này không còn sưng nữa may mà tôi ăn ở hiền lành nên không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhìn lượm, Gia Huy cảm thấy rất thương. Từ nay trở đi, tôi sẽ cho người đi cùng với cô. Lượm xua tay. Um, không cần đâu cậu chủ, chỉ là bữa đó do suy xẻo thôi. Suy xẻo cái gì? May mà chưa quẻ chân giống tôi, nếu không thì hết đi luôn chứ ở đó mà nói. Lượm đưa cái mặt ra cười hi hi. Cuộc nói chuyện kết thúc khi có sự có mặt của Vũ Tuyết. Vũ hỏi chuyện Lượm bị tai nạn, xong bỗng cơ mặt Vũ bắt đầu co rúm lại là người từng trải nên vú biết đây không đơn thuần là vụ tai nạn bình thường từ nay trở đi cô phải cẩn thận hơn nữa nhé dạ con biết rồi vú việc lượm quay lại làm việc khiến cho bà lệ thủy không được vui cho lắm bà ta tính tách lượm ra khỏi gia huy mà không được một thời gian sau lượm tôi muốn cưới cô làm vợ lì nước trên tay lượm rơi xuống nhà bể tung tóe khi nghe gia huy nói vậy Cậu, cậu nói cái gì vậy? Tôi nói là muốn cưới Lượm làm vợ. Lượm phá lên cười giặc sủa. Cậu nói chuyện y như con nít vậy đó. Tôi người lớn, đâu phải con nít. Tôi thích Lượm, tôi muốn ở bên cạnh Lượm suốt đời. Nhìn ra Huy nghiêm túc trong từng lời nói, Lượm quay lại nhìn thêm một lần nữa. Cậu, cậu đừng đùa theo kiểu đó, không vui chút nào hết. Tôi không đùa, tôi đang nói thật lòng. Lượm đồng ý lấy tôi nhé. Lần này lượm bối rối thật sự. Tôi, tôi và cậu làm sao lấy nhau được? Cậu là cậu, tôi là tôi, hai người chúng ta hai thế giới riêng biệt. khuôn mặt Gia huy buồn bã. Cô chê tôi què quặt, không xứng đáng làm chồng cô phải không? Trời đất, sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu như vậy luôn. Tại vì tôi thấy mình không xứng với cậu. Tại sao lại không xứng? tôi cũng đâu tốt đẹp gì tôi tôi đã từng có một đời chồng chuyện đó quan trọng hơn việc làm vợ của tôi sao cả căn phòng bây giờ tràn ngập mùi ngôn tình ánh mắt của gia huy nhìn lượm đắm đuối trong thời gian qua ở bên cạnh nhau hai người mặc dù chưa bao giờ thể hiện tình cảm với nhau nhưng trong tim của họ đã dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất vậy cậu không chê một đứa nghèo hèn đi làm giúp việc như tôi sao không chê, ngược lại còn thích nhiều hơn nữa. Lượm thẹn thùng, hai má ửng hồng nhìn rất dễ thương. Giao Huy cố gắng đi lại chỗ Lượm, cầm lấy tay Lượm, kéo người cô sát xuống người mình. "Hãy đồng ý làm vợ tôi nhé, tôi yêu em." Nói xong, anh đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Lượm như bị thôi miên, cô không hề phản ứng lại mà để cho cái lưỡi của anh càn quét trong khoang miệng của mình. "Em đồng ý làm vợ của cậu?" Câu nói được phát ra từ tận đáy lòng của Lượm, khiến cho cả người Gia Huy xứng dân lên. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc. Anh đã khóc, những giọt nước mắt lan dài trên má. Giọt nước mắt của tình yêu, anh dành cho người con gái của cuộc đời mình. Ơ, à, sao cậu lại khóc? Tôi vui và hạnh phúc quá Lượm mà. Em chính là ánh sáng của cuộc đời tôi. Kể từ lần đó trở đi, Lượm chính thức làm người yêu của Gia Huy hai người quyết định đi gặp vợ chồng bà Lệ Thủy để nói chuyện. Bà, gì? hôm nay con có chuyện muốn nói. Nhìn con trai dạo này có da có thịt, khuôn mặt dạng người hạnh phúc. Ông Doãn Khang cảm thấy rất yên lòng. Ông đưa ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn Gia Huy. Có chuyện gì con cứ nói. Dạ, dạ con muốn kết hôn. Con kết hôn, bà có nghe nhầm không? Dạ, bà không nghe nhầm đâu ạ. À. Bà Lệ Thủy đứng bên cạnh, mắt chữ o mồm chữ a. "Con con muốn kết hôn?" Gì nghe lạ quá, mà con muốn lấy ai?" "Dạ, con muốn kết hôn với Lượm." Ông dẫn Khang như người trên trời rơi xuống, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. "Chuyện này không phải chuyện đùa, con trước khi nói phải suy nghĩ cho kỹ." "Dạ, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi bà." "Nghĩ sao mà con đi lấy một người giúp việc làm vợ?" "Đường Đường" còn cũng là cậu chủ của một tập đoàn lớn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiếng công ty sẽ bị ảnh hưởng. Giúp việc thì sao? Cô ấy cũng là người như chúng ta thôi. Còn yêu cô ấy, mong ba đồng ý cho hôn sự này của con. Ông dẫn Khang giận dữ, lấy tay đập mạnh vào bàn. Bà không đồng ý. Gì cũng không đồng ý. Lượm cảm thấy mình bị tổn thương. Cô không dám nói gì cả, chỉ nhìn ra Huy. Anh hiểu cảm giác của Lượm lúc này nên cầm tay cô kiên định trả lời lại. Hai người không đồng ý, đó là chuyện của hai người. Con vẫn sẽ kết hôn với Lượm. Từ nhỏ tới lớn, bà đã bao giờ thương con chưa? Bà chỉ thương mỗi mình ra hào. Con bị như vậy, chẳng ai quan tâm đến. Chỉ có Lượm là người quan tâm chăm sóc con mỗi ngày. Ba thử nhìn lại mình xem đã xứng đáng là một người ba chưa? Lần này đúng là máu ruột lên tới não. Ông dẫn khang cứng họng không nói được gì. Bà Lệ Thủy bỗng thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Sao con lại nói vậy? Chỉ là dì và ba con đang đưa ra ý kiến của mình như vậy thôi. Nếu con muốn kết hôn, ngày mai dì sẽ bắt đầu chuẩn bị cho hai đứa. Giao Huy thừa biết bà ta muốn gì ở đây. Anh lạnh lùng nhìn, rồi đáp lại lời của bà ấy. Dạ, nếu vậy thì chúng con phiền gì một chút. Con không thích dườm già, chỉ thích một buổi lễ kết hôn đơn giản là được. Ừ, được được, con cứ yên tâm. Lượm hơi khó hiểu với thái độ của bà Lệ Thủy này cậu sao bà chủ lại thay đổi nhanh chóng vậy nhỉ gia huy cười nói bà ta trong căn nhà này chỉ vì tiền mà thôi vì thế em cũng phải cẩn thận có thể em sẽ trở thành mục tiêu để bà ta tấn công đó nghe gia huy nói mà lượm dùng hết cả mình cô không ngờ một người nhìn hiền lành xinh đẹp như bà ấy lại có tâm địa độc ác đến vậy nghe tin lượm chuẩn bị kết hôn với cậu chủ của mình ai cũng ngạc nhiên không nói nên lời có người còn ác ý nói lượm tham tiền đi kết hôn với một người què quạt ngồi xe lăn. Lượm nghe nhưng cô chẳng buồn, bởi vì miệng thiên hạ họ muốn nói gì thì nói. Hồn lễ của cô và Gia Huy được tổ chức ở một nhà hàng bình thường trong thành phố. Khách khứa chỉ có vài người. Vợ chồng bà Lệ Thủy đến một lúc, họ cũng nhanh chóng ra về. Gia Huy biết lượm thiệt thòi nên ra sức an ủi. Em đừng buồn nhé, chúng ta không cần ai hết. Miễn là hai vợ chồng mình yêu thương dành tình cảm cho nhau là được lợm rơi những giọt nước mắt hạnh phúc cô đã từng kết hôn đã từng khoác lên mình chiếc áo cô dâu nhưng cô chưa từng cảm nhận được tình yêu cảm nhận được niềm hạnh phúc nhưng hôm nay thì lại khác mặc dù người chồng của cô không thể đi lại không thể đứng dậy làm lễ cùng cô nhưng trong tim cô xuất hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ cô muốn cả cuộc đời này ở bên cạnh chăm sóc cho anh em cảm ơn cậu vì đã yêu thương và dành tình cảm cho em hai người trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc ở phía dưới, Vũ Tuyết lấy tay lau nước mắt liên tục. Vũ thấy hạnh phúc thay cho hai người bọn họ. Hồn lễ kết thúc, Lượm đã chính thức trở thành con dâu của một gia đình giàu có. Bây giờ là thân phận của vợ cậu chủ. Mọi người gặp cô, ai cũng cúi đầu chào. Đêm tân hôn đầu tiên của cô và Gia Huy không có gì đặc biệt. Cô biết mình lấy anh sẽ rất thiệt thòi về chuyện giường chiếu. Nhưng điều đó không phải là điều quan trọng. Em vào thay đồ đi, nên tân hôn ai lại mặc bộ đồ kín mít như vậy lượm ngại ngùng nhìn chồng của mình nói cậu hay thật đấy mặc đồ mỏng để làm gì chứ mặc để làm chuyện vợ chồng với nhau nói xong anh mở tủ ra đưa cho cô một cái váy ngủ mỏng tanh cùng với chai nước hoa vào thay đồ rồi xịt một tí nước hoa cho quyến rũ nhé lượm quá ngạc nhiên cô cứ đứng như trời chồng nhìn anh cậu cậu đang làm cái trò gì thế yêu cầu em đổi lại cách xưng hô. Vợ chồng với nhau mà xưng cậu này nọ, thấy xa cách quá. Nhưng mà em quen rồi. Phải đổi ngay đêm nay luôn. Giờ đi vào thay đồ đi, anh ở ngoài này chờ. Không thể từ chối, lượm cũng đỡ chiếc váy cùng với chai nước hoa trên tay của Gia Huy, đi vào nhà tắm. Cô suy nghĩ, có mặc cũng chẳng làm ăn được gì. Giờ anh yêu cầu, thì cô cũng làm theo cho anh vui mà thôi. Lần đầu tiên khoe ra thịt của mình cho anh thấy, lượm cảm thấy rất ngại nên cứ lấy tay kéo chiếc váy xuống leo lên giường nằm và nhắm mắt lại cho anh anh có một bất ngờ dành tặng cho em ừ, sao sao lại phải nhắm mắt chứ thì chồng nói thế nào vợ phải nghe lời thế ấy cấm cãi nghe chưa không biết chuyện gì nhưng lượm vẫn leo lên giường nhắm hai mắt của mình lại một lúc sau tiếng giao huy vang lên em mở mắt ra lượm từ từ mở mắt Cô đứng hình vài giây Khi thấy một gia huy bằng da bằng thịt Đứng dậy bước từ trên xe lan xuống Anh, anh đi được rồi sao Đây là thật hay chỉ là giấc mơ Là thật đó lượm Anh chỉ muốn dành món quà đặc biệt này cho em Đúng ngày tân hôn của chúng ta Lượm như vỡ hòa trong hạnh phúc Cô khóc nấc lên không thành tiếng Sao anh xấu vậy Anh đi được lúc nào mà không cho em biết Anh đi được vài ngày Trước khi em vào làm lại đó Anh rất sợ mất em nên đã cố gắng tập luyện khi em về quê anh tính nếu em không vào thì sẽ tự mình bay về ngoài đó để tìm em người đàn ông này đúng là xuất sắc về tất cả cô không thể kiềm chế được lòng mình chạy lại ôm chầm lấy anh cô khóc như mưa như gió có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất từ trước đến nay mà ông trời ban tặng cho cô thôi không được khóc nữa em mà khóc là anh cũng muốn khóc theo đây này em yêu anh gia huy anh cũng yêu em Cảm ơn em vì đã chịu chấp nhận làm vợ một người như anh Nếu như em không đến bên đời anh Có thể bây giờ anh đang còn chìm trong bóng tối Không thể tìm được lối thoát Lượm lấy tay quẹt nước mắt Hai người bắt đầu quấn lấy nhau Đêm tân hôn diễn ra ngọt ngào Khiến cho hai người họ ngủ quên đến trưa mới dậy Ôi, đã 8 giờ rồi anh ơi Gia Huy lấy tay kéo lượm nằm xuống Ôm trọn vào trong lòng mình Kệ, Em là mợ chùa của nhà này, có làm gì đâu mà phải sợ. Anh buông em ra đi, để em xuống nhà coi sao. Chắc gì với ba giận lắm đó. Lượm lật đật ngồi dậy, với lấy bộ đồ trong tủ mặc vào. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cô nhanh chóng đi xuống phía dưới. Thấy cô ai cũng nhìn với con mắt hiếu kỳ. Chào mợ Lượm. Lượm cười chào lại mọi người. Dạ, dạ, em chào các chị. Bà Lệ Thùy ngồi ăn trái cây ở bàn liền giờ giọng châm chọc. Việt hóa thiên Nga, nên quê giờ rất cái nhỉ. Tôi chỉ là mẹ kế, có thể không quan trọng. Nhưng còn ba chồng, cô cũng phải giữ đúng lễ nghĩa, dậy sớm một chút mà chào hỏi ông ấy chứ. Dạ, dạ, con xin lỗi. Con mệt quá nên ngủ quên ạ. À? Hồi trước làm giúp việc, tôi thấy cô dậy sớm lắm mà. Giờ thành mợ chủ nên mẹ đặt sinh tật. Mẹ cũng đừng khắt khe với chị ấy quá. Đêm tân hôn đầu tiên, ai mà chẳng ngủ quên. Mai mốt con và vợ con cũng thế thôi mà. Tiếng nói bình vực của Gia Hào được cất lên, khiến cho bà Lệ Thủy khó chịu. Sao con đi làm mà về giờ này? Dạ, con về lấy ít tài liệu quan trọng. Lượm thấy Gia Hào cũng cúi đầu chào. Tôi chào chú. Chị không cần phải khách sáo như thế. Người một nhà nên không cần phải lễ nghĩa gì hết. Lượm cảm thấy ngại nên nhanh chân đi về phía bếp, bưng đồ ăn lên cho Gia Huy tôi đến khi mọi người có mặt đông đủ, gia huy mới bắt đầu lộ diện. anh muốn cho mọi người trong nhà có một sự bất ngờ, nên mới dặn lượm giữ kín bí mật. từ trên cầu thang, gia huy đi xuống với một thần thái xuất sắc. anh đã thật sự thoát ra khỏi bóng tối của ba năm về trước. người nhìn thấy anh đầu tiên có lẽ là vũ tuyết. vũ không thể nói được gì, chỉ u ớ trong miệng. cậu cậu chủ, sao cậu lại đi được vậy? tất thảy mọi người quay lại nhìn. Mặt của mọi người lúc đó cứng đơ, nhất là bà Lệ Thủy. Bà ta sốc đến mức miếng trái cây trên tay rơi lúc nào không hay. Ờ, Gia Huy, con, con đã đi được rồi sao? Dạ, con đã đi được rồi ạ. À? Từ khi nào mà cả nhà không biết vậy? Dạ, đúng đêm tân hôn của con và Lượm. Mặc dù trong lòng đang lộn hết cả lên, nhưng Gia Hào vẫn giữ bình tĩnh. Ờ, anh Gia Huy giỏi quá trời. Mọi người ai cũng ngạc nhiên lắm đó Ông Doãn Khang cũng vui mừng Đi lại đứng bên cạnh con trai Còn đi được là một chuyện tốt Để ba lấy máy gọi cho bà nội Báo tin cho bà ấy mừng Dạ Vài ngày sau Tin bà nội chuẩn bị về nước Khiến cho Gia Huy hạnh phúc không nói nên lời Từ khi mẹ mất Có lẽ người yêu thương anh nhất Đó là bà nội và vú Tuyết Cách đây mấy năm về trước Bà bị bệnh nặng Nên phải sang nước ngoài ở cùng với con gái để chữa bệnh Trước khi đi, bà đã giao gia huy lại cho vú tuyết. Nay bà đã khỏe lại và có thể về nước để đoàn tụ cùng gia đình. Trái với sự vui mừng của gia huy, đó là sự lo lắng của lượng. Cô cũng chỉ mới nghe kể qua, chưa vẫn chưa biết bà nội là người như thế nào. Anh ơi, có khi nào bà nội về nước, bà nhìn thấy em rồi bắt anh bỏ em không? Gia huy lấy tay cốc nhẹ vào chắn lượng. Ngốc nè, bà anh là một người phụ nữ tuyệt vời bà cũng đi từ nghèo khó mà lên nên không bao giờ có chuyện chê người khác ở đây ừ, nhưng mà em cảm thấy rất sợ không phải sợ gì hết mọi chuyện cứ để anh lo lượm hạnh phúc nét vào lòng gia huy mà nhõng nhẽo anh đúng là một người chồng tuyệt vời lại bắt đầu nịnh nọt người khác ở một nơi khác gia hào đập phá hết mọi thứ trong căn hộ của mình anh ta sao tự nhiên lại đi được một cách dễ dàng như vậy chứ lại còn bà già kia mò về nước để làm gì nữa đây? Bà Lệ Thủy đi lại bên cạnh, khuyên nhủ con trai. Con phải bình tĩnh, đừng thích động quá mà hư bột hư đường. Giờ trong công ty ai cũng coi trọng con, và ba con cũng thế. Về tài năng và kinh nghiệm, con hơn hẳn đó thì lo cái gì? Nhưng bà nội về nước, nhất định bà ta sẽ cho Gia Huy vào làm việc ở trong công ty. Khi đó mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Con cứ yên tâm, mọi chuyện đã có mẹ lo hết. Bà ta vừa nói, vừa đảo đôi mắt lạnh lùng của mình, nhìn rất đáng sợ. Cả cuộc đời bà ta đã phải chịu nhục chịu khổ, chấp nhận làm vợ lẽ để có được như ngày hôm nay, nên sẽ không dễ dàng gì bà ta để mọi thứ về tay người khác. Sau bao ngày chờ đợi, ngày bà nội về nước cũng đã đến. Gia Huy cùng với Lượm nhận nhiệm vụ đi ra sân bay đón bà. "Anh ơi, em hồi hộp quá." "Anh cũng vậy nè. Mấy năm rồi anh chưa được gặp bà, không biết bà như thế nào, có nhận ra anh nữa không?" Cuộc nói chuyện kết thúc khi Gia Huy nhìn thấy bóng sáng của bà nội len lỏi trong đám đông. Bà ơi, cháu ở đây này. Bà An nghe tiếng gọi nên hướng con mắt về phía Gia Huy. Đi cùng với bà là chị giúp việc. Thưa bà, có cậu chủ Gia Huy ra đón chúng ta à? Ừ, tôi vừa nhìn thấy nó. Chúng ta đi nhanh lên nhé. Dạ thưa bà. Gặp lại đứa cháu yêu, bà An bỗng bật khóc nức nở. Cháu yêu của bà, này đã đi lại được bà mừng quá trời luôn Giao huy cũng lấy tay lau nước mắt liên tục dạ bà nay đã khỏe hơn chưa ạ à? bà khỏe rồi nghe bà cháu báo tin nên bà mừng quá sắp xếp về ngay luôn nói xong bà hướng con mắt sang chỗ lượm đây là cháu dâu của ta phải không lượm lễ phép cúi đầu chào dạ cháu chào bà nội cháu tên là lượm ạ à? nhìn lượm từ trên xuống dưới bà an tỏ vẻ hài lòng không ngờ cháu trai của ta có mắt nhìn người được bà nội khen gia huy ngừng khóc rồi cười tít mắt may có cô ấy nên cháu mới được như ngày hôm nay đó bà ừ bà cũng nghe kể rồi hai đứa giỏi lắm được tiếp xúc nói chuyện với bà lượm cảm thấy rất gần gũi cô không sợ nữa mà mạnh dạn đi lại bên cạnh hỏi han bà đủ thứ chuyện đợt này bà về nước luôn chứ ạ à? ừ bà về để còn ấm chắt nữa Hai đứa nhanh sản xuất ra một đứa cho bà bế nhé." Lượng ngại ngùng nhìn Gia Huy, anh biết ý nên đỡ lời thay cho Lượng. "Bọn cháu mới cưới thì lấy đâu ra em bé chứ? Bà cứ khỏe mạnh ăn uống cho nhiều vào, rồi tha hồ mà bế chắt." "Đó là anh nói đó nha, để trong năm nay bắt buộc phải có tin vui cho bà." Ba người cứ nói chuyện vui vẻ với nhau nên về đến nhà lúc nào không hay. Thấy bà Lệ Thủy đứng chờ ở cổng, bà An làm như không nhìn thấy gì. Con chào mẹ, mẹ đi đường có mệt lắm không? Cảm ơn cô, tôi cũng bình thường. Thái độ của mẹ chồng làm cho bà Lệ Thủy tái xanh mặt mũi. Đã bao nhiêu năm, bà Lệ Thủy làm vợ của ông Doãn Khang, nhưng chưa bao giờ bà ăn công nhận bà ta là con dâu. Không phải tự nhiên mà bà ấy tỏ thái độ như vậy, bởi vì ngày xưa bà Lệ Thủy là gái bán hoa nổi tiếng ở thành phố. Bà ta đã làm mọi cách ngồi trải, trở thành con giáp thứ 13, chen chân vào cuộc sống của gia đình người khác năm đó mẹ của gia huy vừa mới mất ông doãn khang đã lập tức đưa bà lệ thủy về ra mắt bà an tức lắm bà đã ra sức ngăn cản nhưng không được vì lúc đó trong bụng bà lệ thủy đã mang thai gia hào được hơn một tháng vậy là bà ta một bước lên mây trở thành phu nhân của chủ tịch tập đoàn lớn đứng nhìn mẹ chồng đi lướt qua mặt mình bỗng tim bà lệ thủy đau nhói bà ta nhích mép cười một nụ cười đều sau lưng rồi theo chân mọi người vào trong từ khi có bà nội lượm trở thành đứa cháu được cưng nhất nhà có chuyện gì hay miếng gì ngon là bà đều dành cho lượm đầu tiên đến cả gia huy còn phải khen tị thường buông lời trêu chọc vợ mình vợ anh nay vượt mặt anh để trở thành đứa cháu cưng của bà rồi nha lượm bĩu môi lầm huyết chồng mình ai bảo anh không biết quan tâm đến bà từ nhỏ tới lớn em chẳng có ông bà gì cả nên được ở bên cạnh bà nội em vui và hạnh phúc lắm cảm ơn em vì đã yêu thương anh yêu thương những người thân bên cạnh của anh sao anh lại nói như vậy bây giờ hai chúng ta là một nên bà của anh cũng giống như bà của em thôi sa huy đi lại ôm trọn lượm vào lòng mình mà siết chặt nhất định là vậy anh yêu em dạo này sức khỏe của sa huy đã ổn định anh muốn vào công ty làm việc nên đã đem chuyện này nói lại với ba và bà nội của mình thưa ba và bà nội còn muốn vào công ty làm việc ông doãn khang giật mình sao tự nhiên con lại có ý định như vậy hồi trước ba thấy con không muốn vào công ty làm mà dạ trước khác giờ khác ạ à. này con đã có vợ con muốn vào công ty làm chứ không thể ở nhà ăn bám như vậy được bà an nhìn đứa cháu bằng ánh mắt yêu thương cháu suy nghĩ như vậy là rất tốt đàn ông con trai phải có sự nghiệp vững vàng sau này còn nuôi vợ nuôi con Nói xong bà quay sang nói với ông Doãn Khang. Mẹ thấy, con cũng đã lăn lộn ở thương trường nhiều năm rồi, nên bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi. Còn có hai đứa con trai, mẹ nghĩ con nên trao lại cái chức chủ tịch cho một trong hai đứa. Số cổ phần của mẹ, mẹ sẽ chia đôi ra, cho Gia Hào và Gia Huy. Nếu đứa nào xứng đáng, thì con hãy nhường lại cái ghế chủ tịch, mẹ sẽ không có ý kiến. Bà Lệ Thủy ngồi bên cạnh, nghe mẹ chồng đưa ra ý kiến thì bà ta xứng dân người lên. Dạ, mẹ thật là phân minh sáng suốt. Chúng con luôn đội ơn mẹ nhiều. Bà An chẳng thèm trả lời lại. Mặc dù rất ghét bà Lệ Thủy, nhưng đối với Gia Hào, bà cũng không thể ghét được. Bởi vì anh ta là cháu nội, móng mủ của bà, nên bà không thể bỏ được. Mặc dù ông Doãn Khang lúc nào cũng thiên về Gia Hào nhiều hơn, nhưng ông là một người ba, nên không thể nào tự ý quyết định được với lại công ty là tâm huyết một đời của gia đình nên nhất định phải tìm người thay thế cho xứng đáng ông muốn tạo điều kiện cho hai thằng con trai của mình thể hiện tài năng lãnh đạo nên đã đưa ra một cuộc thi ông cho gọi gia hào và gia huy vào phòng mình để nói chuyện hai đứa hãy nghe ba nói cho thật kỹ nhé hiện tại công ty mình đang mở thêm hai chi nhánh một là ở miền tây hai là ở miền bắc vì mới vào hoạt động nên số lượng công nhân và khách hàng còn thưa thớt ba muốn hai đứa quản lý hai chi nhánh này nếu trong vòng một năm mà số lượng khách hàng và doanh thu của hai cơ sở này đạt với mức mong muốn của ba thì ba sẽ sao lại toàn quyền việc quản lý công ty cho người đó để ba về nhà nghỉ ngơi gia hào với vẻ mặt đầy tự tin đáp lại lời của ba mình dạ ba thật sáng suốt chúng con sẽ cố gắng không để cho ba phải thất vọng giờ có hai cơ sở ba cho hai đứa tự chọn gia huy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng dạ còn làm ở đâu cũng được em gia hào cứ chọn cơ sở cho mình trước đi ạ à? thôi em thì làm công ty lâu rồi nên ở đâu cũng được anh gia huy cứ chọn nơi nào mà anh cảm thấy phù hợp cho mình để cho cuộc thi có tính công bằng ông dẫn khang đưa ra quyết định gia hào đi ra bắc còn gia huy đi về miền tây nhé gia hào cảm thấy rất mừng vì anh ta đã tìm hiểu môi trường phía bắc thuận lợi hơn rất nhiều còn ở miền tây thì lại khác cơ sở vật chất chưa được hoàn thiện mấy, nên có rất nhiều khó khăn trong việc quản lý. Dạ, bà đã quyết định vậy thì chúng con xin nghe theo. Gia Huy đem chuyện này kể với Lượm. Nghe xong Lượm lên tiếng ăn nổi chồng. Anh cố gắng lên nhé, cứ coi đây là cơ hội thử thách bản thân. Em sẽ đi cùng anh xuống dưới đó. Chức chủ tịch không quan trọng bằng việc, mình giúp được cho những người công nhân có công việc và thu nhập ổn định. Ừ, anh cũng nghĩ vậy mấy ngày sau đó Lợm cùng giao huy khăn gói đi về miền tây còn gia hào thì bay ra bắc làm nhiệm vụ của mình đúng như lời ông doãn khang nói ở đây mọi thứ còn rất sơ sài công nhân chưa có mấy dân ở đây họ chỉ tập trung về các khu công nghiệp lớn để làm nên việc tuyển công nhân còn gặp rất nhiều khó khăn lượng thấy vậy nên đưa ra phương án giờ trước mắt chúng ta phải tuyển đủ công nhân cho sưởng may nhưng ở đây khó lắm họ toàn đi lên thành phố làm hết rồi công nhân đi làm mục đích cũng chỉ vì tiền nếu chúng ta tăng tiền lương lên thì em nghĩ sẽ thu hút được mọi người về đây làm việc nhưng anh sợ ba sẽ không chịu anh cứ thử thương lượng với ba xem sao có công nhân làm khi đó mới có thu nhập chúng ta lấy tiền đó trả cho công nhân lo gì ừ để anh thử xem sao nói là làm giao huy điện thoại lên cho ông doãn khang để thương lượng lúc đầu ông cũng không đồng ý nhưng nghe giao huy phân tích nên ông thấy cũng hợp lý. Nếu con đã nói vậy, bà sẽ đồng ý tăng lương lên cho công nhân, nhưng với một điều kiện là doanh thu của cơ sở phải tăng theo. Dạ, bà cứ yên tâm, con sẽ cố gắng hết mình. Nói thì nói vậy thôi, chứ bắt tay vào việc không dễ chút nào. Mấy ngày ra thông báo tuyển người nhưng chẳng được bao nhiêu công nhân. Anh thấy nản quá lựa mà, cứ tình hình thế này, chắc chúng ta phải về lại Sài Gòn sớm thôi sao anh bi quan như vậy mới có mấy ngày thôi mà em tin là ông trời không phụ công sức của chúng ta anh không biết do số phận của anh hay là do xui xẻo nhưng anh chuẩn bị làm việc gì lớn là chẳng bao giờ thành công lợm nhìn gia huy cô cảm thấy rất thương cứ từ từ thôi anh thành công hay không là phải nhờ vào sự kiên trì của bản thân em tin là chúng ta sẽ làm được trái ngược với sự buồn bã của gia huy đó là niềm vui sướng của gia hào Cơ sở may của anh ta ngoài phía Bắc, công nhân vào làm kín mít. Hàng được xuất đi đều đều. Ông Doãn Khang rất hài lòng về cậu con trai quý tử. Còn bà Lệ Thủy thì vui không nói nên lời. Ông thấy không? Thẳng ra hào nó rất giống ông, có tài lãnh đạo. Tôi không hy vọng là nó sẽ thay thế vị trí của ông. Nhưng bây giờ nhìn nó làm được việc như vậy, tôi cũng vui lắm. Tôi chỉ mong sau khi tôi nhắm mắt xuôi tay, còn nó có thể kiếm tiền bằng đôi bàn tay của mình là tôi mãn nguyện lắm rồi. Sao bà lại nói như vậy? Nó mà giỏi thì vị trí chủ tịch nhất định sẽ thuộc về nó. Tôi đem ra cuộc thi là để cho hai đứa tự phát huy tài năng của mình, lỡ sau này tôi có trao quyền lại quản lý công ty cũng không ai nói được gì. Ông đúng là một người cha tốt. Ông làm vậy, mẹ con tôi đỡ oan ức. Chứ từ trước tổ chức tới nay, mẹ của ông lúc nào cũng nghĩ tôi về làm vợ ông là vì tài sản nhà ông mà thôi. Mấy bữa nay trong nhà có người nghỉ việc nên bà Lệ Thủy đang ra sức kiếm người. Có điện thoại gọi đến, bà Lệ Thủy đi lại bắt máy. Alo, tôi nghe. Ở đầu dây bên kia trả lời lại. Dạ, thưa bà, chúng tôi đã tìm được người giúp việc cho bà rồi. Vậy à, người đó già hay trẻ? Dạ, đang còn trẻ. Vậy ok, có gì mai cho người dẫn đến nhà tôi nhé. Dạ, tôi biết rồi. Ở miền Tây, hôm nay cũng như mọi ngày, Lượm và Gia Huy đang tuyển công nhân Chờ đến 8 giờ sáng Mà vẫn chưa thấy ai đến xin việc Hai người buồn bã cứ nhìn nhau Chắc hôm nay lại là một ngày thất bại của chúng ta Lượm cười nói Em không ngờ là làm kinh doanh lại khó khăn đến thế Hồi trước ở nhà Thấy người ta làm giám đốc này nọ mê quá trời luôn Nhưng giờ thấy anh thế này nản quá Chẳng có gì trên đời là dễ dàng cả Đằng sau sự thành công của một người là cả một quá trình đồ mồ hôi sôi nước mắt đó em đang nói chuyện thì trận ở đằng xa có một tốt người đi đến dạ cho em hỏi công ty mình có tuyển công nhân nữa không ạ lượm mừng rỡ trả lời lại có em ạ à, công ty đang thiếu nhân lực rất nhiều nên tuyển người ở rất nhiều bộ phận các em nộp hồ sơ hôm nay ngày mai có thể đi làm luôn vậy hả chị bọn em đang bị thất nghiệp nên gặp được công ty mình mừng quá trời luôn ạ à. Vậy mời các em vào để phỏng vấn. Tiếp mấy ngày sau đó, cứ người này giới thiệu cho người khác nên người đến nộp hồ sơ rất đông. Đủ nhân lực, đủ thiết bị máy móc, xưởng may bắt đầu đi vào hoạt động. Những thành phẩm đầu tiên được ra lò, khiến cho Lượm và Gia Huy mừng rơi nước mắt. Đơn đặt hàng cũng bắt đầu có. Với tài ăn nói của mình, Gia Huy đã ký hợp đồng được với nhiều khách hàng lớn ở bên nước ngoài. Giờ đây cơ sở phải mở rộng và cho công nhân tăng ca mới đủ hàng để xuất đi nước ngoài. Ông Doãn Khang nghe tin thì vô cùng bất ngờ. Ông cứ nghĩ được vài bữa Gia Huy sẽ bỏ cuộc, nhưng không ngờ năng suất của cơ sở Gia Huy quản lý tăng gấp mấy lần so với cơ sở của Gia Hào ngoài Bắc. Bà Lệ Thủy biết được liền tức tốc gọi điện báo tin cho con trai. Gia Hào, tình hình công việc ngoài đó có ổn không? Dạ ổn, có việc gì không mẹ? Còn nghe tin gì chưa? Dạ, chưa ạ. À? Còn có biết cơ sở may của thằng gia huy hàng xuất đi mỗi ngày không không biết nó làm bằng cách nào mà năng suất tăng vù vù bà còn đang vui lắm con làm sao thì làm đừng có để nó vượt mặt gia hào tỏ vẻ lo lắng thôi con cúp máy đây có gì con gọi lại cho mẹ ừ có kế hoạch gì thì nhanh nói cho mẹ biết nhé dạ một lúc sau Trung điện thoại reo bà lệ thủy bắt máy alo mẹ nghe này không biết ở đầu dây bên kia nói gì, mà mặt bà Lệ Thủy có vẻ căng thẳng. Bà ta gật liên tục, nghe bộ rất đồng tình. Ừ, được rồi, cứ làm như vậy nhé. Nhớ phải làm cho cẩn thận con nhé. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con nhà họ, vô tình Vũ Thuyết đã nghe được. Vũ tức tốc trở về phòng, lấy máy gọi cho ai đó. Một thời gian sau, tiền tức xưởng may của Gia Huy bị cháy. Ai nấy cũng bàng hoàng lo sợ. Còn bà nội và ông Doãn Khang như ngồi trên đống lửa tất cả hàng hóa và thiết bị máy móc đều nằm ở trong đó họ lo lắng gọi cho vợ chồng lượm về nhà gấp lượm và sao huy về đến nhà thấy mọi người ngồi đông đủ hai người đi lại chào hỏi dạ mọi người gọi vợ chồng con về có chuyện gì không ạ nhìn thấy độ bình thản của hai vợ chồng ai cũng ngạc nhiên tại sao con lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy xưởng may bị cháy hết mà con còn vô tư đứng để nói chuyện như vậy được sao Dạ, xưởng may con vẫn hoạt động bình thường mà ba. Ông Doãn Khang lúc này không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ông đưa hình ảnh đám cháy cho Gia Huy coi. À, đây là cháy ở chỗ cũ bữa hôm vậy không? Mấy ngày trước, con có linh tính chẳng lành nên đã thuê được một nơi khác và cho người chuyển tất cả máy móc và toàn bộ hàng hóa đi sang xưởng khác rồi. Mà con quên chưa báo lại với ba, nên ba và bà nội cứ yên tâm đi nhé. Lời Gia Huy vừa dứt giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà Lệ Thủy. Bà ta đang mừng thầm trong bụng là Gia Huy sẽ bị rớt đài và con trai bà ta sẽ leo lên được chức chủ tịch. Đang đứng bên cạnh, bà ta giả vờ đau bụng rồi xin phép đi lên phòng. Lên đến nơi, bà ta tức tức bấm số gọi cho Gia Hào. Alo, Gia Hào phải không? Kế hoạch của chúng ta không thành công. Không biết thằng Gia Huy có ma quỷ gì sai khiến không mà nó biết trước nên đã chuyển xưởng đi chỗ khác. Ở đầu dây bên kia Gia Hào hét lên như một người điên Mẹ nói cái gì Tin này có chính xác không Ôi trời Giờ con đang hỏi nữa Thằng Gia Huy nó đang đứng một đống Nói chuyện với ba con dưới nhà cái kìa Thấy con trai im lặng Bà Lệ Thủy lo lắng hỏi dồn dập Alo Con đâu rồi Gia Hào Thôi Mẹ nghỉ ngơi đi Con tắt máy Ở dưới nhà Ông Doãn Khang vô cùng khâm phục con trai mình Chuyện lớn như vậy Sao con không bảo cho cả nhà biết? Ai nghe tin cũng giật mình hốt hoảng. Thế bà Lệ Thủy đi xuống, Gia Huy cố tình nói to cho bà ta nghe. Mà ba với bà nội cập nhật tin tức cũng nhanh ghê. Hay là trong chuyện này có gì uẩn khúc cũng nên. Không tự nhiên mà sưởng may cháy một cách bất thường như vậy. Bà ta nghe thấy, cả khuôn mặt bỗng sắm xịt lại. Lợm đứng bên cạnh biết ý, nên lấy tay ra hiệu cho Gia Huy ngừng nói. Dạ, Chúng con xin phép ba và bà nội đi lên nhà tắm rửa. Vậy hai đứa tính khi nào xuống dưới đó tiếp? Dạ, chiều nay ạ. À. Sao đi gấp vậy? Ở chơi vài ngày đã rồi hẵng đi. Không được đâu bà nội. Ở dưới đó công việc nhiều lắm. Bọn con phải xuống để giải quyết. Ừ, giờ công việc là ưu tiên. Bữa sau về chơi cũng được. Dạ. Vừa mới định bước chân đi, thì ở ngoài cửa giúp việc vừa đi chợ về. Dạ con chào cả nhà con đi chợ về nghe giọng nói quen thuộc được cất lên lượm quay người lại nhìn chị chị dung dung cũng hốt hoảng khi nhìn thấy lượm M lượm sao em lại ở đây cả nhà bây giờ ai cũng ngơ ngác nhìn hai người bọn họ gia huy quay sang hỏi lượm hai người quen nhau sao dạ chị ấy là con cô hoa của em bữa hôm vừa mới mất đó ạ à? à ra vậy Thật là trùng hợp Bây giờ lại cùng chung một nhà với nhau Mặc dù là chị em với nhau Nhưng từ sau bữa Lượm bị xảy thai đến giờ Hai người không nói chuyện với nhau Bữa Lượm về quê cũng chỉ gặp thoáng qua Nên Dung không hề biết gì về cuộc sống của Lượm Ở trong Sài Gòn Kể cả việc cô cưới Giao Huy cũng vậy Đi vào bếp Dung lần là hỏi chuyện mấy chị làm cùng Chị ơi Con Lượm nó làm gì trong nhà này vậy Chị giúp việc giật mình ấy chết sao em gọi mợ lượm như vậy ông bà chủ nghe được là chết đấy dung ngạc nhiên N mợ là sao ạ à? nó không phải đi giúp việc sao cô không biết sao mợ ấy là vợ của cậu gia huy đó ừ, chị nói gì nó là vợ của cậu gia huy đẹp trai hôm nay mới về đó sao đúng vậy may nhờ có mợ lượm nên cậu ấy mới được như vậy chứ trước đây cậu ấy ghê lắm dung không thể nào tin được nên cứ thắc mắc hỏi đi hỏi lại tự nhiên trong lòng cô ta nổi lên một sự hờn ghen không hề nhẹ không thể chịu nổi cô ta đi lên lầu kiếm lượm vừa bước chân lên đến cầu thang vô tình chạm mặt với sa huy dùng như bị đứng hình với vẻ đẹp trai đầy nam tính của anh chào chào cậu tôi chào cô có lượm ở trong phòng không ờ tôi muốn gặp em ấy nói chuyện một tí cô ấy đang ở trong phòng cô đi lại gõ cửa đi dạ cảm ơn cậu rất nhiều ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa lượm nhanh chân bước xuống giường mở cửa nhìn thấy dung lượm hỏi chị gặp em có chuyện gì không ừ, chị có thể vào phòng em nói chuyện được không được chị cứ vào đi nhìn căn phòng được trang hoàng lộng lẫy dung như bị thôi miên em xứng thật đó lượm tự nhiên được trở thành con dâu của nhà giàu mà em cưới chồng lúc nào mà chị không biết vậy em cưới được một thời gian rồi Em không về tổ chức ở quê Nên hầu như mọi người không biết Mà tại sao chị lại xin vào đây làm việc Bữa em nghe nói Chị làm ở ngoài Hà Nội mà Dùng đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt đang chảy đầy ra hai má Rồi bắt đầu kể lể Chị bị thằng Tuấn Chồng cũ của em nó lừa Chị và nó dắt nhau ra Hà Nội để làm Ai sẽ nó là một tên đầu cáng Suốt ngày tụ tập bạn bè uống rượu say xỉn Nó độc ác Đánh chị suốt ngày sở nó lại nghiện ma túy nặng, tiền bạc làm bao nhiêu nó cũng lấy hết, gia đình nó giờ chẳng còn gì, nợ nần chồng chất, chị cố gắng mãi mới thoát được và chạy trốn vào đây, thấy công ty tuyển người giúp việc nhà ở trên mạng nên chị nhanh chóng nộp hồ sơ và được họ đưa về đây làm việc. nhắc đến Tuấn, tự nhiên trong lòng lượm căm hận vô cùng, hắn và gia đình hắn bị như thế coi như là quả báo ông trời dành tặng cho gia đình họ. giờ nhìn thấy sung như vậy. Lượm cũng có chút thương xót Dù tốt hay xấu Thì cô ta vẫn là chị Là con của cô Hoa Người mà cô phải mang ơn suốt đời Chị làm ở đây thấy ổn không? Nếu chị không thích làm công việc nhà Có thể đi xuống miền Tây làm công nhân may Ở dưới cơ sở của chồng em đang quản lý cũng được Thôi Làm ở đây chị thấy rất thoải mái Sở em làm mợ chủ của nhà này Chúng ta cũng nên giữ khoảng cách Em cứ yên tâm Chị không phải là loại người Thấy người sang mắt quàng làm họ thấy Dung bước ra từ phòng lượm, là vú thuyết đẩy cửa bước vào. Lượm nhìn thấy vú thì liền đi lại chào đón. "Con chào vú." "Chiều nay vợ chồng mợ về dưới sao?" "Dạ, vú ở lại mạnh khỏe chăm sóc bà nội cùng bọn con với." "Mợ cứ yên tâm, xuống dưới đó phải giữ gìn sức khỏe, kẻ xấu sẽ luôn rình rập nên phải hết sức cẩn thận." "Dạ, chúng con cảm ơn vú. May có vú báo tin." Không thì tất cả công sức của chúng con mấy tháng qua đổ xuống sông xuống biển hết. Mỡ mới về làm dâu nên chưa hiểu được. Sống ở một môi trường giàu có, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, kẻ mang họa vào thân. Dạ, con luôn nghe lời của Vũ dạy. Một thời gian sau, với tài năng lãnh đạo của mình, cơ sở may của Gia Huy và Lượng phất lên như diều gặp gió. Đơn đặt hàng nhiều vô kể, công nhân phải làm tăng ca thường xuyên mới đủ hàng để xuất đi nhìn thành quả đạt được lượm và gia huy hạnh phúc vô cùng ở trên sài gòn qua bao ngày đưa ra phép so sánh ông doãn khang đang lưỡng lựa giữa việc chọn gia huy hay gia hào vào cái ghế chủ tịch ông cho gọi vợ chồng lượm và gia hào về sài gòn gấp lần đầu tiên được ba mình trọng dụng gia huy bỗng bật khóc nức nở anh ôm lấy lượm mà giết chặt vào lòng mình cảm ơn lượm nhờ có lượm nên anh mới có được như ngày hôm nay lượm lấy tay lòng những giọt nước mắt đang chảy đầy hai má của gia huy anh khóc làm em cũng khóc theo đây này người nói lời cảm ơn phải là em mới đúng nhờ có anh nên em mới cảm nhận cuộc sống này thật tươi đẹp dù hai chúng ta xuất thân không giống nhau nhưng tình yêu của chúng ta dành cho nhau là có thật vì cửa không khóa nên dung đi qua đã vô tình thấy được cảnh tình tứ của vợ chồng lượm cô ta lẩm bẩm trong miệng lượm sao lúc nào mày cũng tốt số như vậy cuộc đời mày giống như việt hóa thiên nga tự nhiên trong phút chốc trở thành phu nhân của chủ tịch dung sao cô không đi làm việc đứng đó nhìn ngó cái gì vậy nghe tiếng vui tuyết nói ở đằng sau dung giật nảy người quay lại ờ dạ dạ con đi làm việc đây vú đây là phòng riêng của cậu mợ chủ nên cô cũng phải để ý một chút nghe chưa dung méo mặt liền nhanh chân bước về phía trước còn gia hào khi nghe tin anh ta tức tốc bắt máy bay để quay về sài gòn bà lệ thủy trong lòng nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên sao giờ này con mới về thẳng giao huy nó về lâu rồi lần này mà nó thắng coi như là công sức bao năm qua của mẹ con chúng ta đổ xuống sông xuống biển hết ra hào với con mắt sắc lạnh miệng rít lên từng hồi độc ác con sẽ không để cho một ai dám cản đường của con lúc này con đã phải học hành rất khổ sở mới có được như ngày hôm nay bà lệ thủy nhìn con trai rồi thở dài tất cả là tại cái bà già đó mò về nước bà ta không tác động vào thì ba con làm sao tự ý quyết định được chuyện đó giờ trước mắt mẹ cứ làm như không có chuyện gì cứ để từ từ con tính cho ở trong nhà này người mà chúng ta phải đề phòng đó là vú tuyết còn nghĩ chuyện cháy xưởng lần trước có người báo tin nên thằng Gia Huy mới có sự chuẩn bị trước như vậy còn nhắc mẹ mới nhớ có khi nào mụ tuyết nghe được chúng ta nói chuyện nên báo lại với vợ chồng thằng Gia Huy không? Rất có khả năng như vậy. Mẹ làm sao thì làm. Tiến bà ta đi càng sớm càng tốt. Lời con trai nói, bà lệ thủy bỗng giật mình. Ở ờ, ý ý con là là giết bà ta sao? Đúng vậy. Ai cản đường của con, người đó sẽ phải lãnh hậu quả. Gia Hào đang còn trẻ nhưng tâm địa rất độc ác. Tất cả tính cách của Gia Hào bây giờ là do bà lệ thủy nhồi nhét cho anh ta từ khi còn nhỏ. Được, vì con, mẹ sẽ làm tất cả. Qua ngày hôm sau, Vú Tuyết có việc phải đi ra ngoài. Giống như có điểm báo trước, Vú đi sang phòng của vợ chồng Lượng, dặn đi dặn lại. "Cậu mợ, đợt này phải hết sức cẩn thận nhé, tôi có linh tính chẳng lành." Sao vú lúc nào cũng dặn tụi con như vậy? Hay vú có chuyện gì khó nói? Khôi mặt Vú thoáng buồn. "Không có, tôi nghĩ đến một thời điểm nào đó" rồi mọi chuyện nhất định sẽ rõ ràng lời của vú nói khiến cho vợ chồng lượm phải suy nghĩ vú nói như vậy ý là sao ạ à? tôi chỉ nói bâng quơ thế thôi cậu mợ nghỉ ngơi đi tôi đi ra ngoài có việc dạ vú đi cẩn thận nhìn theo bóng lưng của vú lượm thương vô cùng vua ấy tuy ít nói nhưng sống rất tình cảm lượm rừng rừng nước mắt quay sang nói với gia huy Tự nhiên em cảm thấy thương vú tuyết quá trời Vú đã vì anh mà hy sinh tuổi xuân của mình Ừ Anh luôn coi vú giống như người mẹ thứ hai Anh tính vài bữa nữa Dù bà nội và vú ấy đi du lịch ít ngày cho vui Dạ Ý kiến của anh như vậy rất hay Khoảng tầm một tiếng sau Thấy điện thoại của vú tuyết gọi Giao Huy mới ấn máy nghe Alo con nghe nè vú Ở đầu dây bên kia Giọng nói của một người đàn ông có vẻ rất gấp gáp Alo, anh có phải là người thân của người có số điện thoại này không? Dạ phải, anh là ai mà cầm máy của bà ấy vậy? Ờ, tôi chỉ là người đi đường. Người nhà của anh bị kẻ xấu đâm mấy nhát vào bụng. Chúng tôi đang đem bà ấy vào bệnh viện cấp cứu. Anh nhanh đến nhé. Thả điện thoại xuống, cả người ra huy mềm như một cọng bún. Mới cách đây có mấy tiếng, vua ấy còn sang nói chuyện dặn dò. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện. Lượm thấy vẻ mặt chồng căng thẳng, cô biết có chuyện chẳng lành nên hỏi dồn dập có chuyện gì vậy anh nghe lượm hỏi giao huy mới quay về thực tại anh bỗng hòa khóc như một đứa trẻ lượm lượm ơi vua tuyết gặp nạn rồi chúng ta mau đến viện xem vua ấy thế nào lượm nghe xong đứng như trời trồng. anh nói là vua ấy gặp nạn sao ừ hồi nãy người đi đường gọi đến báo tin vua ấy bị kẻ xấu đâm mấy nhát vào bụng lượm ôm mặt tỏ vẻ sợ hãi Trời đất, tại sao lại như vậy? Anh cũng không biết nữa. Chúng ta nhanh đi nhé. Đến bệnh viện, hai vợ chồng lượm sợ hãi vô cùng, ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà Gia Huy như muốn ngừng thở. Thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hai người nhanh chóng đi lại hỏi: "Xạ, dạ, cho tôi hỏi, tình hình bà ấy thế nào?" Vị bác sĩ nhìn hai người rồi lắc đầu. "Chúng tôi rất tiếc vì không thể cứu được bà ấy. Vết thương quá sâu, lại mất máu rất nhiều." Với lại bảy tuổi già nữa Nên không đủ sức Già Huy nghe xong Anh ngồi bệt xuống đất Ôm đầu khóc nức nở Lượm cũng vậy Cô giống như người mất hồn Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra Già Huy nước mắt đầm đìa ôm lấy Lượm Mếu máu nói Chúng ta mất vú thật sao hả Lượm Tại sao vú lại bị như vậy Tại sao người nằm trong đó không phải là anh Thôi anh Đừng như vậy nữa Em đau lòng lắm số phận của vua đến đó là hết chúng ta hãy cầu nguyện cho vua ấy siêu thoát anh nhé ngày đưa tang vua tuyết trời bỗng đổ mưa to cả nhà ai cũng thương cũng buồn cho vua ấy bà nội bắt tất cả mọi người trong nhà ai cũng phải đeo tang còn lượng và gia huy hai người xin phép bà nội và vợ chồng ông doãn khang lập bàn thờ của vua tuyết trong phòng để ngày đêm hương khói xong việc gia huy cùng với lượng đi lên đồn công an để làm rõ vụ việc thưa anh đã có manh mối gì về cái chết của bà ấy chưa? Anh chiến sĩ công an lắc đầu. Chúng tôi đang trong quá trình điều tra. Người gây án không để lại dấu vết nên rất khó. Xin các anh hãy giúp đỡ cho gia đình chúng tôi tìm ra hung thủ để trả lại công bằng cho bà ấy. Anh cứ yên tâm, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Việc vô tuyết bị sát hại, cả gia đình ông Doãn Khang nháo nhào hết cả lên. Chẳng ai có thể lý giải được vì sao vô ấy lại bị người ta sát hại một cách dã man như vậy. Ba và bà nội thấy sao về chuyện này? Vũ Tuyết cả đời không gây thủ trúc án với ai. Có khi nào là người quen sát hại vũ ấy không? Nghe con trai phân tích, ông dẫn Khang im lặng một lúc rồi cũng trả lời. Bà thấy con nói thế cũng không đúng. Không có lý do gì mà người ta lại giết vũ ấy cả. Có khi nào bọn đó nhầm vụ ấy với người mà chúng muốn giết không? Bà Lệ Thủy ở bên cũng nói xen vào. Bà còn nói đúng đó sao Huy? Vũ Tuyết thường ngày ăn ở hiền lành, sao có chuyện bị sát hại ở đây được? Chắc là bọn chúng nhầm vua ấy với ai đó, nên mới ra tay dã man vậy thôi. Giao Huy lên tiếng. Giờ chưa thể khẳng định được điều gì. Chúng ta phải chờ kết quả bên công an điều tra. ngắn một cái, mà vua tuyết mất cũng được gần 3 tháng. Giao Huy và Lượng ngày đêm chưa thể yên lòng, vì kẻ thù ác vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tâm trạng buồn bã, nên kéo theo rất nhiều thứ. Giao Huy muốn tĩnh tâm một thời gian, nên nói với ba mình. Ba ơi, con xin dừng cuộc thi tại đây. Bà hãy giao lại chức chủ tịch công ty cho em ra hào. Vợ chồng con chỉ quản lý một mình sườn may ở dưới miền Tây là được. Bà An ngạc nhiên với quyết định của cháu trai. Tại sao cháu lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Dạ, cháu thấy mình không phù hợp lắm. Tại sao lại không phù hợp? Làm đàn ông, phải có ý chí chứ. Cháu xin lỗi bà nội. Cháu thấy em ra hào giỏi hơn cháu nhiều nên em ấy rất xứng đáng không phải tự nhiên mà giao huy đưa ra quyết định vội vàng như vậy từ sau cái chết của vú tuyết anh cảm thấy cuộc sống này thật vô thường anh chỉ muốn có một cuộc sống yên bình bên lượm và những người thân yêu mà thôi lượm em có buồn khi anh quyết định như vậy không lượm nghe chồng mình hỏi cô nhận miệng cười nói tại sao anh lại hỏi vậy em lúc nào cũng ủng hộ quyết định của anh đối với em tiền tài danh vọng không quan trọng bằng sự bình yên mỗi ngày bên anh. Cảm ơn em rất nhiều lợi mà. Anh lại nữa, suốt ngày cứ cảm ơn em là sao? Giờ em chỉ mong công an điều tra ra, kẻ đã hại vua tuyết, để cho linh hồn của vua ấy trên trời được siêu thoát. Anh cũng mong là thế, kẻ thù ác nhất định phải đền tội. Trái với sự đau buồn của cả nhà, đó là niềm vui sướng của mẹ con bà Lệ Thủy. Ngày nhậm chức chủ tịch của Gia Hào, bà lệ thủy miệng cười không ngớt khi nhìn thấy con trai lực lãm trong bộ đồ vét sang trọng con trai của mẹ giỏi lắm hôm nay là một ngày thật tuyệt vời đối với chúng ta dạ công lớn này thuộc về mẹ con cảm ơn mẹ nhiều bỗng điện thoại để trên bàn giao liên hồi bà lệ thủy ân máy nghe alo bà chuyển thêm tiền cho chúng tôi nhé công an bây giờ đang sờ gáy nên chúng tôi rất cần tiền để chạy trốn mặt bà lệ thủy lộ rõ vẻ tức giận Đòi gì mà lắm thế Bữa hôm ta chuyển tiền cho bọn mày rồi mà Chưa đủ đâu bà chị Giờ chuyển vô tài khoản cho chúng tôi 2 tỷ Không thì bà sẽ biết hậu quả như thế nào rồi 2 tỷ Chúng mày bị điên sao Tao kiếm đâu ra một số tiền lớn như thế Kiếm ở đâu là việc của bà Tôi cho bà hạn là hết ngày hôm nay Nếu không thực hiện Đừng trách bọn này độc ác Nói xong bọn chúng cúp máy sụp Gia Hào nhìn mẹ lo lắng bọn chúng lại đòi tiền nữa sao? Ừ, chúng đòi 2 tỷ, hàn hết ngày hôm nay. Sao bọn chúng đòi nhiều thế? Mẹ cũng không biết nữa. Nếu hôm nay không chuyển, bọn chúng sẽ đến phá buổi lễ nhậm chức của con. Coi như công sức đổ xuống sông xuống biển hết. Vậy mẹ đưa số tài khoản đây, con chuyển. Qua ngày hôm nay, chúng ta sẽ tính tiếp. Ừ, mẹ chỉ sợ bọn chúng không chịu buông tha cho chúng ta thôi. Mẹ cứ yên tâm, còn nghĩ cho tiền bọn chúng rồi, nên chúng sẽ không làm việc chúng ta nữa đâu. Ừ, mẹ hy vọng là vậy. Buổi lễ nhậm chức kết thúc thành công tốt đẹp. Gia Hào đã chính thức trở thành chủ tịch của công ty, ai cũng ngưỡng mộ và gửi lời chúc mừng đến anh ta. Chúc mừng chủ tịch nhé. Cảm ơn mọi người nhiều, mong mọi người giúp đỡ cho tôi nhiều hơn nữa ạ. À. Về phía bà An, bà cảm thấy không vui khi Gia Hào nắm quyền quản lý công ty, nhưng đó là quyết định của ông Doãn Khang nên bà không dám ý kiến. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, cả nhà đi vắng hết, chỉ có mình bà Lệ Thủy và khách dung ở nhà. Đang đứng ở trên sân thượng phơi đồ, Dung bỗng nhìn thấy một người đàn ông cứ đứng thập thò ngoài cửa, lâu lâu lại đứng nhỏ vào trong. Đứng quan sát một hồi, thấy bà Lệ Thủy đi ra cửa, kéo người đàn ông đó vào một góc nói chuyện. Dung thấy lạ nên đi xuống ra cửa ngóng xem có chuyện gì. Vừa theo ra đến nơi, nghe tiếng bà Lệ Thủy hét lên Sùng đứng nét vào một góc để nghe xem thế nào. Sao ông lại mò đến đây làm gì? Ông làm khổ mẹ con tôi vừa phải thôi. <laughs> thằng Gia Hào bây giờ lên chức chủ tịch rồi. Mẹ con bà thiếu gì tiền mà không bố thí cho tôi một ít. Ông bị điên sao? Tiền tôi cho ông biết bao nhiêu rồi mà bây giờ còn đến đây để xin nữa. Đợt này tôi đói quá. Bọn cho vay nặng lãi nó rượt quá trời. Chỉ có bà mới giúp được tôi thôi. Ông đi về đi, tôi không có tiền. <laughs> bà nói nghe hay nhỉ mẹ con bà sống trong căn biệt thự giống như cung điện mà bảo là không có tiền là sao tiền chứ có phải là lắm ít đâu mà muốn có là có tôi không biết bà không đưa tiền tôi sẽ gặp ông chồng yêu quý của bà nói ra hết bí mật cho ông ta nghe rằng bao năm qua ông ta đã nuôi dùm thằng gia hào cho tôi bà lệ thủy tức giận hai con mắt đỏ ngầu lên rút trong túi xa một cục tiền ném thẳng vào mặt ông ta cầm tiền và cút ngay cho tôi Ông còn có chút lương tâm thì hãy tránh xa mẹ con tôi ra. <laughs> làm gì mà nóng nảy thế? Ngày mai đi khách sạn, chúng ta ôn lại chuyện xưa nhé. Đổi dấu xa đê tiện, hãy biến khỏi tầm mắt của mẹ con tôi. Người đàn ông đó không nói gì, quay lại nhìn bà Lệ Thủy, rồi nhếch mép cười đều. Còn Dung, cô ta nhanh trí lấy điện thoại ra quay lại tất cả sự việc, rồi nở một nụ cười mãn nguyện ở trong lòng. Đến tối, khi làm xong mọi việc, Dung mới mò sang phòng của bà Lệ Thủy để nói chuyện. Ừ, bà chủ có ở trong phòng không ạ? Còn có chuyện muốn nói. Cửa không khóa, cô đẩy cửa vào đi. Thấy Dung, bà Lệ Thủy hất hàm hỏi. Có chuyện gì? Ừ, dạ, dạ là, là chuyện nhỏ thôi ạ. Chuyện nhỏ, là chuyện gì? Cô nói nhanh để cho tôi còn đi ngủ. Dạ, ừ, dạ là chuyện liên quan đến thân phận của cậu chủ Gia Hào ạ bà lệ thủy tá hỏa khi nghe dung nói vậy cô nói vậy là có ý gì cô nên nhớ rằng ở trong nhà này tôi là chủ còn cô là một đứa giúp việc nghèo hèn nghe chưa ờ, nhưng mà con lại không nghĩ như vậy nếu như một ngày nào đó tất cả bí mật sẽ bị lộ ai bị đuổi ra khỏi căn nhà này chắc bà chủ là người rõ nhất bà lệ thủy tức quá tính giơ tay lên tắt dung nhưng cô ta biết nên tránh được con không khờ như những người giúp việc khác đâu con đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa bà và người đàn ông lạ hồi sáng Dùng đưa đoạn video quay được hồi sáng cho bà ta coi cô cô bà chủ cứ bình tĩnh nếu bà chủ làm theo lời con thì con đảm bảo là cái miệng của con sẽ im lặng đến suốt cuộc đời này cô bảo tôi làm theo cô cái gì Dùng suy nghĩ một hồi xong rồi cũng lên tiếng con muốn làm vợ cậu chủ gia hào và làm con dâu của bà chủ. Bà Lệ Thủy há hốc mồm vì cái yêu cầu quá vô lý của cô ta. Hơ, cô có bị điên không? Con trai tôi đường hoàng là một chủ tịch mà đi lấy một đứa giúp việc nghèo hèn như cô sao? Bà chủ suy nghĩ nông cạn quá. Một đứa nghèo hèn như con có thể sẽ làm cho sự nghiệp của cậu chủ tiêu tan trong giây lát đó. Bà Lệ Thủy xanh mặt với lời hăm dọa của Dung. Bà ta suy nghĩ, con trai vừa mới lên chủ tịch được mấy ngày mà bị phá đám thì công sức mấy chục năm qua của bà ta đổ xuống sông xuống biển hết. Cô nghĩ thằng Gia Hào nó chịu lấy cô sao? Thì bà chủ cứ nói lại với cậu ấy như vậy. Nhất định cậu ấy sẽ phải nghe lời thôi. Dung nói xong thì quay mặt bước đi. Còn bà Lệ Thủy đau đớn, ngồi sụp xuống dưới nhà. Bây giờ trong lòng bà ta đang rất rối. Nếu để chuyện này mà ông Doãn Khang và bà An biết được, nhất định họ sẽ không tha và đuổi hai mẹ con bà ta ra khỏi nhà không thương tiếc nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Bà Lệ Thủy suy nghĩ, chắc con trai chưa đi ngủ nên mới chạy sang gõ cửa. Gia Hào, con ngủ chưa? Ở bên trong Gia Hào đáp lại lời của mẹ mình. Dạ, con chưa ngủ, có chuyện gì không mẹ? Mẹ đẩy cửa vào nhé. Dạ, mẹ cứ vào đi. Vào đến nơi thấy con trai đang làm việc, bà ta cứ ấp úng như muốn nói chuyện gì. Ờ, Gia Hào này, bây giờ mẹ muốn con lấy vợ con có chịu không mẹ nói là muốn con lấy vợ sao con đang còn trẻ sự nghiệp vẫn còn chưa ổn định lắm thì làm sao mà lấy được ờ à, nhưng mà nếu trong trường hợp bắt buộc con có đồng ý không sao mẹ nói chuyện con khó hiểu quá có chuyện gì mẹ cứ nói đi bà ta suy nghĩ một hồi rồi cũng bắt đầu lên tiếng con biết con dùng giúp việc nhà mình chứ trời mẹ hỏi gì mà kỳ cục vậy ở chung nhà thì phải biết chứ nó... Nó không biết bằng cách nào mà biết được bí mật về cái chết của mụ tuyết. Nó đang hầm dọa sẽ nói lại với ba con và bà nội. Có chuyện đó thật sao? Ừ, nó nói nếu con đồng ý lấy nó thì nó sẽ giữ im lặng. Sa Hào nóng mặt. <laughs> cô ta là cái thá gì mà dám uy hiếp chúng ta như vậy? Con đường đường là một chủ tịch lại đi lấy một con giúp việc nghèo hèn như cô ta sao? Ờ, con chịu thiệt thòi một chút còn mới lên chức chủ tịch mà bị nó quậy là hư hết bột hết đường. Gia Hào đăm chiêu suy nghĩ. Bây giờ con đang dối, mẹ cứ về phòng, có gì con báo lại. Ừ, con hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Dạ, con biết rồi. Một ngày rồi đến hai ngày, chưa thấy bà Lệ Thủy có động tĩnh gì. Dùng sốt ruột đi sang phòng uy hiếp. Bà chủ và cậu Gia Hào tính đến đâu rồi? Cái miệng con nó buồn lắm. Nếu không may con lỡ dại nói ra Thì làm sao đây Cô cũng phải để cho thằng con tôi Có thời gian suy nghĩ đã chứ Có gì đâu mà suy nghĩ Chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý mà thôi Biết là vậy Nhưng chuyện dựng vợ gà chồng Là chuyện cả đời Đâu phải chuyện đùa Phải có thời gian để suy nghĩ chứ Nhưng con thì lại không có thời gian suy nghĩ Bà chủ làm sao thì làm Nghe dùng hàm dọa Bà lệ thủy tái xanh mặt mũi Cô không được nói gì nghe chưa Cô biết tôi là người thế nào rồi chứ? Đừng để tôi nổi điên là không xong đâu. Dung ngửa mặt lên trời cười lớn. Bà chủ tính giết con sao? Giết con không dễ như bà chủ nghĩ đâu. Con cho hẹn ba ngày, bà và cậu gia hào tự sắp xếp với nhau đi nhé. Nhìn theo bóng lưng cô ta đi khuất, bà Lệ Thủy bỗng dùng mình lo sợ. Không ngờ chỉ là một đứa nhà quê mà dễ dàng đưa bà ta vào trong một cách dễ dàng như vậy. Về phía xa hào, được sự tác động từ mẹ mình. Anh ta không còn cách nào khác, đành nhắm mắt gật đầu đồng ý. Con đồng ý lấy cô ta, hôn lễ mẹ tự sắp xếp đi nhé. Nhìn con trai buồn bã, bà Lệ Thủy đau hết ruột gan. Vì con trai, vì cái chức chủ tịch, nên bà ta phải cắn xăm chịu đựng. Con đừng buồn nhé, mẹ xin lỗi vì đã làm con khổ. Gia Hào đi lại ôm lấy mẹ mình. Vợ đối với con không quan trọng bằng sự nghiệp, mẹ yên tâm đi nhé. Dung được bà Lệ Thủy thông báo là Gia Hào đã đồng ý. Cô ta xứng dân người lên. Vậy là ước mơ lấy chồng nhà giàu đã trở thành sự thật. Mấy tháng qua, nhìn Lượm sống trong nhung lụa mà cô ta thầm ước trong lòng. Lượm, bây giờ ta cũng đâu thua kém gì mày. Cả nhà này là của tao, mày đừng có mơ mà chiếm hết nhé. Mấy ngày nay, vợ chồng Lượm lại khăn gói về Sài Gòn giải quyết một số việc, rồi ở lại chơi mấy ngày với cả nhà luôn. Lượm đang loay hoay ngồi xếp đồ trong phòng Thì Dung đẩy cửa bước vào Mợ để đó tôi làm cho Lượm quay lại nhìn chị ta Sao chị khách sáo gọi em bằng mợ thế Chỉ có hai chị em mình với nhau Cứ gọi em bằng lượm đi Thôi Giờ em là mợ chủ của nhà này Còn chị chỉ là đứa giúp việc nghèo hèn Nên không dám gọi bừa bãi Mọi người nghe họ lại chê cười Có sao đâu Em cũng từng là giúp việc mà Giờ chị ở đây quen chưa ừ quen rồi mà chắc một tháng nữa chị cưới chồng đó lượm lượm mở to đôi mắt của mình để nhìn dung chị lấy ai vậy sao bất ngờ thế chị đi đến quyết định này cũng hơi vội vàng nhưng duyên số đã định nên phải đón lấy dạ quyền quyết định là ở chị khi nào có thời gian chị dẫn anh ấy về nhà chơi cho bọn em gặp mặt tính anh ấy hay ngại nên để khi nào cưới gặp luôn dạ vậy cũng được một tháng sau, Dung đi sang phòng của bà Lệ Thủy thúc giục chuyện đám cưới. Bà chú, công việc chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi? Còn muốn tối nay cậu ra hào giới thiệu con với cả nhà? À, con làm gì lớn đâu mà chuẩn bị. Không được, cưới hỏi là chuyện cả đời, nên bà chủ phải tổ chức hoành tráng cho bọn con. Ôi, vẽ vở làm gì cho mệt. Con lượm ngày trước nó cũng cưới đơn giản đó thôi. Con lượm khác, con khác. Bà làm sao thì làm, chứ bí mật của bà con đang giữ trong tay. Được rồi, để tôi nói lại với thằng Gia Hào. Đúng 7 giờ tối, Gia Hào thông báo với cả nhà là có chuyện muốn nói. Vợ chồng Lượm cũng được thông báo trước mấy ngày nên cũng có mặt đông đủ. Gia Hào, có chuyện gì không mà con cho gọi cả nhà như vậy? Ở công ty xảy ra chuyện gì sao? À, dạ không, lát nữa ba và mọi người sẽ biết ngay vừa đúng lúc dung đi từ trong ra thấy mọi người có mặt đông đủ ra hào mới bắt đầu lên tiếng con muốn lấy vợ ông dẫn khang ngạc nhiên lấy vợ ba có nghe nhầm không dạ ba không nghe nhầm đâu ạ mà con muốn lấy ai có khi nào thấy con đem người yêu về ra mắt đâu bây giờ đùng cái muốn kết hôn là sao dạ người con muốn lấy chính là dung đây ạ à? lượm như muốn xỉu tại chỗ vì chuyện này quá bất ngờ Hóa ra là người mà giúp nói đến hôm trước Đó là Gia Hào Còn ông Doãn Khang không thể nào chấp nhận Nổi sự thật này Nên ông đã phải hỏi thêm một lần nữa cho rõ ràng Còn nói là Con muốn cưới cô gái này sao Dạ đúng như vậy Mong ba đồng ý cho con Còn nghĩ sao mà lại quyết định như vậy Không phải là ba chê ba người khác Nhưng con Đường Đường là một chủ tịch của công ty Người vợ của con cũng phải môn đăng hộ đối một xíu không người ngoài họ chê cười bà lệ thủy thấy tình hình căng thẳng nên nói xen vào um, tôi thấy con bé sung nó cũng khéo lắm ông ạ hai đứa thương nhau thật lòng thì cứ để cho nó lấy tôi không có quan trọng con dâu vẻ này nọ chỉ mong đó là một cô gái tốt biết chăm lo cho gia đình là được tôi thấy trong chuyện này bà hơi lạ đó thường ngày bà mong thằng gia hào lấy được vợ xinh đẹp và giàu có sau này lại đồng ý dễ dàng như vậy bà lệ thủy trột dạ mặt đỏ bừng lên ừ, ông ông cứ nói vậy là sao làm ba mẹ chỉ cần con cái hạnh phúc là được dung đứng bên cạnh nãy giờ nghe ông doãn khang nói vậy trong lòng cô ta tức không chịu nổi ông chủ nói cũng đúng còn đây vẫn làm giúp việc nghèo hèn đâu dám mơ ước trèo cao nhưng hai chúng con yêu nhau mong bà nội và ông bà chủ tác thành hôn sự này ạ à. bà an cũng chưa kịp định thần lại vì chuyện này quá ngoài sức tưởng tượng của bà. Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa mà đòi kết hôn với người ta? Giờ cháu là chủ tịch của công ty, nên trước khi quyết định chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ đã. chợ Gia Hào quỳ xuống cầu xin. Từ nhỏ tới lớn, con chưa xin ba và bà nội điều gì. Nay con quỳ xuống đây, xin hai người đồng ý cho chúng con ạ. À? Gia Huy cảm thấy chuyện này rất lạ lùng. Sống với em trai từ nhỏ, anh hiểu được tính cách của Gia Hào không dễ dàng gì mà hắn ta lại đồng ý lấy một người như Dung về làm vợ. Chỉ trừ khi việc này có lợi cho hắn ta mà thôi. Gia Hào, em muốn lấy Dung thật sao? Hôn nhân là chuyện cả đời, nên em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Gia Hào nhìn Gia Huy, khẳng định chắc nịch. Dạ, em yêu cô ấy, nhất định em phải cưới cô ấy về làm vợ của mình. Thấy con trai kiên quyết sự ý kiến của mình như vậy, ông Doãn Khang cảm thấy rất lạ. Bà không hiểu vì lý do gì mà con lại si mê cô gái này đến vậy. Bà không phải là kiểu người hay áp đặt người khác vào suy nghĩ của mình. Những chuyện này nó quá bất ngờ và đột ngột nên bà cần có thời gian suy nghĩ. Bà Lệ Thủy lo lắng. Ờ, ông không cần phải suy nghĩ gì đâu. Chúng nó yêu nhau thì cứ để cho chúng nó lấy. Chúng ta làm cha làm mẹ thì chẳng cần gì hơn ngoài hạnh phúc của con cái. Tôi thấy ngày trước ông cũng chê con lượm. Vậy mà bây giờ con bé giỏi giang, tháo vát không ai sánh bằng. Bà An nghe con dâu nói vậy thì cũng có vẻ hợp lý. Từ xưa đến nay bà chỉ thích những người nhà quê chân chất thật thà. Từ khi Lượm về làm dâu thì điều đó lại càng chứng minh hơn khi Lượm là một người rất tuyệt vời về hình thức lẫn tính cách. Mẹ thằng Gia Hào nói đúng. Nếu chúng nói yêu nhau thì chúng ta cũng đừng ngăn cản làm gì. Cứ để cho nó lấy. Gia Hào nhìn bà nội rồi nói. Cháu cảm ơn bà nội nhiều. Con Dung vui như người trúng số cuộc đời cô ta bây giờ đã bước sang một trang mới, trở thành phu nhân của một chủ tịch giàu có. vài ngày sau đám cưới của gia hào và dung được tiến hành ở một nhà hàng sang trọng bận nhất thành phố, dung xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, miệng cô ta cười không ngớt khi cùng với gia hào sánh bước vào lễ đường. ngồi ở dưới, bà lệ thủy đánh nuốt nước mắt vào trong, tiếc cho cuộc đời của con trai mình khi lấy một người vợ chẳng xa gì. lễ cưới kết thúc, dung một bước lên mây trở thành con sâu của một gia đình hào môn giàu có thái độ của dung đối với mọi người từ khi trở thành vợ của gia hào cũng khác xa một trời một vực không giống như lượm cô ta như trở thành người khác luôn bắt bẻ hạch sách mấy người giúp việc trong nhà nhìn cảnh đó lượm khó chịu lắm cô chẳng ưa gì người chị này nhưng vì ở chung một nhà nên đành phải nín nhịn những lúc không có ai lượm sang phòng nhẹ nhàng nói chuyện với dung chị dung nè Em biết thân phận của chị bây giờ khác hồi trước, nhưng cũng đừng vì thế mà chị làm khó mấy người giúp việc. Mình cũng từng là những đứa làm thuê làm mướn mà ra, nên chị phải hiểu chứ. <laughs> chị ghét mấy người đó cứ coi thường chị. Bây giờ chị là mợ chủ của họ, nên chị có quyền. Em cứ sống theo kiểu của em, chị sống theo kiểu của chị, hai chúng ta không liên quan đến nhau. Lượm cũng đành bất lực với thái độ ngang ngược của Dung, cô không thèm nói nữa, mở cửa bước ra ngoài. <laughs> mày là ai mà dám dạy đời tao hà lượm? Mày nên nhớ rằng, tao bây giờ ngang hàng với mày, chứ không phải là con bé giúp việc nghèo hèn nữa đâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ cuộc sống sau hôn nhân của Dung không được viên mãn hạnh phúc như người ta thường nghĩ. Từ bữa kết hôn với Sa Hào đến giờ, anh ta không thèm đụng vào người Dung dù chỉ là một sợi tóc. Nhìn vợ chồng lượm ngày đêm hạnh phúc, cô ta càng thêm ghen tị hơn. Thấy chồng đi sớm về khuya, Dung nói lời trách móc sao anh không quan tâm gì đến em hết vậy chúng ta là vợ chồng của nhau mà Gia hào cười nhạt Hừ, vợ chồng ư cô dùng thủ đoạn để được làm vợ của tôi giờ cô toại nguyện rồi thì đừng có đòi hỏi quá nhiều đúng tôi dùng thủ đoạn thì sao còn mẹ con anh chắc đàng hoàng tử tế lắm im miệng Gia hào tắt cô ta một cái đau đớn vào má anh dám tát tôi anh nên nhớ rằng vận mệnh của mẹ con anh đang nằm ở trong tay tôi đó Cô dám hù dọa tôi. Đừng để tôi nổi điên, thì chuyện gì tôi cũng làm, khi đó đừng trách tôi độc ác. Dung cũng đâu có vừa. Tôi thách anh đó. Đứng ở ngoài nghe hai vợ chồng con trai cãi nhau, bà Lệ Thủy sợ mọi chuyện bị lộ nên đập cửa rầm rầm. Hai đứa mở cửa nhanh cho mẹ. Vào bên trong thấy tình hình căng thẳng, bà Lệ Thủy nhẹ giọng dỗ sảnh con dâu. Hai đứa làm gì mà cãi nhau vậy? Dung con bỏ qua cho chồng con đi chứ tính nó nóng lên lúc nào cũng làm cho người khác tức giận vậy đó chứ trong lòng không có gì đâu bà ta quay sang gia hào rồi nói con mau xin lỗi vợ con đi con có làm gì sai đâu mà xin lỗi mẹ nói xin lỗi là xin lỗi con không được cãi lời mẹ con không cần anh ấy xin lỗi đâu mẹ giờ ba chúng ta đang ngồi chung trên một con thuyền đừng có đẩy con đến đường cùng là con cho thuyền chìm xuống biển đó con không có hù dọa đâu mẹ biết mẹ thay mặt thằng gia hào xin lỗi con hai đứa đừng cãi nhau nữa nếu bà nội và ba con biết được sẽ rắc rối đó thời gian này vợ chồng lựa mở nhà thường xuyên thấy cô chưa có dấu hiệu mang thai bà an lo lắng hỏi han đủ điều cháu với thằng gia huy đang kế hoạch sao lượm ngại đỏ hết mặt mũi ừ, dạ không ạ à. vậy sao đến giờ vẫn chưa thấy cháu có dấu hiệu gì mang thai Dạ, cháu cũng không biết nữa. Cháu nghĩ con cái là trời cho, nên cứ từ từ đã bà ạ. Không được, làm gì thì làm, chứ nhất định trong năm nay phải sinh cho ta một đứa chắt. Ta đang dành một ít cổ phần cho đứa chắt nào ra đời đầu tiên. Dạ, cháu biết rồi bà nội. Đứng ở một góc, nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Lượm và bà nội. Dung cảm thấy rất mừng. Nếu cô ta sinh con trước Lượm, chẳng phải đó là một lợi thế sao? nhưng nghĩ đến cảnh đêm nào cũng nằm co so một mình mặt cô ta lại xị xuống giờ chỉ có cách là đi gặp bà lệ thủy may ra mới có hy vọng mẹ có ở trong phòng không ạ à? có con vào đi dạ có chuyện gì không con hồi nãy con mới nghe bà nội nói chuyện với con lượm là bà dành một ít cổ phần cho đứa chắc nào sinh ra đầu tiên hình như là bà muốn con lượm sinh con trong năm nay đó mẹ con nói thật chứ dạ thật con nghe rõ, không sót một từ nào. Vậy con cố gắng có bầu cho con lượm đi. Dung buồn mã đáp lời mẹ chồng. Anh Gia hào có thèm đụng vào người con đâu, mà có bầu được hả mẹ? Bà Lệ Thủy ngớ người. Nếu con dâu bà ta là một người đàng hoàng tử tế, chắc sẽ không có chuyện này xảy ra. Con để đó, để mẹ khuyên nhủ thằng gia hào cho. Tính nó ngang ngược, nên đôi khi con đừng chấp nhé. Chúng ta bây giờ ba người là một, nhất định phải thương yêu nhau. Dạ, mẹ khuyên nhủ anh ấy dùng con. Con không muốn vợ chồng con lượm, vượt mặt chúng ta đâu. Bà Lệ Thủy chợt nhận ra, Dùng có rất nhiều điểm chung với mình. Cô ta rất tham vọng và tinh danh trong mọi tình huống. Tối mà thằng Gia Hào về, con bảo nó sang gặp mẹ nhé. Dạ, mẹ nhớ lựa lời nói cho anh ấy hiểu nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Đến tối, bà Lệ Thủy nói chuyện với con trai mình. Gia Hào này, con đã nghe bà nội nói chưa? bà ấy muốn dành một ít cổ phần cho đứa chắc nào ra đời đầu tiên đó. vậy à? con chưa nghe nữa. trong nhà này bà nội thương nhất là vợ chồng con lượm. việc con lên chủ tịch công ty bà ấy cũng không bằng lòng đâu. chỉ bằng bây giờ hai đứa tranh thủ đè một đứa lấy lòng của bà ấy. sau này chúng ta đỡ lo hơn. nhưng con không muốn có con với cô ta. vậy, không có con với nó thì con muốn có con với ai nữa? Con Dung mặc dù là gái quê, nhưng rất khôn ngoan và nhiều tham vọng. Mẹ nghĩ nó sẽ giúp được cho con rất nhiều. Nhưng nghĩ đến cảnh phải ngồi chung với cô ta, con thấy rất khó chịu. Con cố gắng chịu đựng một tí đi, vì tương lai cả thôi con à. Dạ, để từ từ rồi con tính. Tính gì nữa? Nhanh lên, không là vợ chồng thằng Giao Huy nó vượt mặt. Khi đó hối hận cũng không kịp nữa đâu con. Một tháng sau, đang ăn cơm, Dung mắc ói chạy vào toilet. Bà Lệ Thủy cũng chạy theo con dâu. Sao vậy Dung? Con nhìn thấy đồ ăn mắc ói quá mẹ ạ. Ngẩng mặt lên mẹ xem nào. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bà Lệ Thủy nhau mắt hỏi. Con có bị trễ kinh không? Dạ có. Trời đất, vậy là con có thai rồi đó. Nhanh đi xa mẹ đưa đi bệnh viện. Mẹ, mẹ nói là con có thai sao hả mẹ? Ừ, là phụ nữ, phải để ý mấy vấn đề đó chứ dạ con xin lỗi con chưa có kinh nghiệm trong chuyện này thôi được rồi đi ra thay đồ chúng ta đi khám xem sao bà an và ông doãn khang thấy khuôn mặt của dung nhật nhạt thì lo lắng hỏi cháu bị làm sao mà đi ói vậy bà lệ thủy mặt dạng người hạnh phúc dạ hình như là con bé có thai đó mẹ bà an gieo lên trong sung sướng nó có thai sao dạ bây giờ con đưa nó đi khám xem sao ừ nhanh kêu tài xế trở đi có gì nhớ gọi điện về báo tin cho tôi nhé ngồi trên xe bà lệ thủy quay sang nói với dung con thấy không bà nội rất thích con nít kỳ này mà con đẻ được thằng con trai nhất định bà ta sẽ cưng và chiều con hơn con lượm đó dạ thấy bà ấy mừng như vậy con cũng thấy vui kết quả đi khám là dung đã có bầu được một tháng nghe tin cả nhà ai cũng vui mừng nhất là bà An. Tự nhiên thái độ của bà đối với Dung khác hẳn. Bà dặn tất cả giúp việc trong nhà phải chăm sóc Dung cẩn thận. Cảm động với tấm lòng của bà nội, Dung cảm ơn dối xít. Cháu cảm ơn bà nội nhiều. Cảm ơn gì chứ? Cháu cứ ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe. Mai mốt đẻ cho ta đứa chắc bụa bẫm, đáng yêu là được. Dạ, bà nội cứ yên tâm. Bác sĩ bảo cái thai rất khỏe mạnh. Ừ, từ giờ trở đi không được làm việc gì nữa nghe chưa? Không nghe lời, là bà không thương nữa đâu. Cháu biết rồi bà, bà nội là tuyệt vời nhất. Việc dùng có thai làm cho lượng cũng hơi chạy lòng. Cô và Gia Huy kết hôn lâu như vậy mà đến giờ cái bụng của cô vẫn phẳng lì, không có dấu hiệu mang thai. Nhìn vợ buồn bã suy nghĩ, Gia Huy đi lại bên cạnh an ủi động viên. Em đang buồn sao? Lượm ngước đôi mắt lên nhìn Gia Huy. Dạ không, em xin lỗi vì chưa thể cho anh được một đứa con. Anh đừng buồn nhé. Gia Huy ôm lấy lượm mà thủ thỉ. Con cái là lộc trời cho. Nói đến khi nào thì mình nhận khi đó. Chứ ép buộc cũng không được. Nhưng anh là cháu đích tôn của cả dòng họ. Bà nội mong chờ vợ chồng chúng ta rất nhiều. Em thấy mình thật vô dụng và có lỗi với bà nhiều lắm. Trời đất, em suy nghĩ gì mà kỳ cục vậy? Bà nội không quan trọng mấy vấn đề đó đâu. Anh chỉ cần em khỏe mạnh vui vẻ, con cái có lúc nào cũng được. Nói thì nói vậy thôi, chứ đàn ông ai cũng cần một đứa con nếu cô không sinh được cho gia huy một đứa con thì suốt đời này cô cảm thấy mình là người có lỗi qua bao ngày suy nghĩ lượm quyết định một mình đi đến bệnh viện để kiểm tra thưa bác sĩ tôi có vấn đề gì không mà đến giờ vẫn chưa thể có con vị bác sĩ nhìn cô trầm ngâm rồi cũng trả lời cô đã từng bị xảy thai đúng không dạ đúng ạ à. lần xảy thai đó chính là nguyên nhân khiến cho cô chậm có thai là sao hả bác sĩ tử cung của cô bị tổn thương rất nặng nên khả năng có con của cô rất thấp hoặc có thể bị vô sinh luôn lượm nghe xong mà muốn xỉu tại chỗ giờ giờ tôi phải làm sao hả bác sĩ giờ cô chỉ trông chờ vào sự may mắn thôi đây là kết quả kiểm tra cô cầm đi nhé ra khỏi bệnh viện lượm bỗng khóc òa lên như một đứa trẻ lâu nay cô cứ nghĩ là do cả hai làm việc mệt mỏi nên khó có con Ai dè bây giờ nguyên nhân lại chính là cô Nếu chồng cô và mọi người trong nhà biết được Họ sẽ suy nghĩ thế nào Cô đi về nhà với một tâm trạng nặng nề khó chịu Lượm Sao nhìn em mệt mỏi thế Đã có chuyện gì xảy ra sao Lượm nhìn Gia Huy Hai mắt cô bắt đầu dướm lệ Cô nắm chặt tờ giấy kết quả kiểm tra trong tay Anh ơi Nếu như hai chúng ta không có con Thì làm sao nhỉ Em nói gì nghe lạ vậy anh bình thường em bình thường thì việc có con có khó khăn gì đâu em đừng suy nghĩ gì cả cứ vui vẻ lên anh bây giờ cũng chưa muốn có con sớm để dành thời gian cho hai vợ chồng thoải mái đã nhưng mà em nói đến đây lượm khóc nấc lên không thành tiếng có chuyện gì vậy lượm sao em lại khóc đã xảy ra chuyện gì nói cho anh nghe xem nào hai tay lượm run lên cầm cập cô đưa tờ giấy cho gia huy đọc hôm nay em đã đi bệnh viện để khám Bác sĩ nói em khó có, có con và có thể là vô sinh. Mặc dù rất sốc, nhưng Gia Huy vẫn cố thở ra bình tĩnh để an ủi lượng. Ờ, chắc uh, kết quả sai. Ngày mai anh đưa em đi khám lại. Kết quả không sai đâu anh. Thật ra em hồi trước lấy chồng đã có thai một lần và bị sẩy thai. Nên bác sĩ bảo từ lần đó trở đi là nguyên nhân khiến cho em khó có con như bây giờ. Nhìn vợ khóc mà Gia Huy xót hết ruột gan không sao đâu em không có con thì chúng ta xin con nuôi anh chỉ cần em bên cạnh là được nhưng còn ba và bà nội họ sẽ phải đối mặt với chuyện này sao bây giờ có con của vợ chồng gia hào rồi nên chắc bà không trách móc gì đâu hay là chúng ta ly hôn sa huy lấy tay che miệng của lượm lại em nói cái gì vậy lượm anh không cho phép em nói như thế em sợ lắm có gì đâu mà sợ có anh ở bên cạnh em không phải lo gì hết lợm nét vào lòng Giao Huy mà khóc thút thít. Cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người của anh. Người đàn ông này rất tuyệt vời, từ ngoại hình lẫn tính cách. Cảm ơn anh, lúc nào anh thấy mệt mỏi cứ nói với em nhé. Ngốc à, anh có được như ngày hôm nay là tất cả nhờ vào em. Anh không cần gì hết, chỉ cần có em bên cạnh mỗi ngày là được. Nhoáng một cái mà Dung có bầu được gần 4 tháng, đi siêu âm bác sĩ bảo đó là con trai. Cô ta bây giờ là trung tâm vũ trụ. hồi trước bà An thường lui tới hỏi thăm lượng, nhưng từ khi Dung có bầu, bà ít qua lại mà chỉ chăm chăm vào việc chăm sóc cho Dung. cầm hình ảnh siêu âm trên tay, Dung mừng lắm. Cô ta nhanh chóng đưa về khoe với cả nhà. Ba mẹ và bà nội xem này, hôm nay con đi khám về, bác sĩ bảo cái thai là con trai. đưa bà xem nào, chó con của bà cố ghét quá thôi. Bây giờ mọi người trong nhà, ai cũng mong chờ sự ra đời của bé con. Gia Hào ngồi bên cạnh, thấy bà nội vui mừng, thì cũng nói xen vào. Con không ngờ vợ con có thai, mà bà nội lại vui như thế. Bà mê con nít lắm. Bữa hôm đến nhà mấy bà bạn chơi, thấy họ cháu chắp vây quanh, mà ưng cái bụng quá trời. Này bà cũng sắp có để mà khoe với họ rồi. Nhìn cả nhà vui vẻ, mà tim lượm đau như có ai sát muối nếu cô cũng có một đứa con giống như dung thì chắc cả nhà cũng sẽ vui mừng như vậy chợt bà nội quay sang nói với lượm vợ chồng cháu định kế hoạch đến khi nào nữa đây cũng nhanh nhanh có thai để cả nhà ăn mừng một lúc luôn lượm chẳng biết phải nói sao đành cúi cả mặt xuống biết là vợ khó xử gia huy vội đỡ lời cho vợ mình bọn con đang còn trẻ nên cứ từ từ thôi bà nội à trẻ gì nữa Cưới nhau hơn một năm trời rồi Mà cái bụng vẫn phẳng lì là sao Tiền bạc có thể chậm trễ Chứ con cái là không được Vợ chồng cháu là đích tôn của dòng họ Nên việc có một đứa con là rất quan trọng Dạ bọn cháu biết rồi bà nội Lượm vốn tính thật thà Nên cô không muốn giấu bà nội chuyện gì Cô quyết định đi sang phòng bà Nói rõ hết tất cả mọi việc cho bà nghe Bà ơi Cháu Cháu có chuyện muốn nói Nhìn thấy lượm bà An vội dừng tay nhìn chiếc áo em bé được đan bằng những sợi len xinh đẹp lượm rất thích thú bà đang đan áo sao ừ bà đan mấy cái áo cho con của thằng gia hào cháu muốn nói chuyện gì với ta lượm ấp á ấp úng không biết phải mở lời như thế nào cho hợp lý dạ dạ thật ra cháu bị cháu bị vấn đề về đường sinh sản nên cháu chậm có con hồi trước cháu đi khám bác sĩ nói vậy Cháu thật sự xin lỗi vì đã giấu bà. Khuôn mặt bà An hiện rõ sự buồn bã. Có nghĩa là cháu bị vô sinh. Cũng chưa hẳn là thế đâu bà. Sao hai đứa có thể giấu ta chứ? Dạ, cháu sợ bà buồn nên không dám nói. Bà An chợt im lặng nhìn lượm. Vấn đề con cái rất nhạy cảm. Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con. Nếu như lấy nhau về không có một đứa con, dù người phụ nữ đó có tốt, có giỏi cỡ nào cũng chỉ là đồ bỏ đi. Thôi, cháu về phòng đi, ta muốn đi ngủ. Nhìn thái độ lạnh nhạt của bà nội khiến cho lượm đau lòng. Ngày trước bà thương cô bao nhiêu, thì giờ bà lại hờ hững với cô bấy nhiêu. Bà giận cháu sao? Không có, cháu về phòng đi. Lượm buồn bã lưỡng thững ra về. Cả đêm cô không thể nào chấm mắt được. Giờ mà cô bỏ đi để Giao Huy bơ vơ một mình Cô cũng không đành lòng Nhưng cô ở lại cũng sẽ cảm thấy có lỗi với mọi người Nghe vợ chồng mình liên tục Giao Huy chợt tỉnh giấc Em khó ngủ à lượm Dạ em hơi khó ngủ một chút Anh nằm xuống ngủ tiếp đi Anh thấy em từ khi đi khám về Đêm nào em cũng thức để suy nghĩ Anh đã nói rồi Có con hay không có Đối với anh không quan trọng Em đừng đặt nặng vấn đề mà khổ tâm Bỗng nước mắt chảy đầy hai má của Lượm. Biết là vậy, nhưng em rất muốn sinh cho anh một đứa con. Từ từ, chúng ta có sống tốt, biết đâu ông trời thương. Giờ em nằm xuống ngủ đi, mai anh đi công chuyện sớm. Dạ. Sáng mai thức dậy, nhìn thấy Lượm, bà Lệ Thủy nói: "Lượm ơi, hôm nay con làm việc nhà nhé, mấy chị giúp việc xin nghỉ phép về quê hết rồi." Dạ, để đó con làm cho gì? ừ giờ con xuống nấu bữa sáng cho cả nhà xong rồi lau dọn nhà cửa đi nhé dạ con biết rồi gì lượm loay hoay một mình trong bếp cũng vừa kịp nấu xong bữa sáng cho mọi người ăn uống xong xuôi cô bắt đầu đi lau dọn nhà cửa căn nhà rộng lớn khiến cho cô lau mãi mà chẳng xong đến chỗ cầu thang cô mệt quá ngồi nghỉ một tí cho đỡ mệt trật dung đi từ phòng ra nhìn thấy lượm cô ta lên tiếng lượm sao em lại ngồi đây em lau nhà mệt quá nên ngồi nghỉ một xíu ạ à? dung bắt đầu lên giọng làm có xíu việc mà em làm mình làm mẩy như vậy lỡ bà nội và mẹ chồng chị bắt được rồi họ sẽ nói sao có gì đâu mà nói mệt thì em nghỉ thôi vốn dĩ không ưa nhau từ nhỏ nhân cơ hội này dung muốn gì nhục lượm giờ ở trong nhà này em phải biết thân biết phận bà nội không thương yêu trọng dụng em như trước nữa đâu mà lên mặt Lượm nóng mặt. Tại sao chị lại nói như vậy? Em có bao giờ lên mặt với ai đâu? Thì em đang lên mặt với chị đó. Giờ trong bụng chị đang mang cục kim cương. Em mà làm gì cho chị tức là không xong với bà nội đâu. Trong nhà ai cũng bảo em là loại phụ nữ không biết đẻ. Chị nghe mà thương em quá. Máu trong người lượm sôi lên sùng sục. Tại sao chị ta lại nói ra được những lời đó với cô? Vì ai mà cô phải chịu cảnh đau đớn như bây giờ? Chính chị và cả đàn ông xấu xa đó đã khiến cho tôi không biết đẻ đó. Để tình là chị em với nhau, nên tôi không khơi ra quá khứ của chị. Đừng có mà xúc phạm tôi quá đáng, tôi sẽ không để yên cho chị đâu. Dung đâu có hiền, vốn là người hiếu thắng. Cô ta đi lại định tắt lượm, nhưng lượm vung tay, hất cô ta một cái rõ mạnh. Vì nhà mới lau đang còn trơn, với lại thì đứng của Dung gần phía cầu thang, nên cô ta trượt chân ngã xuống lúc nào không hay. Nghe tiếng la hét của bà nội ở phía dưới, lượm mới quay người lại nhìn, thấy dung nằm sóng xoài ở phía dưới lượm hốt hoảng chạy xuống đỡ cô ta dậy tại sao cô lại độc ác đẩy nó xuống như vậy cô có phải là con người nữa không nghe bà nội nói lượm đứng đơn người ra chẳng biết nói gì máu từ trong hắn dung chảy ra ướt hết cả quần của cô ta bà an sợ hãi hết lớn lên nhanh nhanh gọi cấp cứu đưa con bé đi bệnh viện một lúc sau dung được đưa lên xe cấp cứu lượm cũng bắt taxi theo sau để đến bệnh viện nghe tin ông doãn khang cùng gia hào cũng có mặt tức thì ở bệnh viện bà lệ thùy gào khóc thảm thiết khiến cho ai cũng xót hết ruột gan cánh cửa phòng cấp cứu mở ra mọi người chạy nhanh lại hỏi bác sĩ tình hình của con bé sao rồi bác sĩ dạ cô ấy đang rất yếu chúng tôi không thể giữ được cái thai bà an ôm lấy mặt mà khóc nghĩa nghĩa là đứa bé đã mất dạ thưa bà Chúng tôi rất tiếc vì phải thông báo tin buồn này đến cho gia đình. Lợm đứng một góc nghe rõ từng lời của bác sĩ. Cô bỗng dùng mình sợ hãi. Cô đã từng bị như vậy nên cô biết cảm giác mất đi một đứa con là đau đớn thế nào. Cô lấy hết can đảm đi lại bên cạnh mọi người. Nhìn thấy cô, bà nội giơ tay tắt cô mấy cái vào má đau đớn. Đổ đế tiện, cô không sinh được con nên muốn hại người khác sao? Tim của lợm đau như có ai bóp nghẹt cô đưa con mắt vô hồn nhìn bà an rồi nhìn sang mọi người cô có phải là loại người độc ác đó đâu mà bà ấy lại gán ghép cho cô cái tội to lớn như vậy tại sao bà lại nghĩ cháu như vậy chứ bao ngày qua bà tiếp xúc với cháu thì bà phải biết con người cháu như thế nào rồi chứ hôm nay tôi mới biết rõ con người thật của cô vì lợi ích của bản thân mình cô dám làm hại người khác sao đứa chắc của tôi có tội tỉnh gì đâu mà cô nợ ra tay với nó bị đổ oan một cách trắng trợn nên lượm chỉ biết khóc vợ chồng bà lệ thủy cùng với gia hào không hiểu chuyện gì xảy ra nên hỏi đi hỏi lại chuyện này là sao hả à, mẹ bà an gằn giọng lấy tay chỉ thẳng vào mặt lượm chính nó chính nó là người đã đẩy con bé rung xuống cầu thang may mà ta đi qua vô tình nhìn thấy không giờ này nó đang chối bỏ trách nhiệm từng lời từng chữ của bà ấy nói ra đã vô tình phùi sạch tình cảm giữa cô và bà ấy trong thời gian qua. Bây giờ cô có hàng trăm cái miệng cũng không thể nào biện hộ cho tội lỗi của mình được. Con xin lỗi tất cả mọi người, mọi chuyện là do con hết." Bà Lệ Thủy gào lên trong tuyệt vọng. "Tại sao cô lại độc ác như vậy? Cô có biết chúng tôi mong chờ đứa bé này lắm không? Nó đang còn nhỏ, nó có biết gì đâu mà cô nỡ lòng nào ra tay với nó? Cô cảm thấy khen tị khi con dâu tôi có bầu sao? Cô là con người thì phải có lương tâm một chút chứ." Lượm đứng như trời trồng Cô khóc nấc lên không thành tiếng Bây giờ mọi tội lỗi cô đều mang hết Còn xin lỗi gì Dì cứ mắng cứ chửi con nhiều vào Cô nghĩ mắng cô Chửi cô Cháu nội tôi sống lại được sao Gia Huy đang đi công chuyện Nghe cả nhà báo tin Anh chạy đến bệnh viện liền Nhìn thấy Lượm đang gục mặt vào ghế khóc Anh đi lại hỏi Đã xảy ra chuyện gì vậy Lượm Chị Dung bị ngã cầu thang Và đã sảy thai Trời đất, sao lại xảy ra chuyện đó được? Liệu ngừng lên nhìn Gia Huy. Cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe. Nghe xong Gia Huy thương lượng vô cùng. Anh có tin em không? Gia Huy giết chặt cô vào lòng. Sao em lại hỏi vậy? Dù cả thế giới này quay lưng với em, thì em nên nhớ rằng còn có anh ở bên cạnh. Nhắc đến Dung, cô ta đã tỉnh lại và đi xuống phòng dành cho bệnh nhân. Từ khi biết mình mất đi đứa bé, tinh thần cô ta hơi bất ổn. Bà Lệ Thủy lo lắng ra sức an ủi con dâu. Con bình tĩnh lại đi, đứa bé không có duyên nở với chúng ta thì con để cho nó được siêu thoát. Thời điểm này đang nhạy cảm, con cố gắng lấy lòng bà nội nhiều vào, giờ bà ta đang rất giận con lượm, nên mẹ thấy đây là một lợi thế cho con đó. Chờ ít tháng hồi phục sức khỏe lại, con cố gắng có thai đi nhé. Nhắc đến lượm, dùng dít lên từng hồi độc ác chính là nó đã giết chết con của con, con nhất định phải cho nó sống không bằng chết. Mẹ cũng không ngờ nó là một đứa lòng dạ độc ác như vậy. Nhân cơ hội này, chúng ta đuổi nó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Hai con mắt của Dung bắt đầu đổi màu, hiện rõ sự độc ác. Nhất định con sẽ làm mọi cách cho nó phải đi khỏi căn nhà này và nhường chỗ cho con. Mấy ngày Dung nằm viện, Lượm không dám đến thăm nay cô lấy hết can đảm cùng với gia huy vào thăm dung chị thấy khỏe hơn chưa mày vào đây làm gì mày nhìn thấy tao thế này mày hả hê lắm phải không sao chị lại nói vậy em đâu có lòng dạ độc ác như vậy mày không có mà mày ra tay giết con của tao gia huy nóng mặt sao cô lại ăn nói hàm hồ như vậy chính cô là người biết rõ nhất chứ còn gì đừng có đẩy sự việc đi quá xa khiến cho mọi người hiểu lầm cô ấy nữa anh là chồng tất nhiên anh phải bênh vực cho nó vợ của anh đã giết con tôi rõ như ban ngày rồi còn chối gì nữa ai giết chứ đó chỉ là tai nạn thôi mà tôi xin cô hãy nói rõ với mọi người để giải oan cho cô ấy dung hét lên trong tuyệt vọng các người đừng có mơ hãy cút nhanh ra khỏi đây vừa đúng lúc bà nội đi vào dung bỗng khóc òa lên con ơi là con sao người ta độc ác giết con chứ còn chỉ là một đứa trẻ thôi mà Bà An đi lại, an ủi Dung. Thôi, cháu đừng khóc nữa. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha cháu. Nhưng cháu đau lòng lắm bà ơi. Đứa bé là con trai đó bà. Bà biết. Bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất. Cháu cứ nghỉ ngơi cho lại sức. Mai mốt có bầu lại đứa khác. Nghe lời bà An, Dung lấy tay quệt nước mắt rồi nằm xuống giường. Bà An quay lại nhìn lượm với ánh mắt tức giận. Cô còn mặt mũi mà vào đây thăm con bé sao? Bà, sao bà lại không chịu hiểu lượng chứ? Chẳng lẽ trong thời gian qua bà ở cùng với cô ấy, bà không nhận ra cô ấy là một người tốt sao? Cháu im đi, cô ta chỉ giỏi đóng kịch trước mặt người khác thôi. Đến bây giờ chứng kiến, bà mới thấy rõ bộ mặt thật của cô ta là đáng sợ thế nào. Nghe từng lời từng chữ của bà ấy thốt ra, trái tim lượm như vỡ ra từng mảnh. Cô đau đớn khóc òa lên rồi chạy ra khỏi phòng. Đi về nhà, cô lao nhanh lên phòng thu dọn quần áo Cô không thể sống trong ngôi nhà này thêm một phút giây nào nữa. Trợ Gia Huy đi vào nắm lấy tay lượm. Em tính dọn đồ đi đâu? Em không có lỗi gì trong chuyện này hết. Nếu em đi ngay lúc này, chẳng phải em đã chứng minh cho mọi người thấy là em đã làm chuyện có lỗi với Dung sao? Em không thể chịu được khi mọi người nghĩ sai về con người em. Sao em yếu đuối thế lượm? Dù người khác có nói gì đi chăng nữa. Nhưng tâm của mình trong sáng, mình không phải sợ gì hết. Em không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho anh nữa chứ. Không có em, anh biết phải sống sao? Lượm ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Đến đi, anh không cho phép em đi đâu hết. Chuyện đâu còn có đó, để anh khuyên nhủ bà nội cho. Vài ngày sau Dung khỏe lại và được xuất viện. Cả nhà ai cũng nhìn Lượm với ánh mắt chán ghét, khinh thường. Lượm biết là vậy, nhưng cô vẫn nhịn nhục chịu đựng. Cô hy vọng một ngày nào đó, mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho cô. Về phần Dung, cô ta thấy Lượm vẫn chưa đi ra khỏi nhà. Trong lòng tức tối, luôn nói những lời khó nghe đến Lượm. Mày cũng lì lợm quá lượm mà Mày tính ở đây để hại tao thêm một lần nữa sao? Lượm im lặng. Cô biết nếu cãi lại cô ta ngay lúc này chẳng có lợi gì cả. Tại sao mày không mở miệng để trả lời lại? Mày bị câm sao? Chỉ cũng một vừa hai phải thôi. Tôi im lặng không có nghĩa là tôi không biết. Chỉ là tôi đang nhịn thôi. Mày, Mày... Tôi cũng nói thẳng cho chị biết. Chính chị cũng là nguyên nhân làm cho đứa con đầu tiên của tôi bị mất. Giờ chị bị như vậy, đâu có quyền trách tôi. Nghĩ đến tình chị em bao năm qua, tôi đã cố gắng để chấp nhận chị. Nhưng lần này chị đi quá xa và cố tình đẩy tôi vào con đường cùng. Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không đi đâu hết, bởi vì tôi không phải là người có tội. Dùng xanh mặt khi thấy lượm đáp trả cực khắt. Mày được lắm lượm, nhớ đó, tao sẽ không để yên đâu lượm không thèm trả lời lại cô quay mặt bước đi thời gian cứ thế trôi đi không chờ đợi một ai lượm vẫn lặng lẽ chịu sự lạnh lùng của tất cả mọi người trong nhà có nhiều lúc muốn bỏ đi thật xa nhưng cô không thể làm được vì ở đây còn có gia huy người mà thương và yêu cô một cách vô điều kiện với lại cô cũng biết rõ âm mưu của dung là muốn đuổi cô ra khỏi căn nhà này nếu cô đi thì đúng với ý của cô ta quá rồi ngày hôm nay lượm đang nấu ăn nghe mùi cơm dọc thẳng lên mũi. Tự nhiên cô khó chịu trong người, liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh ó cho xanh mặt mũi. Sao tự nhiên mình lại mệt vậy ta? Hay là mình ăn không tiêu? Lợm chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, nên rửa mặt đi ra nấu ăn tiếp. Được một lúc sau, cô lại không chịu nổi nữa, chạy đi vào ói tiếp. Suy nghĩ một lúc, lượm đi xem lại lịch, thì thấy mình đã trễ kinh mất mấy ngày. Một tia hy vọng lóe lên, cô không nấu nữa mà chạy lên lầu với lấy cái túi đi ra bắt taxi đến bệnh viện ngồi chờ đến lượt mình mà lượm hồi hộp vô cùng nếu đúng là cô có thai thì đây đúng là một món quà vô giá ông trời dành tặng cho vợ chồng cô Nguyễn Thị Lượm đi vào phòng để khám xa dạ, có tôi bác sĩ đúng là ông trời không phụ lòng người tốt nhận kết quả siêu âm từ tay bác sĩ mà lượm nói không nên lời đứa con bao ngày cô mong ngóng này đã xuất hiện cô cứ nghĩ suốt đời này sẽ không có cơ hội làm mẹ thêm một lần nữa nhưng nay kỳ tích đã xuất hiện cô muốn dành món quà bất ngờ này cho gia huy nên đã không gọi điện cho anh ngay cô tính về đến nhà khi đó mới nói để cho anh mừng ra khỏi cổng bệnh viện vì trời chưa nắng không thấy bóng dáng một chiếc taxi nào lượm cứ loay hoay đứng ngóng trần có một anh xe ôm đi từ đằng xa lại hỏi xe ôm không cô lượm mừng liền đáp lời lại dạ có tôi tính đi taxi về mà giờ gặp anh ở đây tôi về luôn cũng được vậy mấy cô lên xe đi được một đoạn thấy trời nắng quá anh xe ôm dừng lại đưa cho cô một chai nước suối cô uống đi chứ trời nắng mất nước là mệt lắm đó dạ tôi cảm ơn anh đỡ chai nước từ tay anh xe ôm cô uống ngực mấy ngụm ngon lành tự nhiên mấy phút sau cô buồn ngủ không thể mở nổi mắt cô cố mở con mắt ra để nhìn xung quanh thì thấy có chữ hâu theo ở bên đường không thể chịu nổi. Cô gục mặt xuống lưng anh xe ôm để ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, cô hốt hoảng khi thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng. Cô nhìn quanh một lượt và đoán ra đây là khách sạn. Quái lạ, sao mình lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tự nhiên đầu cô đau như bố bổ. Cô cảm thấy sùng mình vì chuyện lạ đang xảy ra với cô. Có lẽ nào là lúc mình uống chai nước của anh xe ôm? mà người ta bắt mình vô đây với mục đích gì như nhớ ra điều gì cô đi lại mở túi sách ra thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn mở điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ của gia huy cô mới ấn số gọi lại cho anh alo em ở đâu vậy lượm sao anh gọi em không bắt máy vậy lượm bối rối dạ dạ em đi công chuyện một chút lát nữa em về mà anh đi miền tây về chưa anh về rồi không thấy em ở nhà nên anh mới gọi đó Dạ, anh ở nhà, tí em về nhé. Ok em. Mở cửa phòng bước ra đi xuống dưới. Cô mới lân la đi lại, hỏi chị Lễ Tân. Cho tôi hỏi, hồi trưa ai đưa tôi vào đây vậy? Mấy người đó nhìn nhau không dám trả lời. Xin mấy chị nói cho tôi biết với. Dạ, là một người đàn ông. Anh ta bảo cô say, nên thuê phòng nghỉ ngơi ạ. À? Vậy cho tôi biết thông tin người đó được không? Dạ, rất xin lỗi chị. Khách sạn chúng tôi đồng ý giữ bí mật thông tin cho khách rồi ạ à. Lượm đành bất lực đi xa bắt taxi về nhà Tôi đến nằm ngủ Cô định đem chuyện này kể cho Gia Huy nghe Nhưng suy đi nghĩ lại rồi lại thôi Điều quan trọng bây giờ Là cho anh biết sự có mặt của bé con trong bụng cô Anh có biết hôm nay em đi đâu không? Anh không biết Gọi cho em không được Anh lo quá trời Em đi bệnh viện đó Gia Huy hốt hoảng ngồi bật dậy Trời đất Em bị sao mà phải đi bệnh viện vậy? Tự nhiên hôm nay em mắc ói Nên em thử đi khám xem sao Ai ngờ là có tin vui khiến cho em muốn khóc Tin vui gì Em làm cho anh hồi hộp quá Em đã có thai Cô đưa tờ giấy siêu âm ra trước mặt Gia Huy Cái cảm giác vui sướng Xen lẫn hạnh phúc Khiến Gia Huy vỡ hòa Đây là hình ảnh siêu âm của con chúng ta sao Lợm gật đầu đáp Dạ đúng Không ngờ ông trời lại mang đến cho chúng ta điều bất ngờ như thế Gia Huy vui sướng reo lên lượm ơi anh hạnh phúc quá em giỏi lắm lượm anh chuẩn bị được làm ba sao quá phấn khích giao huy đi lại bế cô lên rồi xoay vòng vòng anh thả em xuống cái thai đang còn nhỏ anh xoay như vậy em chóng mặt và nguy hiểm lắm ờ anh quên mất anh xin lỗi nhé không thể giấu niềm vui một mình vợ chồng lượm đem khoe với cả nhà mặc dù rất giận lượm nhưng bà an cũng không giấu nổi sự vui mừng Bà đã bí mật kêu giúp việc chuẩn bị những món ngon bổ dưỡng, dành cho người có thai để cho Lượm ăn. Lượm biết được điều đó, cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Còn bà Lệ Thủy nghe tin Lượm có bầu, trong lòng bà ta nóng như lửa đốt. Không thể chịu được nên đã sang phòng nói chuyện với Dung. Còn làm sao thì làm, chứ con Lượm nó có bầu rồi đó. Kệ nó đi mẹ. Thấy thái độ rừng dưng của con dâu, bà ta quát ầm lên. Kệ là kệ thế nào được, nó mà sinh được con trai, thì nhất định thằng Gia Huy sẽ có cổ phần nhiều hơn. Khi đó, việc hất cẳng thằng Gia Hào chỉ là chuyện nhỏ. Mẹ yên tâm đi, chuyện đó không bao giờ trở thành sự thật. Kịch hay, đang chờ đón chúng ta ở phía sau. Nghe Dung nói, bà Lệ Thủy ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Còn nói gì mà mẹ không hiểu? Con đã có sẵn kế hoạch để tống nó ra khỏi căn nhà này rồi. Mẹ cứ chờ mà xem nhé. Bà Lệ Thùy nhận ra một điều Dung không đơn giản như bà ta vẫn thường nghĩ Có làm chuyện gì thì cũng phải cẩn thận đó nha Nếu mà không thành công Chúng ta chỉ có nước ra đường ở thôi Dạ con biết rồi mẹ Lượm từ khi có bầu Cô bỗng trẻ đẹp lạ thường Bởi vì cô không ngén Nên món gì cô cũng ăn được Hôm nay tròn 3 tháng bé con ở trong bụng Cô hấn hở cùng với Gia Huy chuẩn bị đến bệnh viện để kiểm tra thai Bỗng ở ngoài có tiếng chuông cửa reo chị giúp việc chạy ra mở cửa. Một lúc sau chị giúp việc vào báo là có khách muốn vào gặp cả nhà. Bà An kêu chị giúp việc mở cửa. Người khách đó là một người đàn ông to cao đẹp trai. Anh ta cũng chặt tuổi của Gia Huy. Vào đến nơi anh ta lễ phép chào hỏi mọi người. Dạ, tôi xin chào cả nhà. Bà An hướng con mắt đến anh ta rồi hỏi. Cậu là ai? Đến đây để làm gì? Dạ thưa bà, tôi tên là Bảo, Tôi đến đây để tìm lượm. Nhắc đến tên mình, lượm bỗng giật mình. Tôi và anh đâu có quen biết nhau. Tại sao anh lại tìm tôi chứ? Lượm, tại sao em lại phủi sạch hết tình cảm của chúng ta như vậy lượm? Giao Huy như người trên trời rơi xuống. Anh quay sang lượm để tìm câu trả lời. Chuyện này là sao đây hả à, lượm? Bà Lệ thủy ngồi ghế, liếc con mắt nhìn lượm rồi chăm trọng. Ái trà, có nhân tình đến nhà tìm, chuyện này gay go rồi đó. Ông Doãn Khang cũng hơi bất ngờ, nên quay sang nói với Lượm. Chuyện này con giải thích sao đây Lượm? Cả nhà bây giờ đang chờ câu trả lời từ con đấy. Lượm cũng chẳng biết nói sao. Tự nhiên ở đâu chui ra một người tự nhận là quen biết với mình, khiến cho cô tá hỏa. Con, con thật sự cũng giống mọi người. Người đàn ông này con chưa bao giờ gặp, và cũng không biết anh ta là ai, và từ đâu đến. Gia Huy gần giọng nói với Thiên Bảo. Anh nghe rõ rồi chứ. Vợ tôi không quen biết anh. Anh tin lượm thì đúng thôi. Nhưng còn cái thai trong bụng cô ấy chính là của tôi. Chúng tôi đã len lút qua lại với nhau nhiều lần ở khách sạn. Nghe hắn nói, lượm như muốn xỉu ngay tại chỗ. Anh ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Tôi đi với anh lúc nào? Anh đến đây có âm mưu gì mà lại bị đặt ra câu chuyện không có thật như vậy? Lượm, tại sao lúc nào em cũng như vậy? Anh lấy hết can đảm đến đây là vì em và con chúng ta. Bà An không thể chịu nổi, chỉ biết dựa vào thành ghế mà hỏi đi hỏi lại. Cậu dựa vào cái gì mà dám nói cái thai trong bụng cháu dâu tôi là của cậu? Hắn ta rút trong túi ra một sấp hình. Dạ, đây là những tấm hình chúng cháu chụp với nhau khi đi khách sạn. Lúc đầu không phải cháu chụp những tấm hình này có ý để uy hiếp cô ấy đâu. Chỉ là cháu muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nên đã bí mật đặt máy ảnh để chụp. Ai ngờ cô ấy quay lưng nên bắt buộc cháu phải dùng cách này để giành lại đứa con của cháu, mong bà và mọi người hiểu cho cháu ạ. À. Nhìn anh ta không đến nỗi nào, mà những lời anh ta thốt ra còn ác hơn cả rắn độc. Lợm đứng không vững, hai chân cô run lên cầm cập khi Gia Huy đi lại giật những tấm hình trên tay của hắn ta. Hình ảnh Lượng và anh ta đập vào mắt của Gia Huy. Mặc dù tấm hình nào Lợm cũng bị che gần nửa mặt, nhưng cái nét của cô không thể lạc vào đâu được. Chẳng cần nói gì thêm nữa. Anh đi lại ném thẳng mấy tấm hình vào mặt lượm, rồi hét lớn. Cô là loại đàn bà không có liêm sỉ. Cô dám lừa tôi để đi với thằng đàn ông khác sao? Tôi ghê tởm cô. Uổng công những ngày tháng qua, tôi đã tin tưởng và dành tình cảm cho cô. Em xin anh, anh hãy bình tĩnh nghe em giải thích. Nhất định trong chuyện này có người bày mưu hãm hại em. Hãy tin em, cho em một cơ hội để chứng minh sự trong sạch của mình. Đến giờ phút này mà cô còn chối được nữa sao? người ta đã tìm đến tận nơi để nhận vợ nhận con tôi đâu phải thằng ngu mà tin lời cô chứ bà an từ lúc nãy tới giờ giống như người mất hồn không thể tin được chuyện này là thật lượm sao cô lại có thể làm ra chuyện xấu hổ này thằng gia huy nó yêu cô hết lòng tại sao lại phản bội nó cô làm dâu ở trong nhà này có thiếu thốn cái gì đâu mà phải đi ngoại tình như thế chứ bà ơi cháu không phải là loại người đó chính anh ta mới là kẻ nói dối bà và mọi người hãy tin cháu lượm vừa nói vừa khóc nhìn rất đáng thương bây giờ mọi ánh mắt tức giận đều đổ dồn lên người cô người mà luôn yêu thương bảo vệ cô mỗi ngày là gia huy giờ cũng không thèm để ý cô đau khổ như thế nào lượm cô hãy lên phòng thu dọn đồ đạc và đi theo anh ta cho tôi tôi không cần một người vợ lăng loàn mất nết như cô ở bên cạnh lượm đau đớn lê từng bước nặng nề đi lại ôm lấy chân gia huy Cả thế giới nghĩ về em sao cũng được, nhưng anh đối xử với em thế này, em không chịu được. Em không cần ai cả, em chỉ cần anh thôi. Còn con của chúng ta nữa, nó rất cần tình thương từ anh." Gia Huy nhìn cô, hai hàng nước mắt của anh chảy ra. "Nó đâu phải con của tôi, có người đã đến nhận rồi mà. Cô hãy nghe lời tôi, lên thu dọn đồ đạc khi tôi còn đang tỉnh táo." "Gia Huy, em xin anh đừng làm vậy với em. Em không đi đâu hết." em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi giao huy lạnh lùng nhìn cô hết rồi lượm ạ à. duyên phận của chúng ta đến đây thôi tôi chúc cô hạnh phúc bên người mà cô đã chọn nói xong anh quay lại nói với chị giúp việc chị lên lầu thu dọn đồ đạc cho cô ta dùng tôi dạ dạ thưa cậu chủ lượm khóc ngất cô biết phải làm sao khi tất cả mọi thứ đều tan biến hết chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ Bà Lệ Thủy nhìn cô Hà Hê trong lòng. Còn luyến tiếc gì nữa, người ta đuổi thì cứ đi đi, ở lại làm chi cho nhục mặt. Ông Doãn Khang cùng bà An đứng dậy đi lên lầu. Mọi người tản ra hết, chỉ còn Lượm và Thiên Bảo đứng bơ vơ giữa nhà. Cô quay sang trừng mắt nhìn hắn ta rồi nói. Tại sao anh lại độc ác như vậy? Tôi có thủ oán gì với anh? Sao anh nỡ hại tôi thê thảm đến vậy? Tên đó nhìn cô không nói gì. Hắn đi lại nhặt mấy tấm hình vương vãi trên sàn nhà, rồi vội vàng rời đi vừa đúng lúc Chỉ giúp việc sách túi đổ xuống thưa mợ đồ của mợ tôi đã thu dọn xong ạ à? lượm đứng như chờ chồng cô không thể nào nhấc chân nổi đi cậu chủ dặn là mợ không được phép ở trong căn nhà này nữa nếu mợ không đi họ sẽ đuổi việc của tôi mất sự tuyệt tình của gia huy khiến trái tim lượm tan nát nếu anh không tin cô có giải thích thế nào anh cũng không hiểu cho cô Lợn đau đớn nhìn mọi thứ thêm một lần nữa Rồi quẹt nước mắt xách túi đồ đi Cô bây giờ chẳng biết đi đâu Cứ thơ thơ thần thần ở ngoài cổng Mong chờ sự tha thứ từ Gia Huy Một ngày rồi đến hai ngày Mà trái tim của anh vẫn lạnh giá Không hề nhường chỗ cho cô Quá thất vọng Cô đi ra bắt xe về quê Ngồi trên xe mà lòng cô nặng chịu nỗi buồn Sự trở về của cô có thể trở thành Một trò cười cho thiên hạ Bởi vì họ biết Cô đang có một cuộc sống giàu sang mà nhiều người đang mơ ước. Đã chân xuống đến nơi, hình ảnh ngôi nhà thân yêu hiện ra trước mắt. Bàn thờ của ba mẹ lúc nào cũng sáng sực đèn nhờ các bàn tay chăm sóc của bác Mai. Đã lâu lắm rồi cô mới về quê. Đứng từ trong nhà nhìn xa, bác Mai giao lên sung sướng. Có phải con lượm không? Lượm nhìn thấy bác Mai, chợt oà khóc lên như ngày còn bé. Bác ơi, là cháu đây, bác có khỏe không ạ? À? bác mai bây giờ đã xả hơn trước rất nhiều, mái tóc đã điểm vài sợi bạc. sao ạ cháu lại về một mình? chồng của cháu đâu? dạ, dạ anh ấy. thấy lượm ấp á ấp úng, bác Mai biết có chuyện chẳng lành xảy ra với cô. bác không hỏi nữa mà đi lại kéo tay cô vào trong nhà. thôi được, có chuyện gì thì từ từ nói. đi vào trong nhà cất đồ đạc đã. theo chân bác ấy đi vào căn nhà bây giờ khang trang hơn ngày xưa rất nhiều tiền của cháu gửi về cho bác xây mới lại căn nhà cháu nhìn có đẹp không lượm gật đầu đáp dạ đẹp ạ khuôn mặt lượm hiện lên sự buồn bã ở với cô từ nhỏ tới lớn bác hiểu được cô là người thế nào vợ chồng cháu đã xảy ra chuyện gì sao nói cho bác nghe xem lượm nhìn bác mai nước mắt tự nhiên tuôn trào cô kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho bác ấy nghe hay, cái cậu Gia Huy này thật là hồ đồ. Tại sao không chịu tin tưởng vợ mình chứ? Cũng không trách được anh ấy đâu bác. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và đột ngột, khiến cho anh ấy không thể nào chấp nhận nổi. Mà bác không hiểu tại sao tên bảo đó lại có được những tấm hình đó chứ? Lâm im lặng suy nghĩ một lúc, rồi cũng trả lời. Mấy tháng trước cháu đi khám thai, thì vô tình bị một ai đó đưa vào khách sạn. Hình như là họ đánh thuốc mê cháu, đến khi tỉnh dậy thì cháu thấy mình ở trong khách sạn một mình chỉ có lần đó hắn ta mới dễ dàng có được những tấm hình đó mà ai lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy chứ chuyện này chỉ có chị ta thôi là ai cháu nói rõ cho bác nghe là chị dung là con dung sao chị em với nhau mà nó lại giã tâm với cháu như vậy thật là một đứa xấu xa cháu cũng chỉ đoán vậy thôi chứ không có bằng chứng gì để kết tội chị ấy nó là đứa hư thân mất nết từ lúc đang còn ở nhà cơ mà. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại cho nó ở chung nhà với cháu. Bác mà thấy nó, bác sẽ cào cái mặt đáng ghét của nó ra cho hả cơn giận. Từ khi đuổi lượm ra khỏi nhà, Gia Huy giống như một người điên. Anh không thiết tha gì ăn uống, công việc vì thế cũng bỏ bê. Nói gì thì nói, chứ tình yêu anh dành cho lượm quá lớn. Căn phòng ngày nào cũng đầy áp tiếng cười, bây giờ lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết lượm sao em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy anh đã dùng tất cả trái tim của mình để yêu em bây giờ em đi để lại nỗi đau cho anh thế này làm sao anh chịu được chứ đêm nào nằm ngủ gia huy cũng khóc nhìn ngoài anh lạnh lùng cứng rắn là thế nhưng bên trong vô cùng yếu đuối bà an nhìn thằng cháu ngày đêm u sầu mà xót hết ruột gan cháu phải mạnh mẽ lên loại đàn bà như con lượm không có còn hơn Bà sẽ tìm cho cháu một mối nào ngon Rồi kết hôn Sinh cho bà đứa chắt để nối dõi tông đường nhé Cháu không lấy vợ nữa đâu Bà đừng mất công mai mối Lại khổ con người ta Ơ ờ, hay Chẳng lẽ cháu sống cả đời một mình như vậy sao Cháu cũng không biết nữa Bà về phòng cho cháu đi ngủ Từ khi đuổi được lượm ra khỏi nhà Dung thoải mái vô cùng Cô ta càng ngày càng ăn diện Nên già hào cũng không ghét cô ta như hồi trước nữa Mà thay vào đó anh ta đã học cách chấp nhận và luôn coi cô ta giống như cánh tay đắc lực của mình dung việc lượm bị sa huy đuổi đi là do em làm phải không dung nhìn chồng với ánh mắt nghi hoặc anh đang lo cho nó sao điền tự nhiên em lại hỏi vậy thì em thấy anh quan tâm đến nó nên em hỏi thôi anh biết chuyện này có liên quan đến em đúng không nếu anh biết rồi còn hỏi em nữa làm gì em làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì anh thôi gia hào bỗng thấy người phụ nữ này không tầm thường như anh ta vẫn thường nghĩ một kế hoạch thâm độc và đáng sợ đến vậy mà cô ta cũng nghĩ ra được và thực hiện không có một sai sót gì cả em thật thông minh anh không ngờ đó giờ anh mới biết sao nói xong dùng nở một nụ cười tươi đi lại giường nằm nhoáng một cái mà lượm ở quê cũng đến ngày dự sinh đứa bé trong bụng là con trai cô tỉ mỉ ngồi xếp quần áo bỏ và vào giỏ để chuẩn bị đi bệnh viện bác mai nhìn lượm thương đứt ruột gan bác thường cháu quá lượm mà hay để bác báo tin cho thằng giao huy xem nó có đổi ý quay về đưa cháu đi đẻ không lượm cười nói không cần đâu bác anh ấy nếu cần cháu thì anh ấy đã về đây tìm cháu lâu rồi chứ không để đến bây giờ đâu tùy cháu thôi chứ đi đẻ không có chồng bên cạnh tuổi thân lắm cháu chịu được. Có phải một mình cháu đâu, còn có bác và mọi người nữa mà. Ừ, cố gắng lên. Bác Mai vừa nói, vừa lôi trong ngăn bàn ra một chiếc hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng có mặt hình trái tim. Đây là sợi dây chuyền mà bố cháu trước lúc đi nước ngoài gửi cho bác. Ông ấy sợ sẽ gặp chuyện nên dặn bác cất giữ. Bây giờ cháu đã khôn lớn và sắp làm mẹ, bác sẽ giao lại cho cháu sợi dây chuyền này là của mẹ ruột cháu để lại lúc bà ấy bỏ cháu ở bụi cây giờ cháu giữ hay không thì đó là tùy cháu nhìn sợi dây chuyền lấp lánh mà lòng lượm đau như có ai cắt ở thời điểm đó người nào có vàng đeo cũng được coi là khá xả vậy thì vì nguyên nhân gì mà mẹ cô lại vứt bỏ cô một cách không thương tiếc bà cứ đưa đây cháu giữ chỉ là một sợi dây chuyền thôi nhìn nó cháu sẽ luôn nhớ về việc mình đã được sinh ra như thế nào để mà cố gắng sống ừ cháu là một người mạnh mẽ hãy cố gắng sống tốt trong mọi hoàn cảnh nhận sợi dây chuyền từ tay của bác mai cô liền mở túi cất gọn gàng vào bên trong ngồi thêm một lúc nữa cô bắt đầu thấy đau bụng bác mai ơi cháu thấy đau bụng quá chắc cháu đau bụng đẻ rồi nhanh ra bác đưa đi bệnh viện mặc dù là mới sinh đứa đầu nhưng lượm thuộc kiểu người dễ đẻ cô đã thành công hạ sinh một bé trai kháu khỉnh đáng yêu nhìn thấy con nước mắt cô bắt đầu tuôn ra chảy đầy hai má lượm ơi cháu giỏi lắm thằng bé thật đáng yêu nó giống y hệt thằng gia huy đó lượm nghe bác mai nói cô liền huyền miệng cười trong nước mắt dạ cháu cũng thấy vậy ở bên này gia huy đang chạy xe máy ngoài đường thì tự nhiên xe tắt máy anh liền xuống xem thế nào chỗ anh dừng ngay cổng một khách sạn. Thấy một đôi nam nữ ôm ấp nhau đi lướt qua, anh cảm thấy rất quen. Lục lại trí nhớ, anh nhanh chóng chạy theo cặp tình nhân đó. Bảo, anh dừng lại cho tôi. Nghe gọi đúng tên mình, người đàn ông đó quay mặt lại. Anh gọi tôi. Lượm đâu? Lượm nào chứ? Tôi hỏi là lượm, vợ của tôi hồi trước từng có tình cảm với anh đó. Tên Bảo chợt nhớ ra, rồi giả vờ lẳng tránh, Ờ, xin lỗi anh, tôi không quen ai tên Lượm. Gia Huy điền tiết, đi lại đấm vào mặt hắn ta mấy cái. Cô nhân tình của hắn thấy tình hình căng thẳng, cũng ba chân bốn càng bò chạy. Đồ đều cáng, mày vứt Lượm ở đâu rồi? Mà đi cặp kè với người khác. Hắn ta đau quá, lồm cồm bò dậy. Gia Huy chưa hạ cơn giận, đấm tiếp mấy cái nữa. Ờ, tôi, 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 tôi xin anh, đừng có đánh tôi nữa. Tôi, tôi được người ta thuê đến để pha đám vợ chồng anh. Ừ, thật ra tôi và vợ của anh không không xảy ra chuyện gì cả. Cây thai trong bụng cô ấy cũng không phải là của tôi. Gia Huy như bừng tỉnh. Anh từ từ buông hắn ta ra, rồi ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu tỏ vẻ hối hận. Ai thuê mày đến để chia rẽ vợ chồng tao? Là cô Dung và bà Lệ Thủy đã cho tôi một số tiền lớn. Hắn ta vừa dứt lời thì cũng là lúc chung điện thoại giao liên hồi. Gia Huy thỏ tay vào túi móc điện thoại ra nghe. Alo, cháu có phải là Gia Huy không? Dạ phải ạ. À? Là bác Mai đây. Con lượm nó sinh rồi. Cháu nhanh thu xếp về quê một chuyến nhé. Gia Huy vỡ hòa hạnh phúc. Thật vậy ạ à, bác? Cháu sẽ về ngay luôn. Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Lượm đang nằm cho con bú. Thì cơn đau do vết sạch khi sinh lại bắt đầu quặn lên. Cô cố gắng nhắm nghiền mắt chịu đựng. Bỗng ngờ ngoài cửa. Một giọng nói quen thuộc được cất lên lượm ơi nhìn ra phía cửa một gia huy bằng da bằng thịt đang đứng nhìn về phía cô anh anh về đây để làm gì lượm ơi anh rất nhớ em cho anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em trong một thời gian dài như thế lượm quay vào trong lấy tay lau vội mấy giọt nước mắt đang chảy đầy hai má của mình anh về đi tôi với anh không còn gì để nói nữa chờ thằng bé cứng cáp tôi sẽ vào sài gòn ly hôn với anh anh xin lượm hãy tha thứ cho anh, anh biết mình đã sai khi đã không chịu tìm hiểu gì hết. quá muộn rồi, anh hãy về đi và tìm người con gái khác tốt hơn tôi. không, suốt cuộc đời này anh chỉ có mình em thôi. mặc cho gia huy nài nỉ cầu xin, nhưng lượng vẫn lạnh lùng quay mặt về phía trong. một ngày rồi đến hai ngày, lượng vẫn chưa thể mở lòng. cô cũng không cho gia huy đụng vào thằng bé. quá bất lực, gia huy buồn bã ngồi nét vào một góc. Bác Mai thấy vậy liền đi lại an ủi. "Cháu hãy cố gắng lên, con lượm tuy ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng rất yếu đuối, cô đơn. Xảy ra chuyện như vậy, nó phải cần có thời gian để suy nghĩ lại." Bác thấy tình cảm của hai đứa dành cho nhau thật sâu đậm, bác hy vọng hai đứa sẽ hiểu cho nhau và trở về bên nhau giống như hồi trước. "Dạ, cháu cảm ơn bác. Nhờ bác khuyên nhủ lượm dùng cháu với." "Cứ yên tâm đi nhé, bác sẽ cố gắng giúp hai đứa." Vì là đẻ thường Nên ba ngày là lượm được xa Việt. Gia Huy sông sáo về nhà xếp dọn nhà cửa Để mẹ con lượm về ở Anh đã phải thuê mọi người trang hoàng lại ngôi nhà thật hoành tráng Bước xuống xe Thấy ngôi nhà có vẻ khác lạ Lượm hơi ngạc nhiên Đi vào sâu bên trong Cả ngôi nhà tràn ngập sắc hoa Một tấm biển được trao lên với hàng chữ Chúc mừng vợ và con yêu đã trở về Gia Huy đi từ trong nhà ra Trên tay cầm một bó hoa hồng tươi đỏ thắm anh quỳ xuống trước mặt lượm Mà nói lời yêu thương. Hãy tha thứ cho anh. Hãy để anh yêu thương mẹ con em thêm một lần nữa, được không lượm? Bé con nằm ngủ ngon lành trên tay lượm. Như nghe thấy lời thủ thị của ba, nó chợt cửa quậy và khóc ẩm lên. Con dậy rồi, cho anh bế nó một xíu nha lượm. Lượm nhìn ra Huy với ánh mắt đầy sự yêu thương. Cô đưa thằng bé cho anh bế. Có hơi của ba, thằng bé lại bắt đầu im lặng và ngủ một giấc ngon lành. Bác Mai nhìn thấy cảnh này, bác mừng rơi nước mắt. Lượm, hãy tha thứ cho thằng Gia Huy đi. Con người sống trên đời, ai mà chẳng mắc sai lầm. Này cậu ấy nhận ra và về đây chuộc lại lỗi lầm của mình. Giờ cháu hãy mở lòng và cho cậu ấy một cơ hội. Lợm quay sang nói lời trách móc Gia Huy. Vì nể tình bác Mai, nên em mới tha thứ cho anh. Nếu để xảy ra chuyện này thêm một lần nữa, thì anh chuẩn bị sẵn tờ đơn ly hôn đi nhé. Sa Huy mừng rỡ nhảy chân sáo. Bác Ma nhìn thấy liền nhắc nhở, ấy, đang còn thằng bé nữa nha, bế cho khéo, không lại rơi xuống nhà đó. Sa Huy đỏ mặt, mở miệng cười ha ha. Vậy là một tháng nằm cữ của Lượng cũng qua đi. Sa Huy nói dối với cả nhà là đi du lịch nước ngoài cùng với bạn để ở lại chăm sóc cho Lượng. Hôm nay là ngày tròn một tháng của bé con anh cùng với bác Mai làm mâm cơm cúng đầy tháng cho thằng bé. Nhìn bác Mai thất bật chạy ngược chạy xuôi, Giao Huy cảm kích vô cùng. Vợ chồng cháu cảm ơn bác rất nhiều. Cháu đã đặt vé máy bay, chiều nay cả gia đình cháu bay vào Sài Gòn luôn ạ. À? Ừ, bác nhìn thấy hai đứa hạnh phúc, bác mừng lắm. Đừng làm cho con bé buồn và tổn thương nữa nhé. Dạ, cháu biết rồi. ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cả gia đình lượm bắt xe ra sân bay. Bác Mai cùng mấy người nữa. Tiến lượm đi mà nước mắt lưng chồng. Vào đến nơi, nhớ gọi điện về cho các bác nhé. Lượm xúc động, đi lại ôm từng người mà nói lời cảm ơn. Dạ, cháu vào đến nơi sẽ gọi điện về. Cảm ơn các bác trong thời gian qua, đã chăm sóc yêu thương cháu. Có gì đâu. Thôi, hai đứa đi đi kẻo muộn giờ. Dạ. Máy bay cất cánh hơn một tiếng đồng hồ là vào đến nơi. Gia Huy vẫn bí mật không cho mọi người biết đến cổng nhà anh lấy chìa khóa mở cửa rồi dẫn mẹ con lượm vào đúng lúc cả nhà đang ăn cơm tối chị giúp việc chạy vào báo dạ thưa bà nội và ông bà chủ cậu gia huy đã trở về một tháng trời không được gặp cháu trai bà an dừng đũa chạy ra ngoài ngay lập tức để gặp gia huy thấy lượm bế đứa nhỏ đứng giữa nhà bà ấy như muốn xỉu tại chỗ lượm sao sao cô lại xuất hiện ở đây Nghe tiếng bà An gọi lượm ở ngoài, vợ chồng bà Lệ Thủy cùng với vợ chồng của Sa Hào cũng không ăn nữa mà chạy nhanh ra ngoài để xem thế nào. Mọi người có mặt đông đủ, giao Huy bắt đầu lên tiếng. "Thật ra một tháng qua, cháu ở quê với lượm. Sau khi biết được sự thật, cháu đã về quê tìm cô ấy và biết được quê đã sinh. Mọi người nhìn đi, thằng bé rất giống với cháu, nên không có chuyện là con của người khác được." Bà An tò mò đi lại gần nhìn thằng bé đúng như lời Gia Huy nói, thằng bé sống y như Đúc Gia Huy hồi còn nhỏ. Chuyện, chuyện này là sao? Bà không hiểu gì hết. Tất cả chuyện này là âm mưu của cô ta, cùng với Dì Lệ Thủy bày ra, hòng để đuổi lượm ra khỏi nhà. Gia Huy vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt sung. Cô ta sợ hãi, chân đứng không vững, vội lùi về sau mấy bước. Ông dẫn Khang lên tiếng mình vực vợ mình. Còn đang nói cái gì vậy Gia Huy? tự nhiên đổ oan cho em dung và gì là sao tất nhiên con nói thì phải có chứng cứ mọi người mới tin nói xong anh lấy điện thoại gọi cho ai đó một lúc sau chuông cửa reo chị giúp việc đi ra mở cửa theo sau là bảo tôi chào cả nhà bà an ngạc nhiên hỏi cậu đến đây làm gì dạ hôm nay tôi đến đây để giải oan cho cô lượm và trả lại số tiền mà cô dung cùng với bà lệ thủy đã chuyển khoản cho tôi bà an không hiểu chuyện gì nên hỏi dồn dập cậu cậu đang nói cái chuyện nhảm nhí gì ở đây vậy anh ta vẫn dùng thái độ bình thản để kể hết tất cả mọi chuyện cho cả nhà nghe dùng tại sao cô lại nghĩ ra được cái trò đê hèn đó để hành hạ người khác chứ dùng sợ hãi quỳ xuống nhà cầu xin cháu xin bà nội hãy hiểu cho cháu vì cú sốc mất con nên cháu ôm hận lượm trong lòng ngày nào cũng nhìn thấy cô ấy cháu không chịu được nên đã hồ đồ bày ra cái trò này để hại cô ấy. Trong chuyện này mẹ chồng cháu không liên quan gì hết, lỗi là do cháu mà ra. Giờ cả nhà như một mớ bỏng bong, ra hào xấu hổ bỏ đi lên phòng. Lựa vẫn đứng đó, cô không nói gì. Dung liền bò lại, ôm lấy chân cô mà cầu xin. Xin chị hãy tha thứ cho em, vì vì không suy nghĩ nên em đã tìm mọi cách để hại chị. Này chị đã trở về, vì tình nghĩa của chúng ta hãy tha thứ cho em lần này chị nhé bà an thấy vậy cũng đi lại đứng bên cạnh lượng nói lời xin lỗi cho bà xin lỗi cháu bà từng này tuổi mà vẫn còn hồ đồ cháu trở về là một chuyện tốt bà sẽ chuyển hết số cổ phần còn lại cho thằng chắt này để chuộc lại lỗi lầm của mình không cần đâu bà nội chỉ cần bà chấp nhận mẹ con cháu và xóa bỏ mọi hiểu lầm từ trước tới nay là cháu vui và hạnh phúc lắm rồi Bà An nước mắt lưng chồng. Tất nhiên rồi. Từ nay trở về sau, cháu sẽ là đứa cháu sâu mà ta yêu thương nhất. Còn uh, chuyện cổ phần, ta đã nói là sẽ cho đứa trách của ta. Dạ, cháu cảm ơn bà nội. Vậy là mọi sóng gió đã qua đi. Vợ chồng lượm lại quay về cuộc sống hạnh phúc như xưa. Còn Dung sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, cũng đã nhận được sự tha thứ từ lượm. Nhìn vợ chồng lượm được bà An cưng chiều, trong lòng cô ta tức tối khó chịu. Cái con lượm sao nó tốt số thật, tưởng đuổi được nó rồi, ai sẽ lại quay về đây làm vỡ mọi kế hoạch của chúng ta." Gia Hào gằn giọng lên. "Tôi thấy cô chẳng làm nên được trò trống gì. Ai bảo kế hoạch của cô lộ liễu quá, nên thằng Gia Huy nó mới bắt thóp. Giờ không chỉ mình cô mà tôi cũng bị bà nội ngó lơ luôn." "Anh nói vậy mà nghe được sao? Tôi làm mọi chuyện cũng vì anh hết. Bây giờ anh quay qua trách tôi là sao?" vì tôi hay là vì cô nói xong gia hào mở cửa bước ra ngoài để lại mình dung ngồi nhăn nhó trong phòng vốn là một người hiếu thắng suốt ngày ghen ăn thức ở với người khác dung không bao giờ chịu để yên cho lượm sống hạnh phúc cô ta trợn mắt xích lên từng hồi độc ác lượm tao sẽ không để cho mày được toại nguyện đâu tất cả những thứ này là của tao hết Bắn đi một thời gian dung ngỏ ý với bà nội và vợ chồng ông doãn khang cho vợ chồng cô ta đi ra ngoài ở riêng lúc đầu cả nhà không ai đồng ý nhưng cô ta viện lý do là trong thời gian qua thấy có lỗi với vợ chồng lượm nên dọn ra ngoài ở cho đỡ xấu hổ lượm nghe tin cô cũng hơi buồn bởi vì chị em sống với nhau từ nhỏ nên lại phải nhìn mặt nhau để sống thế này thật sự không thoải mái tí nào nghe tiếng gõ cửa lượm đặt bé con xuống giường chạy ra mở cửa chị dung khuôn mặt sung buồn bã nhìn lượm ngày mai chị dọn đi rồi chị muốn sang nói lời tạm biệt với em và cu chị quyết định ra ngoài ở riêng sao ừ trải qua bao nhiêu chuyện chị nghĩ mình phải có thời gian để suy nghĩ lại chị thật sự có lỗi với em nhiều nể tình bố mẹ chị ở dưới suối vàng xin em hãy tha thứ cho chị nhé lượm cảm động cầm tay sung em quay trở về đây có nghĩa là em đã tha thứ hết cho chị Chị phải sống thật hạnh phúc Để cho bố mẹ chị ở dưới suối vàng được yên lòng Những giọt nước mắt Bắt đầu xuất hiện trên má của Dung Cô ta khóc hòa lên như một đứa trẻ Lậm nhìn thấy cảnh này Cô cũng có chút động lòng Thôi chị đừng khóc nữa Chị khổ quá lượm ơi Bác sĩ bảo chị bị vô sinh Nếu như gia bảo cùng với mọi người biết được chuyện này Chắc chị không thể ở yên trong căn nhà này được Lậm hiểu được cảm giác mà Dung đang phải chịu đựng bởi vì cô đã từng trải qua cảnh này thật sự em không biết phải nói gì với chị ngay lúc này giờ chỉ biết động viên cho chị cố gắng lên thôi chị rất muốn có một đứa con nhìn cu bin mà chị thầm ước trong lòng em hãy cho chị làm mẹ nuôi của thằng bé được không lậm suy nghĩ một lát rồi cũng trả lời um, để em hỏi lại anh Gia Huy đã nhé ừ Gia Huy cũng là người tốt nên nghe lượm nói vậy anh cũng sẵn sàng đồng ý ngay Vậy là từ lần đó trở đi, Dung trở thành mẹ nuôi của thằng bé. Bao nhiêu tình thương cô đều dành cho thằng bé hết. Nhiều khi lượm ngại nên nói ý để cho Dung hiểu. Chị không cần phải mua nhiều đồ cho thằng bé thế đâu. Nó đang còn nhỏ nên không cần nhiều thứ như vậy. Biết là thế, nhưng mỗi lần đi đâu thấy món nào đẹp là lại muốn dinh về để cho cục cưng. Chị chiều nó quá, mai mốt nó lại hư hỏng thì sao? Dung vừa cười, vừa nựng vào má cu bin rồi nói. Mẹ Lượm nói sao ý nhỉ? Hư là hư thế nào được? Cô Bin là đứa trẻ ngoan nhất nhà. Nhìn Dung thay đổi từng ngày, Lượm cũng cảm thấy vui và hạnh phúc. Trong thời gian qua, con Dung chạy ngược chạy xuôi phụ cô chăm sóc thằng bé nên Lượm cũng đỡ mệt hơn. Em cảm ơn chị vì đã yêu thương thằng bé. Lại khách sáo nữa rồi. Bây giờ thằng bé cũng giống như con của chị, yêu thương nó là điều đương nhiên mà. Thời gian trôi nhanh không chờ đợi ai. Mới ngày nào đó mà bây giờ cô Bin đã tròn một tuổi. Hôm nay là ngày thôi nôi của thằng bé. Tất cả mọi người trong nhà, ai cũng tất ba tất bật để chuẩn bị. Vợ chồng Dung cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị bữa tiệc cho cậu quý tử. Vì là gia đình giàu có nên lượng khách mời cũng rất đông. Đúng 11 giờ trưa, bàn tiệc đã chuẩn bị đầy đủ, khách cũng đã đến gần hết. Lượng cùng với Sao Huy xuống nhà tiếp khách. Còn thằng bé Cô để ở trên phòng cho chị giúp việc coi giữ. Chị ơi, chị trong thằng bé cẩn thận. Khi nào khách đến đông đủ, tôi sẽ lên bế thằng bé xuống. Dạ thưa mợ. Được cái trộm vía thằng bé rất ngoan. Nó ở với ai cũng được, chẳng bao giờ quấy khóc. Lậm đi lại chỗ thằng bé rồi nực yêu vào má nó. Cú Bin ở đây ngoan, lát mẹ lên bế Cú Bin xuống nhé. Thằng bé nguyền miệng cười nhìn rất đáng yêu. Lậm dặn lại chị giúp việc một lần nữa rồi cũng mở cửa đi xuống dưới ở ngoài bà an chỉ lên tấm hình chụp thằng bé ở cổng rồi khoe với mấy bà bạn các bà thấy thằng chó con của tôi có ghét không tí nữa tôi lên bế nó xuống cho các bà ngắm nhé ừ nhìn cái mặt thấy yêu quá trời mọi người đến đông đủ ai cũng hào hức để gặp nhân vật chính của bữa tiệc gia huy quay sang nói với lượng em lên bế con xuống mọi người đến đông đủ rồi đó dạ Lượm vừa bước chân đi Thì bỗng nhiên nghe một tiếng nổ rầm Có tiếng ai đó la lớn lên Cháy, cháy, mọi người ơi Từ trong nhà khói bay ra nghi ngút Mọi người hoàng hồn chạy toán loạn Còn Lượm và Giao Huy theo phản xạ Chạy thục mạng lên lầu tìm con Lên đến nơi Cả lầu hai sặc mùi xăng Hình như có ai đó cố tình đổi xăng để thiêu rụi ngôi nhà Làm ơn, cứu con trai tôi với Lượm vừa la vừa hét Cô định bơi vào biển lửa tìm con, nhưng Gia Huy đã kịp ngăn cô lại. Vì căn nhà có nhiều vật dụng bằng gỗ dễ cháy, nên ngọn lửa lan ra rất nhanh. Mọi người ra sức dập lửa, nhưng không có kết quả mấy. Bà An cùng với vợ chồng ông Doãn Khang, sợ hãi la lớn lên. Trời đất ơi, mọi người cứu thằng cháu của tôi với! Lượm chết lặng cùng với Gia Huy, đứng nhìn ngọn lửa cháy bùng. Cô đau lòng la hét đến khẳng cả cổ. Con ơi là con ơi, làm ơn cứu con trai tôi với một lúc sau xe cứu hỏa đến tất cả mọi người được đưa ra ngoài để đảm bảo an toàn nhìn ngôi nhà cháy rụi ruột gan lượm như có ai móc hết cả da cô ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở giao huy cũng nóng ruột không kém anh cô giữ bình tĩnh để giữ lượm không cho cô nhảy vào cứu con còn dung cô cũng đau lòng không kém lượm cô ta gào khóc la hét khiến cho mọi người ở đó ai cũng đau lòng thay Ngọn lửa được dập tắt, Gia Huy buông lượm ra, đi lên lầu kiếm thằng bé. Giờ đây mọi thứ đã thành tro bụi, vì ngọn lửa quá mạnh, không để lại một thứ gì ở trong phòng, kể cả thằng bé và người giúp việc. Bỗng Gia Huy thấy tim mình nghẹn lại, anh hòa khóc lên như một đứa trẻ. Con ơi, con ở đâu rồi? Nghe tiếng Gia Huy gào khóc, Lượm không chịu nổi, cô liền ngất xỉu tại chỗ. Sự việc xảy ra nhanh như một cơn gió khiến cho tất cả mọi người trong nhà trở tay không kịp công an đến và đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy mọi người trong nhà hầu như thoát nạn nhờ lúc đó đang tập trung ở dưới sân chỉ có duy nhất con trai lượm và chị giúp việc đã bị ngọn lửa thiêu rụi. trời ơi sao ông trời lại độc ác cướp đi tính mạng của con trai tôi như vậy nỗi đau mất con khiến cho tinh thần lượm hoảng loạn có lúc nửa đêm đang ngủ cô ngồi bật dậy tìm con khắp nơi Thấy vợ như vậy, Gia Huy đau thắt ruột gan. Lượm ơi, anh xin em đừng như vậy. Con của chúng ta đã đến một nơi rất xa và tươi đẹp hơn. Hãy chấp nhận sự thật đau lòng này nhé Lượm. Không, không. Thằng bé vẫn còn sống. Thằng bé nhất định vẫn còn sống. Lúc nãy em mới thấy nó cười và đòi em bế. Ôm trọn Lượm vào lòng, Gia Huy nói trong nước mắt. Vợ ơi, anh thương em lắm. Em mà cứ như vậy anh không thể nào chịu được. Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ sinh đứa khác nhé. Tìm em đau lắm anh ơi, thằng bé nó đang còn nhỏ, nó chưa biết gì, có sao ông trời lại cướp nó từ tay của chúng ta chứ? Anh cũng thương con không khác gì em, nhưng chúng ta đừng đau buồn quá mà thằng bé không siêu thoát được. Giờ lên giường nằm nghỉ ngơi một tí nha em. Nghe lời Gia Huy, lượm leo lên giường, nằm co so vào một góc cô khóc lên từng hồi nước nở sau vụ cháy cả nhà không ai thiết tha gì ăn uống hình ảnh thằng bé đáng yêu lúc nào cũng hiện hữu trong ngôi nhà mỗi lần nhìn tấm hình của cô bin bà an lại thốt lên những lời đau đớn thằng chó con của ta sao cháu lại rời xa gia đình này khi mới chập chững biết đi chưa ông doãn khang đi lại an ủi mẹ mình hãy để cho thằng bé được yên nghỉ đi mẹ chúng ta cứ như thế này vợ chồng thằng gia huy sẽ gục ngã mất chúng ta phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa tinh thần cho hai đứa nó thời gian trôi nhanh sẽ làm dịu đi những nỗi đau mất mát lượm được sự động viên của cả nhà cô đã mở lòng và dần chấp nhận nỗi đau nghiệt ngã này linh cảm của một người mẹ mách bảo cho cô biết rằng cô bin vẫn còn sống và đang ở một nơi rất xa nhiều người không hiểu họ bảo cô tinh thần không được ổn định nên sinh ra những hoang tưởng trong đầu. Nhưng lượm mặc kệ, một mình cô đi khắp ngõ ngách của Sài Gòn để tìm con trai. Gia Huy lo lắng, anh lúc nào cũng phải ở bên cạnh để canh chừng lượm, sợ cô đau buồn quá rồi nghĩ quẩn. Ở một nơi rất xa. Cô hãy thả tôi ra đi, tôi không thể làm cái chuyện ác nhân thất đức thế này được. Bốp, một cái tát đau đớn vào má của chị ta đôi mắt của dung đổi màu khi nghe người phụ nữ đó hét vào mặt mình chị nghe lời tôi thì sống còn không thì chị biết hậu quả rồi đó người phụ nữ đó bị đe dọa mà chị ta tái xanh đứng nép vào một góc xin cô hãy đóng tiền cho con trai tôi điều trị ung thư nhé tất nhiên rồi tiền đối với tôi không quan trọng nhưng chị mà không giữ lời thì ngay cả tính mạng của chị tôi cũng không đảm bảo được dạ tôi xin nghe lời cô tốt lắm có cần gì báo một lần để tôi cho người mua đến dạ tôi cần mấy lon sữa bột cho thằng bé uống ok ngày hôm nay sẽ có người đưa đến chỉ nhớ chăm sóc nó cẩn thận dạ thưa cô dung quay mặt bước đi mà trong lòng tràn đầy sự mãn nguyện mấy ngày rồi cô ta chưa ghé nhà của bà an rẽ vào cửa hàng trái cây dung mua một ít trái rồi chạy thẳng đến căn biệt thự của nhà chồng bà an ngồi ở phòng khách Thấy Dung bà vui vẻ chào đón Dung Cháu mau vào đây Mấy ngày không thấy cháu ghé nhà thăm mọi người Dạ cháu xin lỗi bà nội Công việc nhiều quá Nên cháu phải giúp anh Gia Hào giải quyết Bà An mãn nguyện nhìn Dung Bà cảm ơn hai đứa nhiều Trong thời gian khó khăn nhất May còn có hai đứa Vững vàng điều hành công ty Và lo cho tất cả mọi người Dạ Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của bọn cháu Dạo này vợ chồng anh Gia Huy đã ổn hơn rồi chứ nội? Cũng chưa được ổn lắm, con lượm suốt ngày đau buồn, cứ bảo thằng bé chưa mất rồi chạy đi tìm khắp nơi. Còn thằng Gia Huy lúc nào cũng phải ở bên cạnh vợ 24 trên 24 nên không có thời gian làm việc khác. Bà bàn với ba thằng Gia Hào là sẽ giao lại tất cả các cơ sở may ở tất cả các nơi cho vợ chồng cháu tạm thời quản lý. Chứ cứ tình trạng thế này, bà sợ doanh thu của công ty sẽ đi xuống mất. Dạ, bà nghĩ vậy cũng đúng. Nhưng cháu sợ vợ chồng anh Gia Huy sẽ nghĩ khác về vợ chồng cháu. Không sao, để bà nói cho. Dạ, cháu cảm ơn bà. À, bọn cháu cố gắng làm việc cũng vì mọi người trong nhà này thôi. Ừ, bà biết mà. Thôi, bà ngồi chơi, cháu lên lầu thăm chị Lượm một chút. Ừ, đi đi cháu. Lên đến phòng, thấy Lượm nằm ở giường, Dung đi lại hỏi Han. Lượm ơi! Em không khỏe sao? Chị dùng đến lúc nào vậy? Chị vừa mới đến. Mấy ngày nay chị bận nên không đến thăm em được. Em đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa. Nhìn em chị đau lòng lắm. Lượm lại bắt đầu khóc. Những tháng ngày qua có ai hỏi đến là cô không chịu được, liền bật khóc tức nở, nhìn rất đáng thương. Em nhớ cô Bin lắm chị à. Chị cũng vậy. Nhưng người mất thì đã mất, còn người sống ở lại cũng phải sống tiếp em cứ như thế này anh Gia Huy và mọi người trong nhà sẽ buồn đó lợm nhìn Dung tỏ lòng biết ơn em cảm ơn chị đã không bỏ rơi em trong lúc khó khăn nhất chị em với nhau sao em lại nói vậy có thể trước đây chị không tốt luôn ganh tị với em nhưng giờ chị đã hiểu không có gì ngoài tình cảm chị em mình dành cho nhau Dung vừa nói vừa lấy tay gọt hoa quả cho lượm em ăn miếng cho lại sức dạ chị cứ để đó Lát em ăn sau Ngồi được một lúc Dung cũng viện cớ đi xa Đến phòng của mẹ chồng Cô ta giơ tay gõ cửa Bà Lệ Thủy nghe tiếng con dâu Thì liền chạy ra mở cửa cho cô ta vào Còn đến lúc nào vậy Dạ con cũng đến được một lúc rồi Thế tình hình sao rồi con Mấy bữa nay công an đến nhà điều tra về vụ cháy Ghê lắm Kệ họ đi mẹ Tất cả mọi thứ đều cháy thành than Thì có thánh cũng không điều tra ra Biết là vậy, nhưng công an họ giỏi lắm. Chỉ cần sơ hở một tí là họ điều tra ra liền. Chờ tình hình lắng xuống một chút, chúng ta bám nó đi cho giành nợ. Giờ mọi quyền hành của công ty, anh Gia Hào đã nắm hết. Mẹ làm sao thì làm, đừng có để bà già đó nắm được bí mật là mọi thứ đều tiêu tan hết. Còn không phải nhắc, mẹ đã cho người trừ khử ba ruột của thằng Gia Hào để tránh hiểm họa về sau. Dung nhìn bà mẹ chồng với ánh mắt khác lạ. Đúng là hai người cùng chung chi hướng, nên tâm địa rất độc ác. Mẹ thật tuyệt vời. Muốn làm việc lớn, bắt buộc chúng ta phải tàn nhẫn với người khác một chút. Hai người nhìn nhau, rồi nở một nụ cười độc ác. Còn về phần lượng, mấy ngày sau cô đã khỏe lại, liền lôi đồ trong túi ra dọn dẹp cho đỡ buồn. Nhìn thấy cái hộp đựng sợi dây chuyền mà bác Mai đưa cho, lượm không suy nghĩ gì rồi lấy đeo vào cổ. Cô tính đeo một lúc cởi ra, nhưng nghe tiếng bà nội gọi cửa nên cô quên mất. Xuống đến nhà thấy mọi người có mặt đông đủ. Một bàn tiệc được chuẩn bị sẵn, kèm một chiếc bánh kem đều trên bàn. Hôm nay là sinh nhật lượm. Gia Huy cùng mọi người cố ý tổ chức sinh nhật cho cô. Một bài hát sinh nhật được cất lên. Gia Huy đi lại, nắm tay cô xuống. Cả nhà chúc mừng sinh nhật em. Em hãy cố gắng sống tốt. Đừng làm cho mọi người lo lắng nhé. Đáp lại tấm chân tình của mọi người dành cho mình. Lượm nở một nụ cười tươi, rồi nói lời cảm ơn đến lúc thổi nến cô cúi người xuống sợi dây chuyền ở cổ vì thế cũng lòi ra vì đứng gần với lượng bà lệ thủy đã vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền ấy bỗng khuôn mặt bà ta thay đổi những sợi lông mày dựng đứng lên cơm miệng bắt đầu co rúm lại bà ta cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu ra giữa nhà ai nhìn thấy cảnh này cũng bàng hoàng lo sợ một lúc sau bà ta được đưa lên phòng và dần dần tỉnh lại mẹ bị sao mà ngất xỉu vậy nghe tiếng ra hào hỏi bà ta lắp bắp trong miệng mẹ mẹ bị tuột huyết áp cái bệnh này nó cứ dai dẳng khiến cho mẹ khổ sở để ngày mai con đưa mẹ đi bệnh viện khám xem sao bà lệ thủy xua tay từ chối ờ không cần đâu mẹ lấy thuốc uống là được hai đứa xuống nhà coi dọn dẹp giúp mẹ không bà nội la qua ngày hôm sau sức khỏe ổn định bà ta mò sang phòng lượm để nói chuyện Lượm này, bữa hôm dì thấy con đeo cái sợi dây chuyền nhìn đẹp quá. Dì tính đặt cho cái sung một cái để làm quà sinh nhật mà chưa biết chọn mẫu nào. Hay con cho dì coi thử xem sao? Sợi dây chuyền này nó lâu rồi, nên lỗi mốt rồi dì ạ. Con thấy giờ ngoài tiệm vàng toàn mẫu đẹp, dì ra đó bảo họ làm cho. Bà Lệ Thủy hơi ngại, nhưng vẫn năn nỉ. Dì biết là thế, nhưng những cái gì thuộc về ngày xưa thì vẫn độc và lạ hơn. Thấy bà ta có vẻ quan tâm đến sợi dây ấy Lượm đi lại hậu tủ Lấy ra cho bà ta xem Dạ dì coi đi ạ à. Cảm ơn con Đỡ sợi dây trên tay của Lượm Bà ta như muốn ngất xỉu thêm một lần nữa Bà ta cứ đứng đơ người ra nhìn Lượm Dì có sao không Nghe Lượm hỏi Bà Lệ Thủy vừa quay về thực tại à, Dì chỉ hơi mệt chút thôi Còn cất sợi dây dùng cho dì Dì về phòng nghỉ ngơi một chút Lượm ngạc nhiên với thái độ của bà ta Thường ngày gặp cô Còn mắt của bà ta liếc ngang liếc dọc Nói lời khó nghe Vậy mà bây giờ lại ăn nói nhỏ nhẹ Dễ chịu hẳn luôn Về đến phòng Bà ta lấy máy gọi cho Dung Con có ở nhà không Mẹ sang nhà con hỏi một chút chuyện Ở đầu dây bên kia Dung trả lời lại Dạ có Mẹ muốn hỏi chuyện gì Để con lái xe sang cho tiện Không cần Để mẹ sang nhà con cũng được Dạ mẹ Vừa đến nơi Là bà Lệ Thủy mở miệng hỏi con dâu dồn dập Còn lượng hồi trước đi ở cho nhà con phải không Dạ đúng Ba mẹ nó mất hết Nên mẹ của con đưa nó về nuôi Vậy mẹ cứ tưởng nó mổ cô chứ Con nghe mọi người kể Nó ngày xưa là người ở xã khác Bị mẹ đẻ xong vứt ở bụi cây Dân trong làng nhặt được Và cho cậu mợ trong họ của con nuôi Mà rồi nó suy xẻo lắm Có nó là cậu mợ con lần lượt ra đi khi tuổi đời còn trẻ đó mẹ dung dùng thái độ bình thản để nói chuyện cô ta kể xong liền hướng con mắt về phía mẹ chồng ơ mẹ bảo rằng có chuyện muốn hỏi con sao tự nhiên lại đi hỏi về quá khứ của con lượm bà lệ thủy bối rối mặt đỏ bừng lên à mẹ mẹ tự nhiên nhớ ra nên hỏi thăm vậy thôi mà con giấu thằng bé ở chỗ nào mẹ đến đó gặp nó một xíu dung thấy mẹ chồng có vẻ lạ lùng nên nhau mắt hỏi. Tự nhiên hôm nay thấy mẹ quan tâm đến vấn đề này, con thấy hơi lạ đó nha. Có gì đâu mà lạ, mẹ cũng tham gia trong chuyện này, nên mẹ phải biết chứ. Mặc dù nghi ngờ, nhưng Dung vẫn đọc địa chỉ cho bà ấy. Có địa chỉ trong tay, bà Lệ Thủy vẫn bắt taxi đến đó. Thấy bà Lệ Thủy, người phụ nữ từ trong nhà bước ra. Bà, bà chủ, bà đến đây làm gì? Chị Hạnh, Thằng bé đâu rồi Nó đang ngủ Mấy đêm nay cứ khóc suốt Không chịu ăn uống gì cả Chắc nó nhớ ba nhớ mẹ Tôi nhìn mà xót hết ruột gan Tôi cầu xin bà chủ hãy rủ lòng thương Đưa thằng bé về với ba mẹ đẻ của nó Bà Lệ Thủy im lặng không nói gì Lặng lẽ bước vào bên trong Thằng bé với khuôn mặt đáng yêu Đang ngủ ngon lành trên giường Bất chợt bà ta trào lên một cảm giác đau nhói Cúi người xuống Hôn vào má thằng bé Tự nhiên nước mắt bà ta tuôn ra Vì có người đụng vào Nên thằng bé giật mình tỉnh giấc Rồi khóc hòa lên Bà Lệ Thủy miệng vừa nói Vừa giơ tay ra bế Cháu yêu của bà ngoan nhé Đừng khóc nữa, bà thương Chị Hạnh đứng bên cạnh ngạc nhiên Khi thấy bà ta đối xử tốt với thằng bé Từ khi thằng bé sinh ra đến bây giờ Đây có lẽ là lần đầu tiên Bà ta đưa tay bế lấy thằng bé Ngừng một lúc tiếng bà Lệ Thủy lại vang lên. Chị Hạnh, bây giờ chị hãy bế thằng bé, đi về trả cho mẹ nó. Chị đừng nói gì cả, cứ trả xong rồi tìm cách thoát ra khỏi đó. Tôi sẽ cho chị một số tiền lớn để đi nơi khác mà làm ăn. Bà chủ, ờ, sao tự nhiên bà lại tốt bụng với thằng bé như vậy? Chị đừng có hỏi nhiều, tôi có lý do riêng. Dạ, tôi biết rồi bà chủ. Chị Hạnh mừng quá, đi vào bên trong dọn đồ Bà Lệ Thủy cũng quay bước trở ra để nhìn xung quanh xem có ai theo dõi không. Bỗng từ đằng sau có ai đó lấy một thanh gỗ đập vào đầu. Bà ta đau quá ngất xỉu tại chỗ. Ở bên trong, chị Hạnh một tay sách đồ, một tay bế thẳng bé để mở cửa đi ra. Thì cánh cửa đã bị đóng chặt kín. Hình như có ai đó đã khóa ở ngoài. Quá hoảng loạn, chị Hạnh hét ầm lên. Bà chủ ơi, bà đâu rồi? Tại sao bà lại lừa tôi chứ? Bà mau mở cửa cho chúng tôi ra ngoài mặc cho chị ta kêu gào đến khản cả cổ, nhưng cánh cửa vẫn không được mở ra. Quá bất lực, chị đặt thằng bé xuống rồi ngồi bệt xuống đất. Cũng trong ngày hôm đó, có một người phụ nữ và hai gã đàn ông ăn mặc kín mít, che hết cả mặt mũi, đi một chiếc xe bán tải, nhanh chóng vứt một bao tải màu đen xuống một vách núi cách thành phố rất xa. Quay trở lại với cuộc sống nhộn nhịp của Sài Gòn. Lượm con có thấy gì lệ thủy ở đâu không dạ con không thấy Con mới đi công chuyện về nên không biết bà thử hỏi mấy chị giúp việc xem sao ạ à? vừa đúng lúc đó có một chị giúp việc đi vào bà chủ hồi sáng thấy sách túi đi đâu rồi ông chủ ạ à? bà ấy đi từ hồi sáng sao giờ đã 5 giờ chiều mà vẫn chưa thấy về nhỉ điện thoại thì gọi thuê bao bà ba ấy xưa nay chưa bao giờ mà bất cần như vậy ba đừng lo lắng quá chắc là điện thoại của dì ấy hết pin ạ à? ừ, ba cũng hy vọng là thế. nhưng chờ mãi đến tối mà bóng dáng bà lệ thủy vẫn chưa thấy về, ai cũng sốt ruột lo lắng. ông dẫn khang bấm số gọi sang cho vợ chồng gia hào. gia hào à con, con hỏi vợ con xem ngày hôm nay mẹ con có ghé bên đó không? có chuyện gì vậy ba? mẹ con đi đâu từ sáng tới giờ mà chưa thấy về, cả nhà đang lo quá trời. gia hào lo lắng quay sang hỏi vợ mình, hôm nay em ở nhà, mẹ có ghé nhà mình chơi không? Dung bình thản đáp lời lại. Dạ không, em ở nhà cả ngày chẳng thấy mẹ đâu cả. Có chuyện gì không anh? Nghe bà nói, mẹ đi từ sáng tới giờ chưa thấy về. Dung hốt hoảng. Trời đất, sao ba giờ mới nói? Chúng ta nhanh đi sang xem tình hình thế nào. Gia dạ Hào vội đưa điện thoại lên nói với ông Doãn Khang. Vợ con nói không thấy mẹ ghé nhà, để bọn con sang xem thế nào. Ừ, hai đứa nhanh lên nhé. Dạ, con biết rồi ba. Cả nhà bây giờ loạn hết cả lên, Đúng 12 giờ khuya mà bà Lệ Thủy cũng không thấy đâu. Tất cả số điện thoại của người quen, ông Doãn Khang đều gọi đến hỏi, nhưng ai cũng trả lời là không thấy bà ấy ghé chơi. Giờ chúng ta chỉ còn cách đi báo công an. Giờ khuya rồi, công an họ không làm việc nữa. Chờ đến sáng mai, chúng ta lên trình báo xem sao. Ở một góc, bà An thở dài ngao ngán. Ngôi nhà này giống như có ma. Chuyện này chưa xong, lại bắt đầu chuyện khác ập đến. Chắc ngày mai mẹ phải đi coi thầy xem sao. Chứ cứ tình hình thế này, cả nhà mình rồi ai cũng đến lượt. Lượm bỗng thấy dùng mình sợ hãi. Tự nhiên cô lại nghĩ đến bản thân mình. Có khi nào do số cô xui xẻo nên mới xảy ra chuyện. Giống như hồi nhỏ, đi đâu ai cũng bảo cô chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho ba mẹ mình. Cô quay sang nói với bà nội. Ngày mai bà đi, bà cho cháu đi theo với ạ. Gia Huy nhăn mặt ngăn cản. Thôi, đi làm gì cho tốn công tốn của người ta nói xem bói xa ma quét nhà ra rác em không thấy sao nhưng mà bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra em lo lắm dùng nhanh nhỏ nói xen vào giờ chúng ta bỏ qua chuyện bói toán sang một bên điều cần nhất bây giờ là phải tìm được mẹ về trước đã dùng nói đúng đấy phải tìm được bà ấy về rồi mọi chuyện tính sau sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đi lên đồn công an sớm để trình báo sự việc Mặc dù bên phía công an đã rất cố gắng Nhưng không có một chút manh mối nào của bà ấy cả Hai năm sau Với sự nỗ lực tìm kiếm rất lớn Từ phía đồn công an và gia đình Nhưng kết quả đem lại không có gì là khả quan Hai năm là thời gian rất dài Để cho công an thông báo rằng Bà Lệ Thủy đã hoàn toàn mất tích Sự việc diễn ra khiến cho cả nhà bây giờ Ai cũng sống trong lo sợ Không biết vì sao bà ấy lại mất tích một cách bí ẩn như vậy nhưng thời gian trôi nhanh sẽ xóa nhòa tất cả Việc bà Lệ Thủy mất tích bây giờ chỉ còn trong dĩ vãng Ai cũng phải quay trở về với cuộc sống thường ngày Duy chỉ có lượng cô vẫn ngày đêm mong nhớ con trai của mình Nhiều khi ngồi một mình, cô có một linh cảm chẳng lành Là cái chết của cô Bin và việc mất tích của bà Lệ Thủy có liên quan đến nhau Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ lượm chẳng dám nói với ai về điều này Tại một vùng núi xa xôi, bên trong một ngôi nhà được dựng tạm ở sườn núi. Có hai ông bà già và một người phụ nữ chạc tuổi 50. Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng đó là một gia đình ba người ruột thịt với nhau. Nhưng không phải. Người phụ nữ đó được hai ông bà già cứu khi họ đi lên rừng tìm cây về làm thuốc. Mặc dù được hai ông bà cứu sống, nhưng bà ta lại vô tình mất trí nhớ, không biết mình là ai và nhà cửa ở nơi đâu. Trợt một đêm mưa to gió lớn, người phụ nữ đó bị đau đầu dữ dội Bà ta la hét cho muốn banh nóc nhà lên. Trời ơi, tôi đau quá, làm ơn cứu tôi với. Hai ông bà già sợ hãi nhìn nhau. Bà nhanh vào lấy thuốc cho cô ta uống đi. Chắc là động trời nên đầu mới đau như vậy. Ừ, tôi đi ngay đây. Có thuốc vào, tự nhiên cơn đau giảm hẳn. Người phụ nữ ấy sần chìm vào giấc ngủ. Sáng mai thức dậy, tự nhiên ở trong nhà tiếng la hét lại vang lên, khiến cho đôi vợ chồng già hốt hoảng vứt bỏ mọi thứ chạy vào. Các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Cô nhớ ra mình là ai rồi sao? Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Cô bị ai đó đem vứt ở vách núi bên kia. Chúng tôi đi hai thuốc vô tình tìm thấy và đưa cô về đây chữa trị. Vậy tôi ở đây bao lâu rồi? Đúng hai năm bảy ngày. Người phụ nữ đó ôm đầu ngạc nhiên. Trời đất, lâu như vậy rồi sao? Người phụ nữ đó không ai khác, chính là bà Lệ Thủy. Bà ta liền nhớ lại tất cả sự việc. Ngày hôm đó, bà bị đánh ở đầu nhưng vẫn chưa chết. Đến khi nằm gọn trong bao tải, lúc đó bà ta tỉnh lại và nghe rõ cuộc nói chuyện của những kẻ đang độc ác, muốn hại chết mình. Đến khi bà bị ném xuống vách núi và bất tỉnh dẫn đến mất trí nhớ cho đến tận bây giờ luôn. Cảm động với tấm lòng bồ tát của hai ông bà già, bà Lệ Thủy liền quỳ xuống, nói lời cảm ơn Tôi cảm ơn ông bà rất nhiều. Nếu không có ông bà, có lẽ giờ đây tôi đã không còn sống nữa. Cô không cần phải cảm ơn chúng tôi. Do số cô phúc lớn mạng lớn, nên mới được ơn trên phù hộ và may mắn sống sót. Dạ, tôi biết điều đó. Nhưng một phần là nhờ vào sự lương thiện và tài giỏi của ông bà. Giờ tôi phải về Sài Gòn gấp để làm rõ một số chuyện. Có gì tôi sẽ quay lại hậu tạ ông bà sau. Trải qua bao nhiêu chuyện Bà Lệ Thủy bây giờ giống như trở thành một người khác. Nhờ sự chỉ đường của hai ông bà già mà bà ta nhanh chóng đi ra được đường lớn. May mắn hôm nay có xe chạy về hướng Sài Gòn nên bà ấy dễ dàng xin được quá sang. Đến chiều lượm đang quét sân, bỗng ở ngoài cổng, tiếng chuông cửa reo lên liên tục. Cô thả trồi chạy nhanh ra mở cửa. Đập vào mắt lượm là bà Lệ Thủy bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Dì, dì là người hay là ma vậy? Vừa nói, lượng vừa lùi vào trong mấy bước. Lượm, con mở cửa cho dì vào với. Dì là người, dì đã trở về. Lượm vẫn không tin, cô đi lại lấy tay chạm nhẹ vào người bà ấy, rồi thở phào nhẹ nhõm. Ôi trời, dì đi đâu mất tích hai năm qua vậy? Chuyện dài lắm, vào nhà rồi dì sẽ kể cho mọi người cùng nghe. Vào đến nhà, bà An như muốn té xỉu khi nhìn thấy con dâu đã trở về cô cô có phải là lệ thủy không dạ thưa mẹ con là con dâu của mẹ đây bà an như muốn khóc mặc dù không ưa gì con dâu nhưng thấy bà ta bình an trở về tự nhiên bà an thấy nhẹ hẳn người ra tốt quá rồi để tôi đi vào gọi báo tin cho mọi người khoan mẹ đừng nói là con đã trở về nhé cứ nói nhà có việc nên về giải quyết bà an hơi khó hiểu tại sao lại phải giấu chứ Dạ, con còn có vài chuyện muốn làm rõ. Con mong mẹ hãy hiểu cho con. Được rồi. Từng thành viên trong gia đình lần lượt được bà An gọi về. Duy chỉ có Dung, cô ta đang bận đi làm đẹp nên chưa thể nghe máy được. Đến khi xong việc, cầm máy lên thấy quá trời cuộc gọi nhỡ, cô ta mới hoảng hồn gọi lại. Alo, bà nội ạ. À? Lúc nãy cháu đang bận nên không nghe máy được. Bà gọi cháu có việc gì không ạ? À? Đầu dây bên kia giọng bà An vang lên cháu nhanh về nhà gấp nhà đang có chuyện chuyện gì với bà nội bà làm cháu lo quá chuyện gì thì về nhà sẽ rõ dung vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cô ta tặc lưỡi chửi thầm trong bụng cái bà già tự nhiên lại nổi cơn điên giờ này gọi mình về làm gì không biết cánh cửa mở ra dung lái xe đi vào bên trong thấy mọi người ngồi đông đủ ở phòng khách dung ngạc nhiên hỏi có chuyện gì mà thấy mọi người căng thẳng như vậy Gia Hào nhìn vợ, anh ta cũng lắc đầu. Anh cũng vừa mới đến, không biết chuyện gì đang xảy ra. Gia Hào chưa nói dứt câu, thì ở trên cầu thang, bóng dáng bà Lệ Thủy đang đi xuống. Mọi người có mặt ở đó, ai nấy đều mở to mắt ra nhìn. Nhất là Dung, khuôn mặt cô ta tai mét, hay hàm răng đánh mạnh vào nhau. Suýt chút nữa cô ta rơi vào trạng thái mất ý thức. Mẹ, mẹ, mẹ là người hay là ma vậy? Bà Lệ Thủy cười nhẹ. Mẹ vừa là người, vừa là ma đấy con câu nói đầy ý châm chọc của bà lệ thủy khiến cho dung cứng họng cô ta cố gắng lấy lại bình tĩnh giả vờ khóc lóc mẹ ơi mẹ đi đâu hai năm trời như vậy mẹ có biết bọn con thương và nhớ mẹ lắm không ông doãn khang đứng dậy hỏi vợ mình trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì với bà vậy bà lệ thủy nhìn chồng nước mắt lưng chồng như muốn khóc tôi đã bị người ta hãm hại và vứt xuống vách núi Mãi mà có người cứu được Gia Hào sợ hãi Đi lại ôm lấy mẹ mình Trời đất Ai mà lại dã tâm hại mẹ như vậy Là vợ con đó Gia Hào buông mẹ mình ra Mẹ nói là Dung sao Đúng vậy Chính là cô ta đã đánh mẹ Rồi thuê người đi lên núi vứt mẹ đấy Đúng là chuyện này chỉ có trong phim Bây giờ mọi ánh mắt của tất cả mọi người Đều đổ dồn lên người của Dung Mẹ, Ừ, tự nhiên mẹ lại nói ra những lời nhảm nhí gì vậy mẹ bị mất tích lâu ngày nên đầu óc mẹ có vấn đề phải không đầu óc tôi vẫn còn minh mẫn lắm tôi sống sót để trở về đây là một kỳ tích cuộc đời tôi bây giờ không có gì để hối tiếc nữa hôm nay tôi sẽ nói ra hết sự thật cho mọi người cùng nghe người mà bà ấy muốn hướng đến lúc này đó chính là lượm lượm mẹ xin lỗi con sao gì lại xưng mẹ với con vậy vì ta chính là mẹ ruột của con Sợi dây chuyền con đeo ở cổ Hồi sinh nhật con Đó chính là của ta Lúc bỏ con lại đã bị vướng vào bụi cây Đúng là trái đất này tròn thật Con gái ở trước mặt bao nhiêu năm Mà ta không nhận ra Trái tim lượm giống như bị nghẹn lại Cô vẫn không tin vào chuyện bà ta vừa nói là sự thật Dì biết chuyện con bị bỏ rơi hồi nhỏ sao Dì nghe ai kể lại vậy Mẹ không nghe ai kể cả bởi vì mẹ là người biết rõ nhất ai nấy đều sửng sốt khi nghe câu chuyện ấy bà bà đang nói cái gì thế tôi xin ông hãy tha thứ cho một người đàn bà tội lỗi như tôi nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật tôi không thể giấu mãi được lượm chính là con gái ruột của tôi tôi cứ ngỡ con bé đã chết khi còn nhỏ nhưng không ngờ ông trời lại đưa đẩy cho chúng tôi gặp nhau thêm một lần nữa bà bị điên nghĩ sao bà lại là mẹ của tôi được sa huy ôm lượm vào lòng hãy bình tĩnh đi em chuyện đâu còn có đó nói xong anh quay sang hỏi bà lệ thủy dì có nhầm lẫn gì ở đây không vợ của con đã chịu rất nhiều tổn thương con xin dì đừng giao thêm đau khổ cho cô ấy nữa chuyện này là sự thật dì cũng không muốn chứng kiến cảnh này nhưng sự thật luôn nghiệt ngã đối với mỗi chúng ta bà an hai bờ môi mấp máy đi lại tắt cho bà ta một cái đau đớn vào má tôi không ngờ Cô là loại đàn bà độc ác như vậy Dám bỏ cả con mình Để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân Cô đúng là đê tiện, hèn mọn Gia Hảo giờ đây cũng chẳng khác gì lựa Anh ta đau đớn nhìn mẹ mình Còn cũng không ngờ Mẹ là loại người đó Sao mẹ không biến mất Quay trở về đây làm gì nữa Mặc kệ cho mọi người chỉ trích mình nặng lời Nhưng bà Lệ Thủy không quan tâm đến Bà lại bắt đầu câu chuyện của mình cho Lượm và mọi người cùng nghe. Cách đây hơn 2 năm về trước, vụ hỏa hoạn xảy ra là do mẹ và cô ta bày ra. Thằng bé và chị giúp việc thật ra vẫn chưa chết. Từ lúc nhìn thấy sợi dây chuyền ấy, mẹ đã biết mình sai nên đã đến nhà xin cô ta địa chỉ và muốn đưa thằng bé trở về với con. Nhưng chưa kịp thực hiện thì mẹ đã bị người ta đánh cho gần chết và mất tích đến giờ luôn. Vợ chồng lượm như được hồi sinh khi nghe bà ta nói như vậy. Bà nói con trai tôi vẫn chưa chết đúng vậy bây giờ chỉ có cô ta biết rõ thằng bé ở đâu thôi một tia hy vọng được lóe lên lợp nhanh như chớp đi lại bắt lấy tay của sung rồi nói chị giấu con trai của tôi ở đâu sung ngả người về sau cười như một người điên ở đâu còn lâu tôi mới nói các người để cho tôi trốn thoát khỏi nơi này thì tôi sẽ nói còn kêu công an bắt tôi thì đồng nghĩa với việc thằng bé sẽ mất tích mãi mãi lợm quỳ xuống chân của cô ta, khóc lóc cầu xin. Tôi xin chị, hãy trả lại thằng bé lại cho tôi. Nó đang còn nhỏ, nó không có tội tình gì đâu. Chị có oán có trách, thì cứ đổ hết lên đầu của tôi. Tôi sẵn sàng chịu được. Dùng với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn lượm rồi nói. Hơ, tao không thích như vậy. Tao chỉ thích hành hạ cho mày nếm cái mùi đau khổ mà thôi. Sao chị lại độc ác như vậy? Tôi có bao giờ sống tệ với chị đâu. Từ nhỏ tới lớn, Tôi luôn dành hết mọi việc làm thay chị. Cuộc đời tôi chưa bao giờ coi chị là người ngoài. Vậy mà chị lại đẩy cuộc đời của tôi vào đường cùng là sao? Bởi vì tao ghét mày. Mày lúc nào trong mắt của mẹ tao cũng ngoan hiền giỏi giang. Từ nhỏ tới lớn, bà ấy khi nào cũng đem tao ra so sánh với mày. Giờ lớn lên, mày cũng được sung sướng hơn tao. Chính mày là nguyên nhân hại chết đứa con chưa chào đời của tao, mày hiểu không? Cả nhà bây giờ ai cũng phẫn nộ với sự độc ác của Dung gia huy không thể giữ bình tĩnh anh đi lại bóp vào má cô ta rồi hét lên đọc địa chỉ chỗ thằng bé cho tôi sức chịu đựng của tôi có hạn đừng có để tôi nổi điên tôi sẽ giết cô đó anh giết tôi đi xem con của anh có sống nổi không lượng vừa khóc vừa ôm lấy chân gia huy anh ơi hãy bình tĩnh giờ tính mạng của con trai chúng ta là quan trọng nhất bà an cũng nói xen vào gia hào cháu là chồng của nó Cháu nói gì để cho cô ta trả lại thằng bé cho vợ chồng anh trai của cháu đi. Dung cười sặc sụa. Anh ta là cái thá gì mà dám điều khiển tôi? Thật ra anh ta cũng chỉ là con hoang ở ngoài đường mà bà ta đưa về cho các người nuôi thôi. <laughs> Thật tội nghiệp cho các người. Bao lâu nay nuôi con tu hú? Dung, cô bị điên sao? Tự nhiên ăn nói không giống ai. Tôi đâu có điên. Anh biết vì sao tôi lại được gả cho anh một cách nhanh chóng không? Bởi vì tôi đang nắm giữ một bí mật khủng khiếp mà mẹ của anh đã giấu suốt mấy chục năm qua cô nói gì mà tôi không hiểu anh nghĩ cái lý do bữa hôm mẹ anh đưa ra có thể làm cho bà ấy chấp nhận tôi là con dâu sao anh hiền bà ngây thơ quá rồi đó cái lý do khủng khiếp mà bà ta muốn chôn vùi mãi mãi lại bị tôi nắm hết đó là anh không phải là con của ba anh và anh không có quyền gì để thừa hưởng gia sản mà gia đình họ đang có bây giờ cả gia đình bây giờ bị đảo lộn bởi những câu chuyện khủng khiếp đang diễn ra gia hào như người mất hồn quay sang mẹ mình để tìm câu trả lời chính xác nhất bà lệ thủy nhìn con trai với ánh mắt tội lỗi mẹ xin lỗi con những lời cô ta vừa nói là đúng sự thật bây giờ người sốc nhất không phải là gia hào mà chính là ông doãn khang và bà an trong suốt mấy chục năm qua họ chưa bao giờ suy nghĩ cũng chưa bao giờ nghi ngờ gì về thân phận của gia hào mặc dù anh ta sinh ra không hề có chút nào giống với ông doãn khang nhưng họ vẫn dành tình yêu thương vô bờ bến cho anh ta bà nói lại một lần nữa cho tôi nghe thẳng ra hào là con của ai tiếng ông doãn khang hét lên làm cả nhà giật mình tôi xin lỗi ông ngàn lần xin lỗi ông vì tham lam vật chất phú quý mà tôi đã lừa ông lừa dối cả mẹ của ông đổ đê tiện bà đã biến tôi thành một thằng đàn ông ngu ngốc nhất thế gian còn gì những tiếng trách móc chửi bới tiếng nghiến răng đến đau lòng được vang lên trong ngôi nhà từng trưng như giàu có và hạnh phúc ấy. Bà An với vẻ mặt nhợt nhạt, lấy tay dựa vào thành ghế, rồi nói lớn lên. Vô phúc quá! Nhà này vô phúc quá! Bỗng ở ngoài cửa, chị Hạnh giúp việc, trên tay bế một đứa bé khoảng tầm 3 tuổi, đang dần tiến vào. Giống như một phép màu mà ông trời đang ban tặng cho vợ chồng lược Chị, chị Hạnh, là chị sao? Chị đã trở về thật rồi. Chị làm cách nào mà thoát ra được vậy? Nghe lượm hỏi, tất cả mọi người hướng về phía thằng bé. Nhìn qua là biết, thằng bé là con của vợ chồng lượm, bởi vì nó giống Gia Huy, như in từ một khuôn ra vậy. Chị Hạnh từ từ tiến lại chỗ lượm rồi nói. Tôi giao thằng bé lại cho mợ. Trong suốt hai năm qua, tôi và thằng bé giống như hai mẹ con. Thằng bé rất giống mợ, sống mạnh mẽ vươn lên như những cây xương rồng ở sa mạc. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt. Nhận lúc hai tên canh cửa say xỉn, tôi đã thoát ra được và chạy về đây ạ. À. Lượm nghẹn ngào, nước mắt rơi lã trã. Cô run run đưa tay bế thằng bé. Thấy người lạ, thằng bé khóc òa lên rồi ôm chặt cổ của chị Hạnh. Cô Bin, lại đây với mẹ nào? Mẹ của con đây. Bây giờ mọi người đang dành sự chú ý đến thằng bé, nên không để ý đến bà Lệ Thủy, đang nước mắt ngắn dài ở một góc. Bà ta đưa mắt nhìn mọi thứ rồi lôi trong túi ra một loại thuốc diệt chuột đổ vào miệng khoảng mấy phút sau cả miệng bà ta trào ra một thứ bọt trắng bà ta dãy sụa rồi cũng từ từ là đi gia hào như có linh tính mách bảo anh ta quay người lại thì thấy mẹ mình đang nằm dãy sụa ra giữa nhà mẹ mẹ ơi mẹ làm sao thế này cả ngôi nhà bao trùm lên một sự ớn lạnh đáng sợ gia huy cùng với tất cả mọi người đi lại kiểm tra hiện trường và phát hiện bà ấy đã dùng thuốc diệt chuột để tự kết liễu đời mình. Còn Dung, cô ta nhân cơ hội cả nhà đang hỗn loạn, cô ta đi lại giật thằng bé từ tay chị Hạnh giúp việc, rồi với lấy con dao quạt hoa quả trên bàn, kề vào cổ thằng bé, rồi chạy nhanh ra cửa. "Dung, cô trả thằng bé lại cho chúng tôi." Tiếng mọi người la hét ở đằng sau khiến cô ta càng hoàng sợ mà ôm chặt thằng bé chạy ra xe ô tô. "Đừng lại gần tôi, tôi sẽ giết chết thằng bé bất cứ lúc nào." nhìn khuôn mặt bé con tái xanh vì sợ và khóc nhiều. Lượm như đứt từng đoạn ruột của mình xa vậy. Cô cứ thả thằng bé ra, tôi tình nguyện thế chỗ cho nó. Có tôi, họ sẽ không làm gì cô và cho cô thoát khỏi đây một cách dễ dàng. Tao đâu có ngu. Tôi, tôi xin lấy tính mạng của mình ra, đảm bảo cho cô. Lượm quay lại nhìn mọi người. Gia Huy, anh bảo với mọi người, tản ra dùng em. Mặc dù rất thương lượm, nhưng Gia Huy vẫn gật đầu đồng ý với cô Ừ, anh biết rồi lượm Ai cũng nghe rõ lời lượm nói Nên ai cũng tản ra một khoảng cách khá xa Mày lại đây Nghe dùng gọi Lượm lấy hết bình tĩnh đi lại Tôi đến đây rồi Chị mong thả thằng bé ra Dùng nhìn thấy lượm Cô ta dùng động tác thay đổi người rất nhanh Thằng bé vì thế được ném ra giữa sân Nhanh như chớp Dùng nắm lấy đầu của lượm kéo vào trong xe Lên xe, nếu có bất cứ một người nào theo sau tao tao sẽ giết nó ngay lập tức bế thẳng bé sau lại cho bà an gia huy nhanh chóng lái xe đi sau dung bây giờ đã trở nên điên dại việc cô ta làm hại lượm là điều chắc chắn xảy ra ông dẫn khang và gia hào ở nhà cũng lấy máy gọi cho công an đến để giải quyết vụ việc vừa lái xe dung vừa nhìn vào cương chiếu hậu thấy xe của gia huy theo sau cô ta càng hăng máu tăng tốc xe nhanh hơn nữa lượm lo lắng Chị lái xe từ từ được không? Chị hãy sám hối đi đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Dung gần giọng. Im mồm. Nếu hôm nay tao chết, thì mày cũng không sống nổi. Cuộc đời tao không còn gì để mất. Tao chỉ tiếc cho mày thôi lượm mà. Lượm đau lòng nhìn chị ta. Tiền tài danh vọng là gì mà khiến cho con người biến chất và trở nên độc ác như vậy? Hãy quay đầu là bờ đi chị. Để cho cô Hoa ở dưới suối vàng được yên giấc ngàn thu Mày nói thì hay lắm. Thằng chồng yêu dấu của mày không muốn mày sống nên cố tình bám theo sau. Nếu nó muốn mày chết, tao sẽ cho nó tội nguyện. Dung bây giờ giống như một người điên, cô ta đạp chân ga liên tục. Đến nơi đèn đỏ, cô ta không dừng lại mà đã lao thẳng vào chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường. Lượm sợ hãi la lớn lên. Dừng lại, dừng lại ngay. Bỏ ngoài ta những lời lượm nói, Dung đã gây ra một tai nạn kinh hoàng. Cô ta đập đầu vào tay lái và chết ngay tại chỗ. Còn lượm thì máu me đầy người, không biết sống chết thế nào. Thời điểm xảy ra tai nạn, Gia Huy đã có mặt kịp thời để đưa lượm đi cấp cứu. Ngồi bên ngoài chờ, cả người anh lạnh toát hết cả lên. Cái cảm giác sợ hãi vẫn còn len lỏi ở trong đầu. Anh chắp hai tay lên cầu nguyện cho cô được tay qua nạn khỏi. Tiếng nghi tá gọi nhau ý ới, tiếng dao kéo va và đập vào nhau, khiến cho lòng của anh đau thắt lại. Tầm 30 phút sau, Vị bác sĩ mở cửa ra Anh là chồng của bệnh nhân bị tai nạn sao? Dạ phải Cô ấy sao rồi bác sĩ? Tình hình hiện tại của cô ấy đang rất tệ Cô ấy mất máu rất nhiều Anh thử liên hệ với những bệnh viện khác Để mua máu kịp thời Về truyền cho cô ấy Vì lượng máu dự trữ ở bệnh viện chúng tôi không còn nhiều nữa Sợ không đủ Chẳng cần để vị bác sĩ nói hết câu Gia Huy mở máy cầu cứu ba mình Vì là giới thượng lưu nên ông dẫn Khang quen biết rất nhiều người bạn là bác sĩ, nên lượng máu để chuyển cho lượm cũng nhanh chóng được chuyển đến. Vậy là lượm đã được cứu sống trong gang tấc Bác sĩ thông báo lượm đã qua cơn nguy kịch, giao huy như vỡ hòa trong hạnh phúc. Nghe tin lượm bị tai nạn, bác Mai cùng với bà con ở quê bắt xe vào Sài Gòn để thăm lượm. Do phúc lớn mạng lớn, lượm đã tỉnh lại nhanh chóng và không có tổn thương gì ở não. Mở mắt ra, thấy đầy đủ tất cả mọi người vây quanh lượm xúc động không nói nên lời. Tiếng bác mai vang lên, khiến cho cả căn phòng trở nên ấm hẳn. Lượm ơi, bác đem cho mày mấy chục trứng gà, để mày ăn tầm bổ nè. Cha nhà mày, mấy ngày mày nằm bất động trên giường, ai cũng lo suốt vó. Các bác vất vả quá, chồng sống dai lắm, không chết được đâu ạ. À. Gia Huy cùng với bà An cũng lại ngồi gần bên lượm. Cô Bình, gọi mẹ đi con. Tiếng thằng bé lảnh lót gọi hai tiếng mẹ ơi, làm cho lượm trào nước mắt. Anh, anh đưa thằng bé lại gần cho em hôn nó một miếng. Giống như tình mẫu tử thiêng liêng, thằng bé liền cúi người xuống cho lượm hôn vào má. Vài tuần sau, lượm đã khỏe lại và được xuất viện. Bà An bàn với ông Doãn Khang bán căn biệt thự đang ở để chuyển đến một căn nhà mới đẹp và vui tươi hơn. Còn về phần Sa Hào, anh ta đã biết thân biết phận của mình nên tự động viết đơn xin nghỉ việc. Nhìn đứa con trai mình nuôi bao năm qua Giờ lại thành con người khác Ông Doãn Khang đau lòng không chịu nổi Tạm biệt ba Con đi đây Già Hào vừa mới dứt lời Ở ngoài cổng có mấy anh công an đang tiến vào Anh gia Hào Mời anh về đồn Để chúng tôi điều tra việc anh có liên quan đến cái chết của bà Tuyết gia Hào ngoan ngoãn đưa hai tay ra Bỏ vào chiếc cổng số 8 đang chờ sẵn Vậy đó Cuộc sống này thật là vô thường thứ mà chúng ta cố gắng dùng mọi cách đạt được lại tan biến chỉ trong vài nốt nhạc. Một thời gian sau, Gia Huy đã trở thành chủ tịch của công ty. Tất cả mọi cổ phần bà An và ông Doãn Khang đều chuyển qua cho Gia Huy hết. Với tài năng lãnh đạo và sự tận tình trong công việc của mình, Gia Huy đã xuất sắc đưa công ty vượt lên một tầm cao mới. Nhắc đến Lượng, hôm nay là dỗ đầu của Dung và bà Lệ Thủy. Mặc dù không có tình cảm gì với họ, nhưng lượm vẫn là một mâm cơm cúng để nhớ ngày đứng trước di ảnh của bà lệ thủy lượm nấc lên từng hồi cho dù bà có lấy cái chết để chuộc lại những lỗi lầm của mình đã gây ra nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho bà và cũng không bao giờ coi bà là mẹ bởi vì bà không xứng đáng với thiên chức thiêng liêng mà ông trời ban tặng cho bà hiểu được nỗi lòng của vợ gia huy đi lại an ủi động viên vợ hãy để cho quá khứ ngủ yên và hướng đến một tương lai tươi đẹp em nhé Mọi sự lựa chọn của Lượng có thể là sai Nhưng yêu và kết hôn với Gia Huy Đó là một sự đúng đắn nhất trong cuộc đời của Lượng Gia Huy Em có một bất ngờ dành cho anh Gia Huy hào hứng Bất ngờ gì? Em làm anh hồi hộp quá Lượng lôi từ trong túi xa một chiếc quay thử thay Teng teng Chúc mừng anh đã được lên chức ba lần thứ hai Thật, thật vậy hả Lượng Anh hạnh phúc quá Lượng ơi Vì anh xứng đáng vì anh là một người chồng tốt nhất thế gian Lại đây cho anh ôm một tí Lượm bẽn lẽn đi lại Nép vào lòng Gia Huy Hai người trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt Người ta thường nói Gặp đúng giày sẽ không đau chân Gặp đúng người sẽ được hạnh phúc Các bạn vừa nghe xong câu chuyện của tác giả Hà Đoàn Được phát sóng trên kênh truyện Ngắn Hay Qua giọng đọc Chu Hạ Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Các bạn nhớ để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện Xin chào và hẹn gặp lại